thân hình của nàng, đường cong yêu mỹ, có lồi có lõm, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, liền duyệt nữ vô số diệp thần, cũng không nhịn được đã thấy nhiều vài lần. Mặt mũi của nàng, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, mày như trăng non, sống mũi thẳng, môi sắc như anh, bây giờ nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài tại trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, càng tăng thêm mấy phần xinh xắn cùng vũ mị. Ba búi tóc đen đen nhánh như mực, lại như thác nước đồng dạng, xóa ở đầu vai, cùng dung nham đỏ ngầu đại địa tạo thành chênh lệch rõ ràng, càng lộ ra nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng trắng nõn. Mà thiếu nữ tướng mạo, để cho Diệp Thần có loại quen thuộc cảm giác, thế mà cùng ngày xưa băng thần Vũ Lăng Hoa tướng mạo tương tự. Không, nói đúng ra, không phải múa lăng hoa, là múa lăng hoa mẫu thân, ngày xưa cổ tinh môn trưởng môn, ngũ đại thiên đế đứng đầu, múa thiên đế Vũ Nguyệt. Múa thiên đế Vũ Nguyệt, lúc Diệp Thần vừa tới không không lúc nào khoảng không không bao lâu, nàng liền đã bị cốt thiên đế giết chết. Mặc dù khi xưa múa thiên đế, là cổ tinh môn trưởng môn, nhưng khi đó mạt pháp thời đại, tay nàng vãn thiên khuynh, nguyên khí hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã từ cường giả cảnh giới rơi xuống. Diệp Thần tới không không lúc nào chống không thời điểm, múa thiên đế thời đại đã sớm đi qua, hắn trước đó cũng chỉ gặp qua múa thiên đế một mặt, trong ấn tượng múa thiên đế Vũ Nguyệt, là cái mỹ phụ nhân, nhưng lúc này Diệp Thần trước mắt, lại là một cái vô cùng rực rỡ thiếu nữ. Là, múa thiên đế gia tộc tộc trưởng, cổ tinh môn khi xưa trưởng môn, nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng sống lại, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Diệp Thần nội tâm dâng lên ngàn vạn nghi vấn. Hắn từ nơi này trên người thiếu nữ, bắt được rất nhiều phức tạp vận mệnh sợi tơ, vô tận nhân quả xen lẫn, thiếu nữ thân phận tựa hồ vô cùng phức tạp, nhưng rõ ràng nhất một đường, chính là múa thiên đế. Thiếu nữ này đích xác chính là múa thiên đế không tệ. Tại trên mi tâm của nàng, còn nạm một khỏa như thủy tinh ấn ký, lại có một tia luân hồi khí từ trong đó tản ra, viên này như thủy tinh đồ vật, chính là thiên đế tinh tiết. Cổ tinh môn có một khối thiên đế tinh tiết. Đó là thiên đế ra lệnh tinh một tia đế quang ngưng kết mà thành, Diệp Thần tại trong tay tinh ẩm nguyệt gặp qua, thậm chí ban sơ đối với hắn luân hồi huyết mạch, cũng tạo thành một tia áp chế. Đang nhắm mắt tính tọa thiếu nữ, cảm thấy được Diệp Thần đến, lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, lộ ra một đôi thâm thúy như biển sao một dạng con mắt, bình thản như nước trên gương mặt, tại thời khắc này hiện ra vẻ kinh ngạc, kêu lên. Bất quá theo Diệp Thần thực lực tăng lên, đối với luân hồi pháp tắc thêm một bước trưởng khống. Cái kia cổ áp chế liền không tồn tại nữa. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Phú tổ dẫn bạo phần thiên kiếp hỏa, hủy diệt toàn bộ tinh hệ, ức vạn tinh thần đều không tồn, nhưng viên này thiên đế tinh tiết lại không có nửa điểm tổn hại, bây giờ khảm nạm tại cô gái kia mi tâm ở giữa, trở thành một đạo tuyệt mỹ ân ký. Thiên viên vương đem tinh ẩm nguyệt xem như là tế phẩm, lấy ra hiến tế cho đại hiền giả, ngày đó đế tinh tiết tự nhiên cũng từ thiên viên vương một lần nữa trông coi. Diệp Thần xuất hiện, dường như để cho nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Thần gặp nàng nhận ra chính mình, hỏi, ngươi là múa thiên đế. Thiếu nữ nhẹ nhàng đứng dậy, trong mắt mang theo vô tận suy nghĩ phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, ta chính là Vũ Nguyệt, múa thiên đế là ta xưng hào, nhưng ta thời đại đã qua, hiện nay ta là trùng sinh. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói, ngươi sống lại. Ngươi như thế nào phục sinh? Thiếu nữ Vũ Nguyệt nói, trên thực tế, ta một mực không chết, nói đúng ra, chỉ cần ta tinh thần ý chí, còn tồn tại trên thế gian, coi như ta nhục thân cùng linh hồn đều vẫn diệt, ta tinh thần bất diệt, không coi là chết đi, tùy thời đều có phục sinh khả năng. Diệp Thần gật gật đầu, đích xác, không không lúc nào chống không cường giả, trên thân bình thường đều có ngàn vạn đầu tuyến thời gian, chỉ cần còn có một đầu tuyến thời gian tồn tại, người liền có phục sinh khả năng. Từ trên lý luận nói, múa thiên đế Vũ Nguyệt cũng có thể phục sinh. Nhưng lý luận là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, múa thiên đế Vũ Nguyệt loại này cấp bậc cường giả, hơn nữa lại là ngày xưa tay vãn thiên khuynh đại nhân vật, trên thân dính líu tới nhân quả vận mệnh quá phức tạp đi, nàng muốn phục sinh vô cùng gian khổ, tuyệt không phải dễ dàng liền có thể làm đến. Vũ Nguyệt nói tiếp, Hiên Viên Vương chính là ta tinh thần tạo hóa, thậm chí có thể nói, Hiên Viên Vương là một cái khác ta, là ta đạo tâm tinh thần ngưng tụ vĩ đại kỳ quan, Vũ Tổ tự bạo hủy diệt hết thảy, nhưng huyết nhục của hắn Hiên Viên Vương năng lượng, còn có hắn mở ra trụ thần đại trận lúc rất nhiều tế phẩm năng lượng, vô tận năng lượng ngưng kết, khiến cho tinh thần của ta khôi phục, sống lại. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Hiên Viên Vương là một cái khác ngươi. Vũ Nguyệt nói, đúng vậy à, Hiên Viên Vương vốn chính là ta sáng tạo, ngươi quên rồi sao?
Diệp Thần đương nhiên nhớ kỹ, nhưng nhìn xem trước mắt cái này toàn thân trắng như tuyết, toàn thân trần trụi thanh thuần thiếu nữ, hắn vẫn là rất khó đem nàng cùng Hiên Viên Vương liên tưởng. Tóm lại chính là ngươi sống lại, vậy chúng ta là bằng hữu, vẫn là địch nhân? Hay là không phải là địch nhân, cũng không phải bằng hữu? Diệp Thần ngắm nhìn Vũ Nguyệt, nội tâm vừa âm thầm đề phòng. Vũ Nguyệt là như thế nào phục sinh, hắn coi như nghe được giảng giải, cũng có chút không hiểu chỗ, nhưng bất kể như thế nào, có thể khẳng định là, nàng đích xác chính là sống lại, liền hoạt sắc sinh hương đứng ở trước mặt hắn. Mà nữ nhân này, là địch hay bạn, Diệp Thần còn không thể xác định. Vũ Nguyệt ngẩn ngơ, nói, bằng hữu hay là địch nhân sao? Ta không biết, ta ban sơ chỉ là một cái rất thông thường sơn dã nha đầu, vốn là vô ưu vô lự sinh hoạt tại trong núi lớn. Kết quả viễn cổ thời đại ma thần hỗn chiến lan đến gần thôn của ta. Ta cha mẹ bằng toàn bộ chết tận, trong thôn còn sót lại người cũng bị sau khi chiến tranh kết thúc hắc ám cùng ôn dịch nuốt hết. Nàng nói lên chuyện cũ, tiếng nói liền có chút thê lương, nhưng chợt ánh mắt trở nên kiên định quả quyết. Ta may mắn bị cái nào đó tông môn thu lưu, đạp vào con đường tu luyện, trên đường gặp được vô tận sát lục cùng hắc ám, ta đạo tâm dần dần bắt đầu sinh, ta phát bồ đề tâm, rất lớn tâm nguyện. Ta muốn trấn áp thế gian này hắc ám, thiết lập một cái không có sát lục phân tranh, không có ngươi lừa ta gạt, chân chính quang minh hoàn mỹ thế giới. Ta khi đó, gặp được chín thương cổ hoàng, hắn về sau được người xưng là thế gian đệ nhất vị nhân hoàng, ta cùng hắn có một dạng ý nghĩ, đều muốn kết thúc ma thần chiến tranh, kết thúc tất cả sát lục cùng hắc ám. Đáng tiếc ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã bị hồn thiên đế giết chết, nếu không, có lẽ ta cùng hắn còn có cơ hội hợp tác. Ngươi là chín thương cổ hoàng đệ tử a? Sao găm của hắn mưa cùng hoàng đồng tháp cao đều ở trên thân thể ngươi sao? Nhân hoàng lục quyết ngươi học được mấy tầng? Nói đến đây, Vũ Nguyệt con mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, lại quan sát trên dưới hắn. Từ trên thân Diệp Thần, nàng bắt được chín thương cổ hoàng còn sót lại nhân quả ba động. Ân, đúng vậy, ta xem như chín thương cổ hoàng đệ tử. Diệp Thần gật đầu một cái, lục đạo cổ thần bên trong, chín thương cổ hoàng là hạch tâm lãnh tụ. Bất quá đáng tiếc hắn sự nghiệp to lớn cùng nguyện vọng, cũng chưa từng có chân chính thực hiện qua. Bất quá, đại hiền giả đối với ta 10 phần chiếu cố, hắn ủy thác thiên tổ ban cho ta chúc phúc, ta liền nhận được thiên tổ viên kia thiên đế ra lệnh tinh chiếu rọi, trong vòng một đêm huyết mạch thuế biến, ta liền có thiên đế huyết mạch, trở thành không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cường giả. Chín thương tiền bối chủy thủ mưa cùng hoàng đồng cao tháp kỳ quan, đều tại trên tay của ta. Về phần hắn đạo thống truyền thừa, ta miễn cưỡng học được mấy phần. Trước kia chín thương cổ hoàng vẫn lạc sau, ta vốn là có cơ hội thay thế hắn, trở thành đại hiền giả mới người đại diệt, nhưng tiếc là khi đó, đại hiền giả lỗ mãng nuốt luôn sáng thế đạo quả, khiến nhục thân bạo diệt, ta kế thừa nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không. Là đại hiền giả đứng ra ủy thác, thiên tổ lúc này mới ban thưởng chúc phúc, để cho Vũ Nguyệt triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành đỉnh cấp cường giả. Diệp Thần đối với chín thương cổ hoàng, nội tâm vẫn có chút cảm kích, chín thương cổ hoàng đạo thống, hắn sẽ truyền thừa xuống. Ta nhìn thấy đại hiền giả thân ảnh sau, thế mới biết thiên ngoại hữu thiên, thế gian thế mà lại có trụ thần nhân vật mạnh mẽ như vậy. Thì ra là thế, Diệp Thần nghe đến đó, giờ mới hiểu được, thì ra Vũ Nguyệt có thể được đến thiên đế ra lệnh tinh chiếu dọi chúc phúc, cũng không phải may mắn, là sau lưng có đại hiền giả đề cử. Vũ Nguyệt nói. Kỳ thực chín thương cổ hoàng đạo thống, cũng không phải hắn một mình sáng tạo, sau lưng của hắn có đại hiền giả cái bóng, hắn xem như đại hiền giả người đại diện. Phía trước Diệp Thần lọt vào huyền thiên tinh sông bao phủ, bị cuốn vào phản thiên thánh địa, cũng là dựa vào chín thương cổ hoàng hy sinh, lúc này mới mạng sống xuống. Thế giới hắc ám quá mức trầm trọng, chín thương cổ hoàng cũng không thể nghịch chuyển. Đây chính là 72 trụ thần chỗ cường đại, nắm giữ để cho người ta nghịch thiên cải mệnh năng lực. Vũ Nguyệt nói, ta sáng lập thiên đế gia tộc, thành viên gia tộc cũng là ta dùng máu của mình sáng tạo ra, vốn là ta cũng nghĩ tìm nam nhân sinh con, dù sao kết hợp âm dương sáng tạo ra người, mới thật sự là hoàn mỹ người, đáng tiếc thế gian còn không có cái nào nam tử, có thể vào mắt của ta. Ta lấy thiên đế gia tộc làm hạch tâm, thành lập được cổ tinh môn, về sau lại tư tưởng ra Hiên Viên Vương cái này vĩ đại kỳ quan, người biết ta tại sao muốn sáng tạo Hiên Viên Vương sao? Muốn thành lập hoàn mỹ thế giới. Ta vì cái gì không tự mình đi động thủ, nhưng phải sáng tạo một cái công cụ đi ra, ngươi nhưng có biết. Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên có chút tà khí, thanh thuần trên khuôn mặt cũng mang theo một cỗ xảo trá thần sắc. Diệp Thần hỏi, vì cái gì?
Phú Nguyệt nhếch nhếch miệng, cả người trở nên tà mị, lại có chút bị điên bộ dáng, nói. Bởi vì, ta sợ chết. Diệp Thần a một tiếng, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Phú Nguyệt cười nói, sinh mệnh cũng là sợ hãi cái chết, đây là khắc vào huyết mạch chỗ sâu nhất lạc ấn, nắm giữ đến càng nhiều người, lại càng sợ tử vong, tỉ như những cái kia muốn tìm thuốc trường sinh bất lão nhân gian hoàng đế, nhìn như quyền khuynh thiên hạ cường đại sau lưng, kỳ thực có một khỏa nhu nhược sợ hãi lại trống rỗng thê lương tâm, ta cũng không ngoại lệ. Mặc dù ta rất chán ghét dạng này chính mình, nhưng đây chính là nội tâm của ta, cũng là đại bộ phận cường giả nội tâm chân thực khắc họa, cho nên vạn cổ đến nay, tâm chi gông xiềng không có người có thể chặt đứt, bởi vì nhân tâm đối tử vong sợ hãi, bộ dạng này gông xiềng thực sự quá trầm trọng, có thể chặt đứt giả ức vạn không một. Luân hồi chi chủ, ngươi là vạn cổ lớn nhất dị số. Trong cảnh giới tu luyện, có một cảnh giới gọi bách gia cảnh, chính là muốn chặt đứt gông xiềng, cái kia cuối cùng một đạo tâm chi gông xiềng, vạn cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạm phá, chỉ có Diệp Thần làm được. Nhậm Phi Phàm về sau cũng làm đến, nhưng đó là dựa vào luân hồi sách trợ lực, cưỡng ép sửa chữa đi qua, nói cho cùng cũng vẫn là dính luân hồi quang. Diệp Thần nói, ta cũng sợ chết. Phú Nguyệt nói, ít nhất, người có thể đối mặt tử vong, nhưng ta làm không được, vừa nghĩ tới chính mình chết đi, có hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi, ta nội tâm liền có vô tận khủng hoảng. Ta phát bồ đề tâm, muốn cứu vớt chúng sinh, để cho chúng sinh không còn dẫm vào nỗi thống khổ của ta, làm cho tất cả mọi người đều có thể vĩnh hằng sống ở trong quang minh cùng an tường. Ta biết muốn thực hiện nguyện vọng này, ta là muốn ngã cái tan xương nát thịt, nhưng ta thật sự là sợ tử vong. Ta nghĩ chúng sinh quang minh, chính mình cũng nghĩ hưởng phúc a, ta cũng không muốn chết, cho nên ta tư tưởng ra Hiên Viên Vương công cụ này. Công cụ này, là hoàn toàn không có nửa điểm lòng mang sợ hãi, hắn chỉ có không ngừng đi tới hùng tâm, hắn sẽ vì thiết lập hoàn mỹ thế giới, mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh cược sinh mệnh của mình, càng thậm chí hơn tiếp nhận so tử vong còn thảm thiết đau đớn, tỉ như trực tiếp đi kế thừa trụ thần quyền hành, cũng không để ý cái gì phần thiên đại kiếp. Tại nói lời nói này thời điểm, Vũ Nguyệt biểu lộ mang theo điểm bị điên vặn vẹo ý vị, như dã thú khát máu, rất muốn đem con mồi đánh giết ăn hết, nhưng lại sợ chính mình lại bởi vậy thụ thương, tại mâu thuẫn dày vò lo âu vặn vẹo phía dưới, lại muốn che giấu chính mình, liền tạo thành như thế một bộ mang theo bị điên làm người ta sợ hãi bộ dáng. Diệp Thần liền yên lặng nhìn xem Vũ Nguyệt. Bất quá ta công cụ này, đã bị ngươi hủy diệt, ân, bất quá cũng không trách ngươi, Hiên Viên Vương muốn giết ngươi, ngươi đều cũng không thể ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết. Công cụ này không còn, ta cái chủ nhân này, từ hôm nay trở đi, cũng chỉ đành tự mình động thủ, coi như muốn ngã cái thịt nát xương tan, ta phát qua thể nguyện, ta cũng nhất định sẽ đi thực tiễn. Không cần bao lâu, ta sẽ trùng kiến cổ tinh môn, hơn nữa tìm người khác đi tiếp thu đại hiền giả quyền hành, luân hồi chi chủ, hy vọng cho đến lúc đó, ngươi không cần ngăn cản cho thỏa đáng. Phú Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Thần, cười nói. Diệp Thần nói, không sao, chỉ cần ngươi không thương tổn cùng bên cạnh ta người, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Hiên Viên Vương muốn thiết lập sự nghiệp to lớn, mộng tưởng muốn kiến tạo hoàn mỹ thế giới, Diệp Thần cũng không phản đối, nhưng Hiên Viên Vương dẫm lên trên đầu của hắn, muốn giết phu tổ, muốn giết hắn, hắn nhất định phải chống lại. Diệp Thần lại hỏi, đúng, Múa Thiên Đế, ngươi chuẩn bị tìm ai đi tiếp thu đại hiền giả quyền hành? Chính ngươi không kế thừa sao? Phú Nguyệt cười nói, không cần bảo ta Múa Thiên Đế, bảo ta Vũ Nguyệt, hoặc Tiểu Nguyệt liền tốt, ha ha, vì thực hiện nguyện vọng kia, ta có thể nghênh đón tử vong, nhưng ta vẫn không dám đi tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn, cho nên chỉ có thể tìm người khác. Diệp Thần hiểu được, quả nhiên cũng là nguyên nhân này. Vũ Nguyệt, Hồng Quân Lão Tổ, Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế các loại cường giả, ý thức đều vô cùng thanh tỉnh, không có bị trụ thần quyền chui mặt ngoài cường đại làm cho mê hoặc, biết phần lực lượng này sau lưng, cất giấu vô tận đau đớn. Cùng phần thiên đại kiếp so sánh, tử vong đều xem như siêu thoát cùng phúc báo. Vậy ngươi muốn tìm ai? Diệp Thần hỏi lại. Phú Nguyệt biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Quang Chi Tử. Diệp Thần nghe được Quang Chi Tử ba chữ, nội tâm lập tức kịch chấn, chính mình thế nhưng là trước đây không lâu từng nghe nói, ai? Phú Nguyệt nói, Quang Chi Tử, trong truyền thuyết Thái Sơ một bộ hóa thân, ta sau khi trùng sinh, nghe được đại hiền giả âm thanh, hắn nói Quang Chi Tử đã xuất thế, nhưng Quang Chi Tử còn không biết chính mình là Quang Chi Tử, để cho Quang Chi Tử đi kế thừa quyền hành của hắn, phần thiên đại kiếp đau đớn ngược lại có khả năng kích hoạt Quang Chi Tử ký ức. Đến lúc đó,
Quang chi tử ký ức khôi phục, hắn tự mình ra tay sáng thế, chân chính hoàn mỹ thế giới liền có thể tạo dựng lên, chúng sinh không cần lại chịu khổ, người người cũng có thể biến thành quang. Đại hiền giả nói, bọn hắn 72 trụ thần, cũng là một đám phế vật, chậm chạp làm không được Thái Sơ chi quang phân phó sáng thế nhiệm vụ, Thái Sơ tức giận phía dưới, đã quyết định tự mình ra tay, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn không cách nào tự mình buông xuống, chỉ có thể từ ức vạn đạo quang huy bên trong, phân ra một tia, chuyển sinh làm người, đây chính là quang chi tử. Diệp thần cả kinh nói, Thái Sơ muốn đích thân ra tay rồi sao? Nếu là Thái Sơ có thể ra tay, tự mình sáng thế, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Phú Nguyệt lắc lắc đầu nói, quá mới lên ký sinh có một khỏa u ác tính, hắn có thể cũng là bởi vì dạng này, không cách nào tự mình ra tay, hắn phân quang chuyển thế, u ác tính cũng chuyển thế, đây là đại hiền giả nói với ta. Nhưng cái này quang chi tử cùng u ác tính tử, trước mắt còn không biết là ai, chỉ dựa vào quang chi tử một người, muốn sáng thế kỳ thực cũng không dễ dàng, đại hiền giả nói với ta, nếu như có thể mà nói, liền để ta cùng quang chi tử hợp tác. Ta sau khi trùng sinh, liền tại đây đợi, đại hiền giả nói, hắn nghe được bánh răng vận mệnh chuyển động âm thanh, chỉ cần ta ở đây chờ đợi, thứ nhất đến người, chính là quang chi tử. Chỉ là, ta vạn vạn không nghĩ tới, thứ nhất người tới lại là ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Phú Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, đại hiền giả tiên đoán hẳn là sai lầm. Dừng một chút, Phú Nguyệt đột nhiên trừng to mắt, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, phúc trí tâm linh đồng dạng, nàng hai tay đột nhiên bắt được Diệp thần bả vai, giống như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, thét to. À, đúng, luân hồi chi chủ, ngươi nói, có khả năng hay không, ngươi chính là quang chi tử đâu. Diệp thần luân hồi danh khí quá lớn. Cho nên Vũ Nguyệt tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cũng chỉ biết là luân hồi chi chủ tới, cũng không phải cái gì quang chi tử. Nhưng lúc này nàng phúc trí tâm linh, đột nhiên tỉnh ngộ, ai nói luân hồi chi chủ không thể là quang chi tử đâu. Diệp thần cũng là cả người nổi da gà lên, nhớ tới tại Phạn Thiên Thánh Địa thời điểm, Phạn Thanh Ảnh cùng mình nói qua quang chi tử cùng u ác tính truyền thuyết. Ta là quang chi tử, đây không có khả năng a, Thái Sơ chi quang chuyển sinh, lớn như thế nhân quả mạch lạc. Chắc chắn sẽ có chút vết tích, nhưng trên người của ta nhưng không có nửa điểm Thái Sơ chi quang vết tích. Diệp thần rất rõ ràng chính mình tình huống, quá khứ của hắn, tương lai của hắn, trong lòng có chừng đếm, hắn cũng không phải cái gì quang chi tử, hắn chính là hắn. Ngô, không thể nói như vậy, có thể Thái Sơ pháp tắc, còn không có ở trên thân thể ngươi hiện ra, dù sao ngươi tu vi chỉ có cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời, nghĩ hiển hóa Thái Sơ chi quang, ngươi ít nhất phải có thiên đế tu vi. Phú Nguyệt không ngừng dò xét Diệp thần, lại bắt lại hắn bàn tay, bên cạnh tới trách đi quan sát lòng bàn tay hoa văn, tựa hồ là đang suy tính Diệp thần thân thế, nhưng cũng đích xác bắt giữ không đến bất luận cái gì Thái Sơ chi quang khí tức. Không bằng chúng ta tới luận bàn một chút a, ngươi theo ta đánh một trầu, ta nhìn ngươi ra tay, mới có thể phán đoán ngươi có phải hay không quang chi tử. Phú Nguyệt bỗng nhiên nói, càng là muốn cùng Diệp thần luận bàn. Diệp thần nói, ta trọng thương chưa lành. Trạng thái suy yếu vô cùng, lại nơi nào có thể cùng ngươi luận bàn. Phú Nguyệt nói, không sao, ta có thể bố một cái huyễn cảnh, chúng ta tại trong ảo cảnh luận bàn liền tốt, không thương tổn thân. Diệp thần gặp nàng thành khẩn lại kiên định bộ dáng, liền biết chính mình thực sự không dễ dàng lẩn tránh, hơn nữa hắn cũng nghĩ xem, chính mình có phải hay không cái gì quang chi tử, luận bàn nghiệm chứng một chút cũng tốt. Cũng tốt. Diệp thần tại bàn hối lỗi sau, liền gật đầu đáp ứng. Lại nhìn một chút Phú Nguyệt trơn bóng thân thể, nói, bất quá, người muốn trước mặc xong quần áo lại nói. Phú Nguyệt cười cười nói, tốt a, xin lỗi, ta cũng quên. Nàng biến hóa ra một bộ trường bào màu xanh nhạt, tùy ý khoác lên người, uyển chuyển tư thái tại thả lỏng trường bào phía dưới như ẩn như hiện, so cái gì cũng không mặc càng thêm động lòng người. Tốt, luân hồi chi chủ, người xem con mắt của ta. Sau khi mặc quần áo xong, Phú Nguyệt liền nhìn xem Diệp thần cười nói. Diệp thần ừ một tiếng, liền nhìn thẳng Vũ Nguyệt hai mắt, chợt liền cảm thấy tinh thần một hồi xoay tròn cùng luân hãm, triệt để trầm luân đến Vũ Nguyệt trong ánh mắt đi. Tiếp theo sát, Diệp thần liền đi đến Vũ Nguyệt cấu tạo ra trong ảo cảnh, đây là một mảnh hồng nguyệt treo hỗn độn bầu trời, hắn cùng Vũ Nguyệt liền tương đối đứng vững. Ra tay toàn lực a, không cần cố kỵ, ở mảnh này trong ảo cảnh, ngươi cho dù chết, cũng chỉ là hao tổn điểm tinh thần thôi. Chỉ thấy Vũ Nguyệt cốt mâu đâm tới, một điểm hàn quang tới trước, sau đó bóng mâu như rồng, mang theo vô cùng lăng lệ sức mạnh, bao phủ Diệp thần toàn thân yếu hại. Xoát!
Diệp Thần bày ra một đôi thiên không chi cánh, tự do chân lý bộc phát, một cái lắc mình, liền né tránh Vũ Nguyệt vẩy mực một dạng thế công, con mắt mang theo vô cùng thần sắc kinh ngạc, nhìn xem trong tay nàng cốt mâu, nói. Xoẹt, siêu, Vũ Nguyệt trước tiên động, một cây cốt thứ phá vỡ lòng bàn tay của nàng, răng rắc vang dội, cấp tốc mở rộng thành một cây to lớn cốt mâu. Vũ Nguyệt có chút nổi điên một dạng cười cười, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt giống như là nhìn xem một đầu con mồi, nàng đi qua kinh nghiệm quá mức long đong, dẫn đến tính cách nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cất giấu điên cuồng vặn vẹo ba động, điểm này tại tới gần thời điểm chiến đấu biểu hiện rõ ràng nhất. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể, tại to lớn cốt mâu làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm yếu đuối, nhưng trong đó bộc phát ra sức mạnh, lại là đỉnh cấp thiên đế tiêu chuẩn. Cốt thiên đế bạch cốt thần thông, ngươi làm sao lại? Từ Vũ Nguyệt cốt mâu bên trên, Diệp Thần càng là bắt được cốt thiên đế đạo thống khí tức. Cỗ khí tức này, vô cùng hung mãnh, tại Vũ Nguyệt nhu nhược trên thân thể hiện ra, lại lộ ra một cỗ quỷ dị. Hi hi, ta thế nhưng là cổ tinh môn trưởng môn A, thủ hạ ta thần thông, ta sẽ không phải là rất bình thường sao? Vũ Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lập lòe giảo hoạt cùng điên cuồng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, trong nháy mắt liền thoáng hiện đến Diệp Thần trước mặt. Hai người gần trong gang tấc, cái mũi đều nhanh đụng vào nhau, Diệp Thần có thể ngửi được Vũ Nguyệt trên thân nhàn nhạt u hương, trong mắt nàng điên cuồng lại để cho hắn dùng mình, vô ý thức liền nghĩ vỗ cánh bay khỏi, nhưng lại phát hiện hai chân không thể động đậy. Chỉ thấy Diệp Thần dưới chân hư không, không biết lúc nào, lại toát ra từng cái rắn độc, trăm ngàn con rắn độc xen lẫn thành tác, một mực cuốn lấy hai chân của hắn. Đây là xà thiên đế xà đạo thần thông, Vũ Nguyệt lại cũng nắm giữ được xuất thần nhập hóa. Người thua, ngay cả ta một chiêu đều nhìn không được sao. Vũ Nguyệt nở nụ cười, gặp Diệp Thần bị rắn độc cuốn lấy, lè lưỡi nhẹ nhàng tại trên gò má hắn liếm lấy một chút, mặt mũi tràn đầy ngu ngốc dù vẻ điên, trong tay cốt mâu áp xúc thành một cây sắc bén cốt thứ. Nàng tay trái ôm Diệp Thần vòng eo, tay phải cầm cốt thứ trở tay đâm vào Diệp Thần sau lưng. Thần giáp mệnh tinh, huyền vũ thủ hộ. Diệp Thần bị Vũ Nguyệt liếm lấy một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, may mắn hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, thần giáp mệnh tinh điều động, bộc phát ra huyền vũ chi lực, một đầu khổng lồ huyền vũ hư ảnh, cấp tốc ở trên người hắn bay lên, đồng phát ra thê lương tiếng giống. Vũ Nguyệt cốt thứ đâm xuống, chanh một tiếng, lại bị hỗn nguyên kim cương một dạng huyền vũ khí ngăn trở. Đồng thời không thể cho Diệp Thần tạo thành tổn thương chút nào. Chu tước múa. Diệp Thần lại bộc phát thần giáp mệnh tinh chu tước chi lực, lập tức, một cỗ so thiên hỏa mệnh tinh còn muốn hỏa diễm nóng rực, liền từ trên người hắn nổ lên, chu tước hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời hót vang, phóng ra vô biên hỏa diễm chi khí. Tại trên thân Diệp Thần kinh khủng chu tước khí trùng đánh xuống, Vũ Nguyệt nụ cười lập tức ngưng kết, nhiệt độ cao đáng sợ trong nháy mắt đem nàng bước lui, nàng vừa mới triệu hồi ra rắn độc cũng toàn bộ bị chu tước hỏa diễm đốt thành tro. Một chiêu liền nghĩ đánh bại ta, người hơi bị quá mức ngây thơ. Diệp Thần nhìn chăm chú Vũ Nguyệt, chậm rãi tế ra tuyệt mệnh thiên kiếm, xâm nghiêm sát khí trên thân kiếm quanh quẩn, tại thần giáp mệnh tinh bạch hổ khí gia trì, cả thanh tuyệt mệnh thiên kiếm, phong mang lại ác liệt mấy phần. Thần giáp mệnh tinh có tứ tượng biến hóa, thanh long thuộc ất mộc, chủ sinh mệnh, bạch hổ thuộc canh kim, chủ sát phạt, chu tước thuộc ly hỏa, chủ đốt diệt. Huyền vũ thuộc mậu thổ, chủ thủ hộ. Thần giáp mệnh tinh lấy thủ hộ vì màu lót, lực phòng ngự cường hãn nhất, nhưng những thứ khác sát lục biến hóa cũng tương đương lợi hại. Thiên đấu đại đồ kiếm. Tại bạch hổ canh kim khí gia trì, Diệp Thần vung ra một kiếm, một đạo tràn ngập sát lục hủy diệt uy năng cuồn cuộn kiếm quang, như một vòng đen như mực thiên lưu, thẳng hướng Vũ Nguyệt chém tới. Vũ Nguyệt đồng tử lướt qua một tia kinh ngạc, không tránh kịp, lại bị một kiếm chém trúng, thân thể phịch một tiếng. Thế mà như thấu kính giống như trong nháy mắt phá toái thành thiên 100 khối trong suốt mảnh vụn, mỗi một phiến mảnh vụn đều chắc chắn cách nàng kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Ở đây, Diệp Thần cũng không có bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng mê hoặc, trở tay một trường, một chiêu liệt giới băng thiên trưởng gào thét mà ra, quay người đánh phía sau lưng không gian. Tại hắn xuất trường đồng thời, phía sau hắn không gian, vừa vặn liền xuất hiện một khối tấm gương, Vũ Nguyệt thân ảnh từ trong gương dậm chân bay ra. Trong tay xách theo một cái kính quang hội tụ thành trường kiếm, đang muốn đánh lén ám sát hắn. Nhưng Diệp Thần đã dự trù động tác của nàng, cho nên nàng nhảy một cái đi ra, Diệp Thần trưởng thế đã như bài sơn đảo hải đánh giết tới. Phanh! Lần này, Vũ Nguyệt liền thật sự không tránh kịp, cũng là thật sự lộ ra kinh ngạc thần sắc kinh ngạc,
bị Diệp Thần rắn rắn chắc chắc một chưởng, vỗ trúng đầu vai, răng rắc một tiếng, lập tức xương cốt vỡ vụn, thân thể mềm mại giống như một cái đổ nát búp bê vải bay ra ngoài. Ngươi lại có thể dự phán ta. Phanh! Diệp Thần hung hăng một chưởng, liền theo tại Vũ Nguyệt trên ngực, đem cửu thiên chân lôi chú lực lượng cuồng bạo, toàn bộ chút xuống đến nàng mảnh mai trên thân thể. Diệp Thần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa có loại trong cõi u minh dự cảm, trực tiếp liền dự chủ Vũ Nguyệt xuất hiện chỗ, một chưởng đem Vũ Nguyệt trọng thương. Đương nhiên, tại ngoại giới Diệp Thần vẫn là hư nhược trạng thái, nhưng không cách nào cùng với nàng đánh. Nếu như là tại ngoại giới chân thực chiến đấu, nàng có thể đã bị Diệp Thần đánh chết. Vũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cũng không cười nổi nữa, lọt vào Diệp Thần một chưởng mãnh kích, khóe miệng nàng đều tiết ra máu tươi. Vũ Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, động tác của mình lại bị Diệp Thần dự trù, một chút liền bị trọng thương. Như thế nào, còn đánh nữa không? Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, vừa mới hắn thiên đấu đại đồ kiếm chém vỡ, cũng không phải Vũ Nguyệt bản thể, mà là nàng một đạo kính tượng phân thân. Khục, ngươi không có biết một chút nào thương hương tiếc ngọc sao? Đây là kính thiên đế thần thông, nhưng Vũ Nguyệt thân là cổ tinh môn trưởng môn, cũng tương tự nắm giữ được vô cùng thông thạo. Trụ thần pháp, cửu thiên chân lôi chú. Oanh một tiếng, Vũ Nguyệt hai mắt trừng lớn, bị Diệp Thần một chưởng đánh rớt trên mặt đất, nện đến đại địa băng liệt, xuất hiện một cái hố sâu, bụi trần cuồn cuộn. Ngươi chút trò lừa bịp này, nghĩ lừa gạt ta, thực sự là mơ mộng hão huyền. Diệp Thần được thế không tha người, thân theo kiếm động, soạt một cái, xuất hiện tại Vũ Nguyệt trước người. Đối mặt Vũ Nguyệt, Diệp Thần không có chút nào khinh địch, trực tiếp liền toàn lực ứng phó, một tiếng quát mắng, bộc phát trụ thần pháp, cửu thiên chân lôi chú phát động, ở bên trái lòng bàn tay hội tụ ra một vùng tăm tối lôi điện vòng xoáy, vô tận kinh lôi cùng sấm sét nhảy lên, ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng, đủ để trong nháy mắt hủy diệt ngàn vạn vũ trụ. Vũ Nguyệt bị Diệp Thần một chưởng đánh cơ hồ chết đi, may mắn đây là nàng sáng tạo huyễn cảnh thế giới. Nàng có thể lợi dụng đặc thù huyễn cảnh pháp tắc, đem thân thể bị thương thế hóa giải mất. Phú Nguyệt trên thân liền phiêu khởi từng cái ảo mộng bong bóng, theo bong bóng dâng lên, trên người nàng thương thế cũng hóa đi, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sáng mang theo hờn dỗi chi ý nhìn xem Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà hung tàn đến nước này. Diệp Thần lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn Vũ Nguyệt đạo. Tại trong ảo cảnh, hắn không nhận nhục thân hư nhược gò bó, vậy đơn giản là vô địch. Chỉ bằng hắn nắm giữ đủ loại thần thông thuật pháp thủ đoạn, đối mặt đỉnh cấp thiên đế cũng không giả. Tính toán, không đánh, ngươi xuống. Vũ Nguyệt bĩu môi nói. Diệp Thần cười cười, liền hạ xuống, nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta lại là quang chi tử sao? Vũ Nguyệt lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ, lại vây quanh Diệp Thần xoay quanh quan sát tỉ mỉ, thầm nói, Ngô, ta không thể xác định, mới vừa cùng ngươi giao thủ, trên người ngươi chỉ có luân hồi khí. Lại không có thái sơ ánh sáng mặt trời khí tức, nhìn đích xác không giống như là quang chi tử, nhưng đại hiền giả tiên đoán. Diệp Thần nói, có thể là tiên đoán sai lầm a. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, chính mình thế mà lại là cái gì quang chi tử. Phú Nguyệt chớp chớp mắt, hướng Diệp Thần kề một bước, nói, hoặc, chúng ta thâm nhập hơn nữa trao đổi một chút. Diệp Thần nhìn xem nàng tinh khiết con mắt, nói, sâu như thế nào vào giao lưu. Vũ Nguyệt nhưng lại có chút lúng túng lắc đầu, nói, được rồi, là ta chưa nói, ta vừa mới trùng sinh, không thể làm loạn. Dừng một chút, nàng lại nói, Ngô, quang chi tử khó tìm, nhưng u ác tính chi tử hẳn là rất dễ dàng tìm được, bởi vì quang tuy không chỗ không tại, lại cũng không nắm lấy, nhưng u ác tính là hữu hình, chỉ cần có thể tìm được u ác tính chi tử, đẩy ngược thiên cơ, có lẽ liền có thể biết quang chi tử là ai. Diệp Thần nói, u ác tính chi tử sao? Vũ Nguyệt nói, đúng vậy a, u ác tính chi tử cùng quang chi tử tương đối, quang chi tử là quá mùng một sợi quang hóa thân, mà u ác tính chi tử chính là viên kia u ác tính chuyển thế, phóng nhãn chư thiên, ác độc nhất, hắc ám nhất, kinh khủng nhất chỗ, chính là xấu thần tộc lãnh địa. Nếu như u ác tính chi tử giáng sinh, vậy hơn phân nửa sẽ xuất hiện tại xấu thần tộc lãnh địa. Ta dự định đi xấu thần tộc địa bàn sông sáo, nếu là có thể tìm được u ác tính chi tử, giết chết hắn. Đối với tương lai của ta thiết lập hoàn mỹ thế giới có lợi thật lớn, hơn nữa đẩy ngược thiên cơ, còn có thể bắt được quang chi tử chỗ. Diệp Thần cao mày nói, ngươi muốn đi xấu thần tộc địa bàn sao? Xấu thần thế nhưng là không không lúc nào khoảng không nổi tiếng xấu tồn tại, luận chính diện chiến đấu thực lực, hắn không phải tối cường, nhưng hắn đối nhân tâm mê hoặc, quá mức kinh khủng,
liền Diệp Thần cũng không dám dễ dàng trải qua xấu thần tộc địa bàn. Phú Nguyệt nói, ân, Quang Chi Tử tìm không thấy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm U Ác Tính Chi Tử. Diệp Thần nói, vậy ngươi cẩn thận, xấu thần không phải tốt tốt hạng người, nếu như bị hắn mê hoặc đạo tâm, hậu quả khó mà lường được. Phú Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói, yên tâm, xấu thần còn không mê hoặc được ta. Nàng búng tay một cái, chung quanh huyễn cảnh thế giới như chiếc gương phá toái đi, nàng và Diệp Thần lại lần nữa trở về thực tế. Diệp Thần tinh thần trở lại hư nhược nhục thân bên trong, lập tức liền cảm thấy một hồi choáng đầu, sau đó lại cảm giác bờ môi một hồi ướt át, Phú Nguyệt thế mà lại gần hôn hắn một ngụm. Ngươi hôn ta làm gì? Diệp Thần lập tức nhíu mày. Phú Nguyệt hì hì cười nói, nhìn ngươi suy yếu như vậy, cho ngươi điểm linh khí nhường ngươi khôi phục cơ thể, khá hơn chút nào không? Diệp Thần mấp máy bờ môi của mình, một hồi thơm ngọt ngoài, lại cảm giác tinh thần phấn chấn, vừa mới Vũ Nguyệt thân hắn một ngụm đồng thời, cũng chuyển vận một tia tinh thuần thiên đế linh khí tới. Ta cùng với cổ tinh môn một trận chiến, hao tổn quá mức nghiêm trọng, không dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá ngươi hữu tâm giúp ta, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, hắn cùng cổ tinh môn đại chiến, mượn chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ hai vị đại năng sức mạnh, đại giới cực lớn. Thậm chí kinh mạch đều bị hai cỗ khí thức bàng bạc chống cơ hồ nứt ra, về sau lại bị huyền thiên tinh xông xung kích thành trọng thương, thân thể tiêu hao cùng thương thế, là trước nay chưa có nghiêm trọng, khôi phục cũng hết sức khó khăn. Phú Nguyệt nói, Ngô, vậy chính ngươi trở về luân hồi trận doanh rồi. Ta liền đi trước. Diệp Thần nói, ân, cáo từ. Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới thứ gì, nói, đúng, nếu là tương lai, Hiên Viên Vương sống lại, ngươi tốt nhất quản thúc hắn. Bằng không thì chúng ta lại muốn tranh đấu. Phú Nguyệt nói, quản thúc, làm sao có thể, ta có thể không quản được hắn. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, vì cái gì, hắn không phải công cụ của ngươi sao? Phú Nguyệt nhếch miệng, nói, là công cụ, nhưng công cụ này, tư tưởng là phi thường kinh khủng, ta ban sơ tư tưởng, là nếu như có thể thiết lập hoàn mỹ thế giới, coi như hy sinh không không lúc nào khoảng không một nửa nhân khẩu cũng không vấn đề gì. Vĩ đại sự nghiệp, lúc nào cũng muốn nương theo một điểm hy sinh cần thiết cùng đại giới. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là điên cuồng. Phú Nguyệt hì hì cười nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, trước kia viễn cổ thời đại ma thần đại chiến, chư thiên hỗn loạn, bên cạnh ta người từng cái chết đi, ta cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc bị sợ hãi tử vong dày vò lấy. Kỳ thực cái gì trấn áp chư thiên hắc ám, thiết lập hoàn mỹ thế giới, như thế hùng vĩ hy vọng. Đều chẳng qua là ta lời nói điên cuồng, thật sự là bị buộc đến không có cách nào mới hứa nguyện vọng. Chế tạo Hiên Viên Vương, cần hao phí quá nhiều tài nguyên, tất nhiên sẽ cùng ngươi luân hồi trận doanh xung đột, ta không muốn làm tranh đấu vô vị, vẫn là đi mời Quang Chi Tử rời núi cho thỏa đáng. Ta tinh thần đều nhanh hỏng mất, nếu như không phát điểm điên cuồng nguyện vọng tới chèo chống chính mình, ta đạo tâm nhất định phá toái, cũng sống không đến hôm nay. Phú Nguyệt cười nói, đúng vậy, vĩ đại như vậy. Điên cuồng như vậy nguyện vọng, không có Quang Chi Tử tương trợ, căn bản không có khả năng thực hiện, dựa vào Hiên Viên Vương công cụ này, đương nhiên cũng có cơ hội, nhưng giá quá lớn. Diệp Thần nói, cho nên ngươi muốn đi tìm Quang Chi Tử, thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bất quá nguyện vọng đã ưng thuận, cái kia cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp thực hiện, bằng không ta nhất định chịu tâm ma phản phệ. Không không lúc nào khoảng không tài nguyên nhiều như vậy, Diệp Thần muốn, Phú Nguyệt cũng muốn, song phương tất nhiên sẽ xung đột. Đây là kết cấu tính chất mâu thuẫn, không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí. Nhưng nếu như, Phú Nguyệt có thể tìm tới Quang Chi Tử, có ánh sáng Chi Tử phụ trợ, nàng liền không cần cùng Diệp Thần xung đột, bởi vì Quang Chi Tử bản thân liền là Thái Sơ Chi Quang một bộ hóa thân, cái này một tia quang năng lượng, có thể liền vượt qua toàn bộ không không lúc nào khoảng không tất cả tài nguyên, vậy dĩ nhiên là không cần xung đột. Diệp Thần nói, vậy ngươi bây giờ là muốn đi xấu thần tộc địa bàn. Phú Nguyệt cười nói, ân, đúng vậy, dưới mắt tìm không thấy Quang Chi Tử, chỉ có thể đi trước tìm kiếm U Ác Tính Chi Tử, nếu là có thể tìm được U Ác Tính Chi Tử, liền có thể khóa chặt Quang Chi Tử tọa độ. Nói đến đây, Phú Nguyệt lại híp mắt dò xét Diệp Thần một chút, đạo, đến lúc đó, người có phải hay không Quang Chi Tử, liền liếc qua thấy ngay. Nói xong, Phú Nguyệt nhẹ nhàng đi lên phía trước, nghiêng đầu tại Diệp Thần trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ăn một chút nở nụ cười. Quay người hóa thành một tia thanh quang phiêu tán mà đi. Thực sự là cổ quái nữ nhân. Diệp Thần nhìn xem rời đi Vũ Nguyệt, lại sờ lên mình bị hôn qua gương mặt, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn.
Quang chi tử, u ác tính chi tử, hắn hôm nay xem như chạm tới thế giới bản nguyên. Ta là Diệp Thần, là luân hồi chi chủ, vẫn là quang chi tử. Diệp Thần trong lòng dâng lên một tia mê mang, nhưng cái này mê mang thoáng qua mà qua, hắn nắm quyền một cái, đạo tâm trong nháy mắt liền kiên định xuống. Ân, ta là Diệp Thần, đi qua mệnh đồ cuối cùng rồi sẽ chặt đứt, ta có của ta đạo. Diệp Thần đem viên tinh cầu này thu, sau đó trực tiếp xé rách hư không, trở về luân hồi tinh giới. Nhậm tiền bối, ra ra, Nhược Tuyết, tưởng nhớ rõ ràng. Đại gia, ta trở về. Diệp Thần tâm tình kích động, khi hắn cuối cùng xé rách hư không, trở lại luân hồi tinh giới, liền nhìn thấy luân hồi tinh giới khắp nơi vết thương, thiên địa trở thành phế tích. Rõ ràng, phía trước Hồng Quân lão tổ công kích, cùng luân hồi trận doanh giao chiến, song phương chiến đấu kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt, bây giờ thời gian còn không có trôi qua bao lâu, luân hồi tinh giới còn không có trùng kiến gia viên. Diệp Thần xa xa nhìn lại, liền thấy thế giới trung ương tinh không thần sơn, bên trên một đoạn sơn phong, đã bị Hồng Quân lão tổ chiếm cứ, bố trí ngàn ngàn vạn vạn đạo cấm chế phù văn, mỗi một đạo phù văn đều mang Hồng Quân khí tức. Nhậm Phi Phàm thu phục đại lượng mất đất, nhưng còn không có thu phục cuối cùng này một đoạn sơn phong, cái kia tinh không thần chỉ cũng ở đây đoạn sơn phong bên trong, vốn là Diệp Thần phục sinh nước suối, nhưng bây giờ bị Hồng Quân lão tổ chiếm giữ, nếu như Diệp Thần chết, vậy thì thật đã chết rồi, không tiếp tục phục sinh khả năng. Vốn là lấy Nhậm Phi Phàm thực lực, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đánh lui Hồng Quân, thu phục sau cùng mất đất. Nhưng, Diệp Thần vẫn lạc, lại làm cho Nhậm Phi Phàm chấn động, toàn bộ luân hồi trận doanh cũng mất đi người lãnh đạo, lòng người bàng hoàng, Nhậm Phi Phàm cũng chỉ có thể ngưng chiến. May mắn Hồng Quân lão tổ, tại bản thân duy nhất phú tổ sau khi chết đi, hắn đạo tâm cũng lớn chịu xung kích, không cách nào thừa dịp luân hồi trận doanh hỗn loạn đánh chiếm, song phương ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng một màn này cân bằng, tại Diệp Thần sau khi trở về, liền triệt để bị đánh vỡ. Phía trước Diệp Thần mới vừa từ Phạn Thiên trong thánh địa trở về, liền hiển hóa ra bàng bạc luân hồi khí tượng, chiêu cáo không không lúc nào khoảng không chư thiên vạn giới, nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Thần đã trở về. Cho nên, thời khắc này luân hồi tinh giới, luân hồi trận doanh các đệ tử, đều cao hứng bừng bừng đi tới, ngước nhìn bầu trời, tràn đầy mong đợi chờ đợi Diệp Thần trở về. Khi Diệp Thần chính thức trở về, luân hồi trận doanh đám người, nhìn thấy bên trên bầu trời, hắn thật nhỏ như một hạt điểm đen thân ảnh, vẫn là ngơ ngác có chút không thể tin được. Chư vị, ta trở về. Diệp Thần cao giọng kêu to, trên thân liền hiển hóa ra luân hồi khí tượng, kim sắc luân hồi khí phun lên mỏng, tại trên bầu trời tạo thành luân hồi thiên quốc hùng vĩ hình ảnh. Thấy cảnh này hình ảnh, luân hồi trận doanh các đệ tử, tín đồ, tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Liền bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay, đám người vung tay hô to, nhiệt huyết sôi trào. Trở về. Chúng ta tôn chủ, cuối cùng trở về. Luân hồi chi chủ đại nhân quả nhiên không có chết, hắn là đại khí vận người, như thế nào lại dễ dàng như thế liền vẫn lạc. Vô số sôi trào âm thanh vang vọng đất trời, Diệp Thần có thể cảm thấy luân hồi trận doanh đám người hừng hực tín ngưỡng, từng sợi tín ngưỡng chi lực, còn có luân hồi tinh giới địa mạch ẩn giấu năng lượng. Hóa thành điểm điểm lưu quang, giống như đom đóm dâng lên, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trên người hắn. Tại rất nhiều tín ngưỡng cùng địa mạch năng lượng tầm bổ phía dưới, Diệp Thần chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, hư nhược thân thể lại khôi phục mấy phần, tinh thần cũng là đại chấn. Luân hồi thánh hồn trảm. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú tinh không thần sơn, nhìn xem cái kia trải rộng cấm chế phù văn đỉnh núi, tinh thần hắn linh hồn chi lực hội tụ, hỗn hợp có luân hồi tinh giới địa mạch cùng tín ngưỡng chi lực. Bộc phát ra một đạo hừng hực sáng chói kim sắc đao mang, một tiếng xào sạc phá không chạm giết mà đi. Một đao này là hắn lâm chàng tự nghĩ ra đao pháp, ẩn chứa vô cùng thuần túy linh hồn chi lực, hắn nhục thân mặc dù suy yếu, nhưng tinh thần linh hồn cường đại trước nay chưa từng có, một đao này kinh khủng cực kỳ bá đạo. Oanh! Màu vàng đao mang chém ra, hung hăng chạm tại trên ngọn núi kia, liền đem cái kia đỉnh núi trải rộng cấm chế phù văn, chém linh quang bại nát, loạn thạch bay tứ tung. Trong núi truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu Hồng Quân trận doanh cường giả, chết ở Diệp Thần dưới một đao này. Cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy cấm chế phù văn vách tường, cũng bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Uy vũ, uy vũ! Luân hồi trận doanh vô số cường giả hưng phấn kêu lên, lần lượt từng thân ảnh trùng thiên, đám người liền nghĩ nhân cơ hội này, chém giết vào, đoạt lại mất đất. Chậm! Lúc này, lại một đường thân ảnh phóng lên trời.
chính là Nhậm Phi Phàm, hắn ngăn trở đám người điên cuồng, ánh mắt khó nén kích động nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, người cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Diệp Thần mỉm cười, nói, Nhậm tiền bối, ta còn muốn đi Tinh Không Bỉ Ngạn, đi thế giới bên ngoài, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền chết đi. Nhậm Phi Phàm cũng cười cười, một hồi tiêu tan, ánh mắt chợt nhìn về phía Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi, kêu lên, Hồng Quân, ra đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, toàn trường luân hồi trận doanh đệ tử, liền toàn bộ đều an tĩnh lại, tất cả mọi người mắt nhìn không chấp phía trước, Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Thần Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh bọn người, cũng toàn bộ đều phi thân lên, quay chung quanh tại bên cạnh Diệp Thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đỉnh núi. Suy suy suy, chỉ thấy mười mấy đạo cường đại thân ảnh, từ núi kia trên đầu bắn ra, một người cầm đầu, là cái mặt như ngọc thiếu niên lang đẹp trai, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hắn tại tấn thăng siêu phẩm thiên đế sau, liền rửa đi tuế nguyệt mài mòn, trở nên vô cùng trẻ tuổi, nhưng lại bởi vì là dựa vào phục dụng ác mộng nước suối tấn thăng, cho nên hai đầu lông mày quanh quẩn một tia phiền muộn chi khí, nhìn lại không có nửa điểm thiếu niên phong thái, chỉ có tang thương, bi thương, âm u, khí tức ngột ngạt. Lúc này ánh mắt của hắn, mang theo vô tận kinh ngạc cùng nghi vấn, nhìn xem Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, người còn sống. Diệp Thần không có trả lời. Hồng Quân Lão Tổ âm thanh hơi hơi phát run, lại hỏi, cái kia thiên nhai đâu? Hắn gặp Diệp Thần còn sống, trong lòng chờ đợi Vũ Tổ còn chưa có chết. Chỉ cần Vũ Tổ không chết, hắn cũng sẽ không bi thương. Diệp Thần nói, Vũ Tổ sư tôn đã vẫn, nhưng ta sẽ đem hắn phục sinh. Luân hồi trong trận doanh, Hạ Nhược Tuyết thấp giọng hỏi, Vũ Tổ là ai, Diệp Thần có người sư tôn này sao? Một bên Võ Giao méo đầu một chút suy tư một chút, nói, không biết, chưa từng nghe qua. Vũ Tổ dẫn bạo phần thiên kiếp hỏa, tự thân vận mệnh sợi tơ cùng nhân quả vết tích, cũng bị thiêu đến ma diệt, cho nên Hạ Nhược Tuyết cùng Võ Giao, đã quên sự tồn tại của hắn. Hai nữ tiến vào không không lúc nào khoảng không sau, mặc dù cũng tại khắc khổ tu luyện, nhưng đã đuổi không kịp Diệp Thần bước chân, đây là chuyện rất bình thường, Diệp Thần cơ duyên kỳ ngộ quá nhiều, nếu như hắn hậu cung hồng nhan nhóm, tùy tiện liền có thể đuổi theo thậm chí vượt qua hắn, vậy hắn cố gắng liền thật thành chê cười. Trước mắt hắn hậu cung hồng nhan bên trong, có tiềm lực đuổi kịp hắn, chỉ có Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng cùng Tôn Di, hai người một cái cùng vận mệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, một cái khác là rừng rậm sách chế tạo giả, cũng là có khả năng một bước nghịch thiên tồn tại. Đến nỗi Hạ Nhược Tuyết cùng Võ Giao, đã rớt lại phía sau Diệp Thần rất nhiều, hai nữ cũng không có gì dã tâm, yên tâm lưu lại luân hồi trong trận doanh, giúp Diệp Thần xử lý một chút tín ngưỡng bên trên sự vụ, nhưng bởi vì thực lực bản thân theo không kịp, cho nên bọn họ trước hết nhất quên đi Vũ Tổ. Diệp Thần cùng Hồng Quân, lại sẽ không quên. Thiên nhai vẫn phải chết sao? Hồng Quân Lão Tổ nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức một hồi buồn bã, Vũ Tổ quả nhiên là chết, loại này cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là thiên đạo người đại diện, muốn phục sinh lại nói dễ dàng sao? Là ngươi hại chết, Hồng Quân. Nếu như không phải ngươi, thừa dịp ta cùng cổ tinh môn quyết chiến, xâm nhập quê hương của ta, bức bách Nhậm tiền bối trở về thủ, Vũ Tổ cũng không cần chết. Có Nhậm tiền bối ở đây, trận chiến kia, ta cùng Vũ Tổ sư tôn, há lại sẽ chật vật như thế. Diệp Thần nhìn thẳng Hồng Quân, chậm rãi nói. Vũ Tổ chết, Hồng Quân cũng có một bộ phận trách nhiệm. Hồng Quân Lão Tổ trầm mặc, phía sau hắn vô số cường giả, cũng là trầm mặc. Diệp Thần chú ý tới, tại trong Hồng Quân Lão Tổ sau lưng đám người, có một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Trùng Dương Chân Nhân, là tán thần một mạch Đại Thiên Tôn. Trùng Dương Chân Nhân đứng ở Hồng Quân Lão Tổ đằng sau, cũng liền đại biểu cho, hai người đã kết minh, tán thần một mạch cùng ngoại thần kết minh, thanh thế chi hùng vĩ, có thể tưởng tượng được. Nhưng Diệp Thần cũng không sợ, bởi vì nơi này là luân hồi tinh giới. Chính là hắn luân hồi địa bàn, hắn bây giờ trở về, phần thắng nắm chắc, lập tức liền bình tĩnh nói. Hồng Quân, người phạm quê hương của ta, bây giờ ta trở về, người có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, người tự đoạn một tay, mang theo ngươi người lăn. Người tay cụt, ta sẽ lấy ra làm phục sinh Vũ Tổ tài liệu, cái này cũng là ngươi cứu rỗi. Thứ hai, chúng ta quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. Diệp Thần bây giờ cơ thể mặc dù suy yếu. Nhưng dù sao ở địa bàn của mình, hơn nữa tinh thần của hắn linh hồn đạo tâm, cũng là vô cùng đầy đặn trạng thái, nếu quả thật cùng Hồng Quân Lão Tổ quyết chiến, hắn có lớn vô cùng lòng tin. Hồng Quân Lão Tổ thân thể hơi hơi run lên,
sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, quay đầu nhìn một chút Trùng Dương chân nhân bọn người. Là tự đoạn một tay rời đi, vẫn là quyết tử một trận chiến. Hắn lâm vào mê mang bên trong. Chư vị lại không động tới tay, cũng là hiểu lầm. Ngay lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy bên trong hư không, hoa vũ rực rỡ, hương khí tràn ngập, tiên nhạc cộng minh, hào quang hừng hực, hai nữ tử đạp lên thanh vân hàng lâm xuống, một người trong đó bạch y tung bay, khí chất như sương tuyết, cao nhã rõ ràng tuyệt, chính là Nhậm Thiên Nữ. Một cô gái khác, dáng người nở nang, giống như mẫu đơn quốc sắc thiên hương, người mặc vàng nhạt cung trang, dung mạo đoan chính, toàn thân trên dưới không chỗ không đẹp, khắp nơi đều lộ ra hài hòa, vận luật, uyển chuyển pháp tắc khí độ, chính là thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp đẹp, là hoàn mỹ đẹp, vẻ đẹp của nàng không phải thiên nữ loại kia kiểu diễm rõ ràng tuyệt, mà là vừa đúng, hài hòa đến tìm không ra nửa điểm tì vết nào đẹp, mới nhìn ung dung hoa quý, nhìn kỹ liền cảm giác càng ngày càng nén lòng mà nhìn. Thiên nữ đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng nàng đi theo thần sắc đẹp buông xuống, toàn trường ánh mắt mọi người, lại đồng loạt toàn bộ tập trú tại thần sắc đẹp trên thân. Thần sắc đẹp loại kia hoàn mỹ ung dung khí chất, thực sự quá kinh tâm động phách, chấn nhiếp nhân tâm. Đây không phải là sắc đẹp có thể mang cho người ta rung động, là một loại pháp tắc bên trên rung động, là tuyệt đối hoàn mỹ tròn, tìm không ra nửa điểm tì vết nào mỹ ngọc. Thần sắc đẹp chính là như vậy hoàn mỹ tồn tại. Diệp Thần nhìn thấy thần sắc đẹp buông xuống, trong lòng cũng là chấn động, thần sắc đẹp mặc dù mặc rộng lớn cung trang, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến, bộ này ăn mặc phía dưới dáng người, tất nhiên cũng là tương đối cân xứng cùng hoàn mỹ. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi vương giả trở về. Ta cùng họ chủ phụ đều mười phần vui vẻ, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Thần sắc đẹp vừa đến, liền dẫn ôn uyển nụ cười, đi đến bên cạnh Diệp Thần, một cách tự nhiên nhẹ nhàng kéo tay của hắn. Từng sợi ôn nhuận hoàn mỹ linh quang, từ thần sắc đẹp trên thân chảy ra, lưu chuyển vào trong cơ thể của Diệp Thần. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác thần thanh khí sảng, nguyên khí lại khôi phục mấy phần, thể nội thiên đế kim luân tự động bay lên, cùng hắn cùng thần sắc đẹp cộng minh lấy. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy thần sắc đẹp đến, sắc mặt lập tức biến đổi, lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Thần sắc đẹp, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không tỏa trấn người Mỹ thần cung, liền không sợ hồn thiên đế xâm chiếm sao? Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói, hắn biết thần sắc đẹp cường đại, bây giờ thần sắc đẹp buông xuống, lại phối hợp Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, một khi quyết chiến đánh nhau, vậy hắn chính là cửu tử nhất sinh. Thần sắc đẹp mỉm cười. Nhìn xem Hồng Quân lão tổ đạo, hồn thiên đế không có người điên cuồng như vậy, vừa nhìn thấy người khác phòng thủ trống rỗng, liền một mình xâm nhập, thực sự là không sợ chết. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ sắc mặt càng âm trầm, không nói gì với nhau. Hắn cũng là không có cách nào, luân hồi trận doanh nội tình quá mức thâm hậu, thời gian càng kéo dài thêm, hắn lại càng bất lợi, trước đây Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến, là hắn duy nhất cơ hội thủ thắng. Thần sắc đẹp cười nói, Hồng Quân, ngươi cùng luân hồi trận doanh rất nhiều hiểu lầm, song phương sinh ra rất nhiều tranh đấu vô vị, bây giờ không có tất yếu, ta hôm nay buông xuống, là tới điều đình. Hòa giải. Nghe được thần sắc đẹp lời này, Hồng Quân lão tổ, Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm đều là nhíu mày. Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, nàng ngắm nhìn Hồng Quân, lần này luân hồi chi chủ trở về, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy một chút mịt mờ thiên cơ, luân hồi chi chủ, rất có thể chính là trong truyền thuyết quang chi tử. Nàng âm thanh như mang thiên lôi, cái này quang chi tử ba chữ phun ra, tựa như phích lịch phá không, chấn động càn khôn. Toàn trường luân hồi trận doanh, Hồng Quân trận doanh mọi người, coi như trước đó chưa từng nghe qua quang chi tử, nhưng từ thần sắc đẹp trong thanh âm, bọn hắn cũng bắt được vô thượng thiên cơ, cái gọi là quang chi tử, đó là trong truyền thuyết, thái sơ chi quang một bộ hóa thân A. Luận thân phận tôn quý, quyền hành chi vĩ đại, liền xem như 72 trụ thần. Đều không thể cùng quang chi tử so sánh. Quang chi tử, loại tồn tại này, nếu như là thật sự, vậy hắn chính là chư thiên vạn giới, tôn quý nhất vô thượng nhân vật. Hồng Quân lão tổ cũng là vô cùng chấn động, toàn thân kinh dị, ngơ ngác nhìn thần sắc đẹp, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Thần, lẩm bẩm nói, quang chi tử sao? Nhậm Phi Phàm cũng có chút kinh ngạc bộ dáng, yên lặng nhìn xem Diệp Thần. Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, Hồng Quân. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi khi đó là thế nào muốn giết luân hồi chi chủ. Hồng Quân lão tổ một hồi ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt lại sắc bén, nói, bởi vì thế giới quy khư, thời gian không ngừng luân hồi,
vô tận luân hồi thích nghiệt, đản sinh ra luân hồi chi chủ quái vật này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn là, nghiệt, hóa thân, là chư thiên ung thư lớn nhất. Hắn đi tới chỗ nào, tai họa cùng tranh đấu, liền sẽ kéo dài đến nơi nào. Sự xuất hiện của hắn, mang ý nghĩa thiên tổ luân hồi đạo, không cách nào lại tiếp tục kéo dài, một thế này, khi thế giới quy khư sau, thời gian sẽ lại không khởi động lại, chúng ta thế giới này, sẽ triệt để phá diệt. Phương pháp giải quyết, chỉ có đem luân hồi chi chủ giết, trừ tận gốc nghiệt chướng, như thế thế giới còn có một tia kéo dài hy vọng, thời gian tiếp tục chảy xuôi tiếp, không còn kẹt ở trong luân hồi, tương lai còn có cơ hội nhận được thái sơ tán thành, cả thế gian biến thành quang. Thần sắc đẹp hỏi, là ai nói cho ngươi điều này? Hồng Quân lão tổ đạo, là chính ta thôi tính ra vận mệnh, quá khứ ngàn tỷ lần trong luân hồi, cũng không có Diệp Thần tồn tại, một thế này hắn xuất hiện, hắn là từ xưa đến nay chưa hề có dị số, sự xuất hiện của hắn, tỏ rõ lấy thế giới phá diệt vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có giết hắn. Thần sắc đẹp cười cười nói, vậy có hay không khả năng, là ngươi suy tính sai nữa nha. Hồng Quân lão tổ kiên quyết nói, không có khả năng. Đây không chỉ là ta suy tính, còn có Bàn Tơ lão tổ cũng là nói như vậy, ta nghe được Bàn Tơ lão tổ âm thanh, nàng nói tương lai vận mệnh như thế, luân hồi chi chủ chính là chư thiên ung thư lớn nhất, nhất thiết phải giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thần sắc đẹp hỏi, Bàn Tơ lão tổ, chính là vị kia chí cao vô thượng vận mệnh nữ thần, Bàn Tơ lão tổ. Hồng Quân lão tổ đạo, không tệ, Bàn Tơ lão tổ còn nói, thế gian thật có quang chi tử cùng u ác tính chi tử truyền thuyết, có một khỏa hắc ám u ác tính, ký sinh tại quá mới lên, thái sơ phân quang chuyển thế, viên kia u ác tính cũng chuyển thế. Thần sắc đẹp cũng là sững sờ, nói, ngươi nói cái gì, luân hồi chi chủ, là u ác tính chi tử. Mà luân hồi chi chủ, không phải cái gì quang chi tử, hắn rất có thể, chính là cái kia u ác tính chuyển thế, là u ác tính chi tử a. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, từ hắn bước vào không không lúc nào khoảng không sau, Hồng Quân lão tổ liền thường xuyên nói hắn là cái gì ung thư lớn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ thế mà cho là hắn là u ác tính chi tử. Hồng Quân lão tổ lời nói này rơi xuống, toàn trường chấn kinh kinh ngạc, ánh mắt mọi người, đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Người đang nói đùa gì vậy, lần này hắn chưa bao giờ biết thời không trở về, trên thân mang theo Phản Thiên ân điển, hắn đã chiếm được Phản Thiên tán thành. Hắn chính là quang chi tử. Tuyệt không phải độc gì lựu chi tử. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ lại lạnh lùng nói, hắn có Phản Thiên ân điển, nhưng trên thân cũng có Vì Giờ Nu đại thần oán hận, không chỉ là Bàn Tơ lão tổ cảm thấy hắn là u ác tính chi tử, liền Vì Giờ Nu đại thần cũng cho rằng như vậy. Thần sắc đẹp, người ngẫm lại xem, cái này luân hồi chi chủ, kể từ bước vào không không lúc nào khoảng không sau, hắn nhưng có một ngày yên tĩnh qua. Hắn đi tới chỗ nào, liền đem tai họa, phân tranh cùng sát lục đưa đến nơi nào, hắn thậm chí từng thay đổi quá khứ thế giới, dao động căn cơ của thế giới, hắn chính là ung thư lớn nhất. Thần sắc đẹp nói, người điên rồi, Hồng Quân, thế mà chỉ trích luân hồi chi chủ là u ác tính chi tử. Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, ta không điên, thần sắc đẹp, ta rất rõ ràng sứ mệnh của ta, có thể cứu thế người, ngoài ta còn ai. Chỉ có ta Hồng Quân, mới có thể cứu vớt thế giới này. Nói đi. Hồng Quân lão tổ nắm quyền một cái, trong đôi mắt nhuệ khí trùng thiên, sau lưng rầm rầm hiển hóa ra ngàn vạn thanh phi kiếm, như cánh chim ở chân trời mở ra, hắn độc thân đối mặt với thần sắc đẹp, Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần bọn người, lại không có mảy may e ngại bộ dáng, chỉ có thấy chết không sờn dũng khí. Hắn có thể từ một cái ngoại thần, tu luyện tới thiên đế cảnh giới, trở thành không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cường giả, dựa vào là không chỉ là ngộ tính thiên phú, còn có cường hãn đạo tâm. Đạo tâm của hắn, vô cùng cứng cỏi, tại nhận định Diệp Thần là u ác tính sau, hắn liền không từng có lùi bước chút nào, biết rõ trảm trừ u ác tính gian khổ, nhưng vẫn là dũng mãnh đi tới, thậm chí không tiếc uống xong ác mộng nước suối. Diệp Thần nhìn xem Hồng Quân lão tổ cái kia tràn đầy sắc bén ánh mắt, cũng là chấn động, trong lòng kêu to, có khả năng hay không, từ đầu đến cuối, Hồng Quân lão tổ liền hiểu lầm hắn nữa nha. Thực sự là không hiểu thấu a, ta là Diệp Thần. Không phải độc gì lựu chi tử, cũng không phải quang chi tử. Ta chính là ta à. Diệp Thần khẽ cắn môi, không thể kìm được, tinh thần xúc động phẫn nộ phía dưới, gọi ra đạo thiên kiếm, cao vạn trượng cự kiếm rung động ầm ầm, mang theo thiên địa phong lôi bạo âm thanh, tại sau lưng Diệp Thần hiện ra, phía trên mơ mơ hồ hồ phù văn từng mảng lớn tụ lại, cuối cùng tổ chức thành một bộ đồ đằng bộ dáng.
đó là hình dạng của Diệp Thần. Thân ảnh của hắn, đóng dấu ở đạo thiên trên thân kiếm, trở thành một đạo đồ đằng, chân ngã đồ đằng. Cái này đồ đằng, liền tên chân ngã, là Diệp Thần đạo tâm tinh thần đúc nóng. Cũng là Diệp Thần đối với thế giới này chính mình hai chữ cách nhìn. Hắn chính là hắn, không phải là cái gì quang chi tử, càng không phải là u ác tính chi tử. Hắn gọi Diệp Thần. Không có bất kỳ người nào có tư cách định nghĩa. Nhìn thấy Diệp Thần đạo thiên trên thân kiếm thật ta đồ đằng, thần sắc đẹp, Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ, Trùng Dương chân nhân bọn người, đều có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt đạo tâm tinh thần, cái kia cỗ mãnh liệt tinh thần, tạo thành một cỗ hừng hực khí tràng, trực tiếp liền đem đám người ép lui lại. Thần sắc đẹp đôi mắt sáng ngắm nhìn đạo kia đồ đằng, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, là, Diệp Thần, một thế này, ngươi chính là ngươi, tinh thần của ngươi là ngươi. Nhưng nhục thể của ngươi, huyết mạch, chắc có quang chi tử khí tức. Bằng không mà nói, ngươi chỉ là cửu đỉnh cảnh bảy tầng trời, lại có đáng sợ như vậy thực lực, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cho dù có thiên tổ chúc phúc, có luân hồi huyết mạch trợ lực đều không làm được. Còn có ngươi ngộ tính thiên phú, gần như nghịch thiên, bất kỳ cái gì công pháp một mắt liền có thể học được, thiên tổ chính mình cũng làm không được, ngươi làm sao có thể làm đến. Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, ngươi chính là quang chi tử. Là thái sơ một bộ hóa thân. Diệp Thần rất là bất đắc dĩ, nói, thần sắc đẹp, ta đều nói. Thần sắc đẹp lắc đầu, khoát tay đánh gãy hắn nói chuyện, ngược lại hướng Nhậm Phi Phàm hỏi, Nhậm Phi Phàm, ngươi trả lời ta, ngươi vì sao muốn đuổi theo tại luân hồi chi chủ bên cạnh, còn không tiếc giá cao thủ hộ hắn. Nhậm Phi Phàm trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ phức tạp, cuối cùng thản nhiên nói. Thời điểm lúc ban đầu, trong lòng ta có một đạo âm thanh. Bảo ta đi thủ hộ luân hồi chi chủ, phụ trợ hắn đăng đỉnh, tương lai ta liền có thể biến thành quang. Ta không biết thanh âm kia đến từ đâu, thanh âm kia điều khiển ta, không tiếc giá cao trở thành luân hồi người hộ đạo. Bất quá về sau đi, ta cùng tiểu tử này tình nghĩa ngày càng sâu, bây giờ chúng ta chính là người nhà một dạng tồn tại, chính là không có thanh âm kia điều động, ta cũng biết thủ hộ hắn. Thần sắc đẹp gật đầu nói, ngươi biết thanh âm kia là của ai? Ngươi muốn bảo vệ người. Chính là quang chi tử. Nhậm Phi Phàm thân thể chấn động một chút, hít sâu một hơi, nói, là thái sơ âm thanh. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc đẹp ánh mắt trở nên nóng bỏng mà kiên định, nhìn thẳng Diệp Thần. Thần sắc đẹp nói, không tệ, thái sơ sợ hắn hóa thân phá diệt, cho nên sớm sắp đặt an bài ngươi trở thành hắn hóa thân người hộ đạo, ngươi không phải luân hồi người hộ đạo, ngươi là quang chi thủ hộ. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần chính là quang chi tử. Là chí cao vô thượng tồn tại, thân phận tôn quý, thậm chí vượt qua 72 trụ thần. Chỉ cần Diệp Thần có thể thức tỉnh quang chi tử sức mạnh, lại đem số mệnh địch nhân, cái kia u ác tính chi tử, viên kia u ác tính, triệt để chảm trừ, thế giới kia hắc ám liền có thể triệt để hóa giải. Đến lúc đó, thế gian sẽ lại không có hắc ám cùng sợ hãi, sẽ không còn có tử vong, thụ thương, tật bệnh, phân tranh, người lừa ta gạt hết thảy mặt trái đổ vật, chỉ có quang, người người cũng là quang. Toàn bộ sinh linh cũng có thể vĩnh hằng bất hủ kéo dài tiếp. Đó chính là chân chính, hoàn mỹ thế giới. Vì cái gì thế giới hắc ám, liền 72 trụ thần đều không cách nào trừ tận gốc đâu. Bởi vì tất cả hắc ám, đều đến từ viên kia u ác tính, ký sinh tại quá mới lên u ác tính, là hết thảy hắc ám cùng kinh khủng khởi nguyên. U ác tính cường đại, liền 72 trụ thần đều không có chảm trừ, chỉ có quang chi tử tự mình ra tay, mới có diệt trừ khả năng. Đây là thần sắc đẹp ý nghĩ, trong lòng nàng, Diệp Thần mới là trung cực cứu thế người. Liền Hồng Quân lão tổ, nhìn xem thần sắc đẹp cặp kia kiên định trong suốt đôi mắt, cũng bị chấn động. Hắn vạn kiếp bất diệt đạo tâm, tại thời khắc này, bị triệt để rung chuyển, nghĩ thầm. Chẳng lẽ tiểu tử này, thực sự là cái gì quang chi tử? Ta cho tới nay, đều hiểu lầm hắn. Vậy ta trước kia hành động, tính là cái gì? Ngỗ nghịch thái sơ. Ta phạm vào so nghịch thiên còn nghiêm trọng hơn tội nghiệt. Hắn lập tức ngơ ngẩn, không thể tin được Diệp Thần thật sự lại là quang chi tử. Hoang mang phía dưới, trái tim của hắn đột nhiên đau đớn một hồi, lộc cộc, trên thân liền bốc lên từng cái màu đen bọt khí, ác mộng nước suối ở trong cơ thể hắn sôi trào. Trong khoảnh khắc, Hồng Quân lão tổ làn da liền nứt ra, từng sợi ác mộng sát ma khí lan tràn ra, cả người khuôn mặt, rất nhanh liền từ nhanh nhẹn thiếu niên lang bộ dáng. Trở nên giống như ác quỷ dữ tợn xấu xí, cũng dẫn đến phía sau hắn ngàn vạn thanh phi kiếm, cũng lây dính hắn sát khí, trở nên một mảnh hỗn độn đen như mực.
cảm thấy được Hồng Quân lão tổ biến hóa, toàn trường đều kinh hãi. Hồng Quân! Trùng Dương chân nhân kêu một tiếng, muốn đi ngăn cản, nhưng Hồng Quân lão tổ trên thân sát khí xâm nghiêm, hắn đã vô pháp tới gần, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hồng Quân lão tổ dáng như dã thú nhìn chằm chằm thần sắc đẹp, thậm chí lộ ra hai khỏa răng nanh, nói, thần sắc đẹp, người có thể nói không sai, họ Diệp này tiểu tử, rất có thể thực sự là cái gì quang chi tử. Nhưng, ta lộ đã đi xuống, mặc kệ là đúng hay sai, ta đã vô pháp quay đầu. Ánh mắt của hắn, đen như mực, lại lóe lên xanh biếc sát khí, ánh mắt rơi vào trên thân Diệp thần, mặc kệ tiểu tử này, là quang chi tử, vẫn là u ác tính chi tử, ta đều nhất thiết phải giết hắn. Nói đi, Hồng Quân lão tổ toàn thân sát khí bộc phát, sau lưng ngàn vạn thanh phi kiếm hô hô vang dội, trong nháy mắt ký kết thành kiếm trận, liền muốn gào thét giết ra. Chậm đã! Thần sắc đẹp quát to một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái, nói, ta là tới điều đình, người điên cuồng như vậy làm gì? Cho ta một bộ mặt được không? Hồng Quân lão tổ đạo, thần sắc đẹp, ta nể mặt ngươi, ngươi đi đi, ta ác mộng nước suối đã phát tác, tại ta ý thức triệt để điên cuồng phía trước, ngươi tốt nhất rời đi. Thần sắc đẹp nói, ngươi thật muốn chiến, coi như ngươi có ác mộng nước suối sức mạnh, quyết chiến, ta đứng tại Diệp thần bên này, ngươi không có khả năng đánh thắng được, đón đánh ngươi chỉ có chết. Hồng Quân lão tổ sầm mặt lại lắc đầu nói, sinh tử thì sợ gì? Bất quá một giấc mộng dài. Hắn biết một trận chiến này, chính mình chắc chắn phải chết, nhưng con đường phía trước đã đi xuống, đã không có bất kỳ lùi bước khả năng. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, coi như chết trận, cũng có thể cho Diệp thần mang đến không thể nghịch chuyển trọng thương. Nếu như Diệp thần là u ác tính chi tử, hắn cũng coi như bị chết có giá trị. Nếu như Diệp thần là quang chi tử, hắn hôm nay bỏ mình, cũng coi là trước kia tội nghiệt chuộc tội. Thần sắc đẹp lại không nghĩ khai chiến, bây giờ Nguyên Thiên Đế trận doanh, cùng Hồn Thiên Đế trận doanh khổ chiến rằng co, nàng Mỹ Thần cung muốn thắng được mà nói, nhất định phải mượn nhờ Diệp thần sức mạnh. Nghe ta nói, Hồng Quân. Hắn là tán thần một mạch đại thiên tôn, mà tán thần một mạch khi xưa chí cao thần khí Thiên Đế Kim Luân, chính là thần sắc đẹp đúc thành. Nếu như bây giờ cùng Hồng Quân lão tổ khai chiến, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra đánh đổi nặng nề, lợi bất cập hại. Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, Trùng Dương chân nhân liền nhanh chân bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp cười nói, đánh cược mệnh của ngươi. Thần sắc đẹp ngắm nhìn Hồng Quân lão tổ, trong đôi mắt mang theo ôn hòa lại kiên định sức mạnh, lại lộ ra một cỗ thần thánh uy nghi, chậm rãi nói. Có thể nói, tại rất nhiều tán thần tộc trong lòng người, thần sắc đẹp là chí cao vô thượng thần thánh hóa thân. Ngươi quyết ý khai chiến, chỉ có một con đường chết, hà tất phải như vậy. Bất quá, hắn biết Diệp thần cùng thần sắc đẹp cường đại, chỉ dựa vào chính mình hoàn toàn không có khả năng đối kháng, cho nên hắn đã đi nương nhờ Hồng Quân, hắn cùng Hồng Quân ngày xưa cũng là đồng môn, hai người liên minh tự nhiên là chặt chẽ vô gian. Nghe vậy, Trùng Dương chân nhân giật mình trong lòng, liếc Hồng Quân một cái. Nghe nói như thế, Trùng Dương chân nhân cùng Hồng Quân lão tổ sắc mặt lập tức đại biến. Không bằng chúng ta tới đơn giản đánh cược một hồi. Hồng Quân lão tổ cau mày nói. Người muốn đánh cược gì? Thần sắc đẹp nói, Trùng Dương chân nhân, người đi ra. Nhưng, cái kia chí cao thần khí Thiên Đế Kim Luân, thần sắc đẹp lại quyết ý giao cho Diệp thần, cái này khiến Trùng Dương chân nhân trong nội tâm, tràn ngập không khoái. Muốn đánh cược gì? Thần sắc đẹp, Trùng Dương chân nhân nhìn xem thần sắc đẹp, đạo. Trùng Dương chân nhân trầm giọng nói, người nói cái gì? Thần sắc đẹp cười nói, liền đánh cược mệnh của ngươi cùng Diệp thần giao thủ. Nếu như trong vòng ba chiêu, hắn giết không chết ngươi, coi như các ngươi thắng. Diệp thần khẽ giật mình, nói, uy, thần sắc đẹp, ngươi nói cái gì? Muốn ta trong vòng ba chiêu, giết chết, Trùng Dương chân nhân. Hắn nhìn xem Trùng Dương chân nhân, cái sau là tán thần một mạch đại thiên tôn, trên thân gánh vác hừng hực khí vật, hơn nữa cửu vĩ bên trong, có nửa đuôi tại Trùng Dương chân nhân thể nội, hắn thực lực không thể khinh thường. Nếu như Diệp thần là toàn thịnh thời kỳ, lại dựa vào luân hồi đại năng sức mạnh, muốn tại trong vòng ba chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cái kia còn có chút cơ hội. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn nhục thân suy yếu vô cùng, thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, trạng thái như vậy, muốn tại trong vòng ba chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cơ hồ không có khả năng. Trùng Dương chân nhân có loại bị vũ nhục phẫn nộ, nói, thần sắc đẹp, người thực sự là khinh người quá đáng, như vậy xem nhẹ lão phu sao.
Lão Phu dù sao cũng là tán thần tộc đại thiên tôn, luân hồi chi chủ nghĩ tại trong vòng ba chiêu giết chết Lão Phu, đó là tuyệt đối không thể. Thần sắc đẹp cười nói, vậy ngươi đánh cược hay không? Trùng Dương chân nhân nhìn xem thần sắc đẹp tự tin nét mặt ôn hòa, lông mày lại là nhíu một cái, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân Diệp Thần, có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Thần suy yếu. Nếu quả thật đối bính đứng lên, coi như Diệp Thần có địa mạch cùng tín ngưỡng trợ lực, nhưng Trùng Dương chân nhân tự nghĩ trong vòng ba chiêu, chính mình tuyệt đối không có khả năng bị thua, chớ nói chi là bị giết chết. Hồng Quân lão tổ tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tiền đánh cược là cái gì? Thần sắc đẹp nói, Hồng Quân, nếu như các ngươi thắng, ta có thể đem Thiên Đế Kim Luân cho các ngươi, mặt khác, ta sẽ thỉnh họ chủ phụ Nguyên Thiên Đế ra tay, không tiếc đại giới trừ tận gốc ngươi ác mộng nước suối tệ nạn, nhường ngươi từ đây thoát khỏi ác mộng sát khốn nhiễu. Nghe được thần sắc đẹp lời nói, Hồng Quân lão tổ lập tức tâm động, hắn tối khốn nhiễu sự tình, chính là trước đây uống xong ác mộng nước suối, hiện nay đều không có giải quyết ác mộng sát khốn nhiễu. Nếu như Nguyên Thiên Đế chịu toàn lực xuất thủ tương trợ, vậy hắn liền có giải quyết hậu hoạn cơ hội. Trùng Dương chân nhân cũng là tâm động, hắn muốn nhất, dĩ nhiên chính là Thiên Đế Kim Luân kiện thần khí này. Hồng Quân lão tổ rất là chứng chạc, lại hỏi, vậy chúng ta thua đâu? Thần sắc đẹp cười nói, thua, cái kia Trùng Dương chân nhân dĩ nhiên chính là phải chết, Hồng Quân, ta cũng muốn ngươi hứa hẹn, từ nay về sau bế quan không ra, không thể lại quấy nhiễu luân hồi trận doanh, chỉ chờ thế giới quy khư ngày, ngươi mới có thể xuất quan. Hồng Quân lão tổ chấn động trong lòng, nhíu chặt lông mày, muốn hắn bế quan không ra, thật sự là vô cùng dày vò, trong lòng của hắn nhiều lần cân nhắc suy nghĩ, nói, thần sắc đẹp, ngươi muốn cược đấu, cũng có thể, nhưng nếu là ta thắng, ta cũng muốn ngươi hứa hẹn, từ nay về sau, ta cùng luân hồi chi chủ phân tranh, ngươi không thể nhúng tay. Thần sắc đẹp nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, đây không có khả năng, ta vĩnh viễn đứng tại Diệp Thần bên này. Nàng gắt gao dắt Diệp Thần tay, không có chút nào thả ra ý tứ, ngươi muốn giết Diệp Thần, ta tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Trận này đánh cược, ngươi nếu là thắng, ta suy nghĩ nhiều nhất biện pháp giúp ngươi giải quyết ác mộng nước suối khốn nhiễu. Về sau ngươi không có nỗi lo về sau, tu vi đột phá, lại đến công phạt, nếu có thể đem ta cùng Diệp Thần giết chết, đó là ngươi bản sự, ta không có lời oán giận. Nhưng hôm nay, ta không thể nhường ngươi tổn thương người. Hồng Quân lão tổ sầm mặt lại, còn muốn cò kè mặc cả, Trùng Dương chân nhân tiến lên một bước nói. Hồng Quân, cứ như vậy đi, cược thì cược. Luân hồi chi chủ coi như toàn thịnh thời kỳ, nghĩ tại trong vòng ba chiêu đánh giết ta, cũng gần như không có khả năng. Chớ nói chi là, hắn bây giờ bộ dáng yếu ớt như vậy, thật đánh nhau, ha ha, hắn không bị ta giết chết liền tốt. Nói đi, Trùng Dương chân nhân song quyền nắm chặt, toàn thân lập tức thiên đế khí bạo nổ, cái kia tinh không thần sơn đỉnh núi bên trong, lại bay ra rất nhiều tán thần tộc cường giả, vì hắn cầu nguyện cầu khẩn, các loại tín ngưỡng chi lực ở trên người hắn hội tụ. Răng rắc răng rắc, Trùng Dương chân nhân thân thể, lập tức phát ra từng đợt xương cốt bạo hưởng âm thanh. Viễn cổ ma thần huyết mạch sức mạnh, ở trong cơ thể hắn khôi phục, dung mạo của hắn, rất nhanh liền từ một cái tang thương lão giả bộ dáng, xác biến thành thanh niên, cơ bắp từng khối từng cục đứng lên, toàn thân kim quang dâng lên, cơ hồ muốn đem áo bào no bạo. Cái gọi là tán thần, kỳ thực chính là huyết mạch suy yếu sau cổ thần. Trùng Dương chân nhân thân là tán thần một mạch đại thiên tôn, hắn có thể triệu tập bát phương tín ngưỡng chi lực, đem huyết mạch của mình, từ tán thần lột xác thành chân chính cổ thần. Diệp Thần cảm thụ được Trùng Dương chân nhân đột nhiên nổ tung lên khí thế, thậm chí từ trong đó bắt được nhân tổ Nam Hoa lão quân khí tức. Bây giờ Trùng Dương chân nhân không còn là tán thần, cũng không phải thông thường cổ thần, mà là cường đại nhất thuần huyết cổ thần. Cái gọi là thuần huyết cổ thần chính là Nam Hoa lão quân sáng tạo sinh linh, bọn hắn không phải thái sơ con dân, mà là Nam Hoa lão quân hậu duệ, đại bộ phận đã hồn về anh linh điện, nhưng vào giờ phút này Trùng Dương chân nhân lại bộc phát ra thuần huyết cổ thần khí tức, quả thực để cho Diệp Thần giật mình. Thuần huyết cổ thần trạng thái dưới Trùng Dương chân nhân, đơn giản chính là một bộ vô địch tư thái, Diệp Thần toàn thịnh thời kỳ đối mặt, cũng không thể khinh thị, chớ nói chi là bây giờ bộ dạng này trạng thái. Diệp Thần, lên đi, trong vòng ba chiêu, giết chết hắn. Thần sắc đẹp nhìn thấy Trùng Dương chân nhân mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, không chút kinh hoàng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nàng lui ra phía sau một bước, ra hiệu Diệp Thần xuất chiến. Nàng đối với Diệp Thần thực lực, tựa hồ vô cùng tin tưởng, coi như cường đại như vậy Trùng Dương chân nhân,
nàng cũng tin tưởng Diệp Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh giết đối phương. Uy, thần sắc đẹp, người quá để mắt ta đi. Nhậm Phi Phàm sắc mặt cũng là trầm xuống, nhanh chân bước ra, âm thanh vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không xem trọng trận chiến đấu này. Muốn hắn trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, quả thực là người si nói mộng. Nhậm Phi Phàm, Thiên Nữ, Hồng Quân Lão Tổ, Trùng Dương chân nhân, Phật Tổ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng bọn người, nhìn xem một màn này, cũng là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thần sắc đẹp lại đột nhiên hôn Diệp Thần. Diệp Thần ra mặt co quắp một trận, hắn trở về luân hồi tinh giới, là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút khôi phục nguyên khí, nhưng không nghĩ tới vừa mới trở về, liền muốn gặp phải chiến đấu như thế. Diệp Thần nhận được thần sắc đẹp một hôn, cảm thụ được nàng nở nang dáng người mang tới mềm mại, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, như trở lại mẫu thân trong lồng ngực, rất là ấm áp cùng điềm tĩnh. Không có chuyện gì, tin tưởng hắn. Thần sắc đẹp, không cần hại chết Diệp Thần. Thần sắc đẹp nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên tiến đến bên cạnh Diệp Thần, vây quanh ở Diệp Thần cổ, hai mảnh như anh ửng đỏ cánh môi, thật sâu hôn lên hắn. Sau một hồi lâu, thần sắc đẹp mới chậm rãi buông ra cánh môi, nàng và Diệp Thần nước bọt đều kéo ti, nàng đôi mắt lại là vô cùng thanh tịnh tinh khiết bộ dáng, không mang theo mảy may tà niệm, ánh mắt như mẫu thân giống như ôn nhu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, tin tưởng mình. Ta chúc phúc ngươi. Thần sắc đẹp ôn thanh nói. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền cảm giác toàn thân tràn đầy từng trận ấm áp, toàn thân thương thế đau đớn tại thời khắc này phảng phất không tồn tại, thân thể hư nhược lúc này cũng tràn đầy sức mạnh. Thần sắc đẹp cái hôn này, lần này chúc phúc, cho hắn chỗ tốt cực lớn. Hắn tình trạng, đã khôi phục lại 5/10. Hồng Quân Lão Tổ cùng Trùng Dương chân nhân nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, cũng là một hồi kiêng kỵ cùng lo nghĩ. Nhưng chợt, Trùng Dương chân nhân ánh mắt liền lại lần nữa kiên định xuống. Nói, thần sắc đẹp, coi như luân hồi chi chủ, đạt được ngươi chúc phúc, nhưng hắn muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết ta, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hồng Quân, giúp ta một chút sức lực. Tất nhiên thần sắc đẹp nhúng tay, Trùng Dương chân nhân cũng không muốn ăn thiệt thòi, liền quay đầu hướng Hồng Quân Lão Tổ nhìn một cái. Hồng Quân Lão Tổ gật gật đầu, hai tay bão nguyên kết ấn, thể nội siêu thiên đế khí thả ra, một chút xíu kim quang ra chỉ tại Trùng Dương chân nhân trên thân. Sau đó, hắn lại trở tay bắt lấy sau lưng hai người thủ hạ người, đó đều là hắn trong trận doanh cao tầng cường giả, hắn bàn tay lớn vồ một cái, hai người hét thảm lên, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn, tại trong bàn tay hắn băng diệt bại vỡ thành một đám mưa máu, cuối cùng ngưng kết thành hai khỏa huyết châu. Ba, ba, Hồng Quân Lão Tổ bàn tay vung lên, liền đem cái này hai khỏa cường giả huyết châu, đánh vào Trùng Dương chân nhân thể nội. Trùng Dương chân nhân nhận được Hồng Quân Lão Tổ chúc phúc cùng đâm huyết, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, toàn thân khí diễm ầm ầm như núi lửa bộc phát đồng dạng, màu vàng cổ thần đế khí chọc thủng áo bào, lộ ra một thân cường tráng bá đạo cơ bắp, phía trên từng cái gân xanh giống như là cầu long cổ động. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn uy mãnh bá đạo viễn cổ chiến thần, cũng không còn nửa điểm già nua tang thương bộ dáng. Đến đây đi, luân hồi chi chủ, liền để ta xem một chút. Người sao có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết ta? Trùng Dương chân nhân nhe răng cười một tiếng, nhanh chân bước ra, tại mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, lại lấy được Hồng Quân Lão Tổ chúc phúc trạng thái dưới, hắn toàn thân khí thế bá đạo kịch liệt, ngày xưa trầm tĩnh khuôn mặt đã là một mảnh dữ tợn cùng hung lệ, trong hai tròng mắt tràn đầy thị sát chiến ý. Đi thôi. Thần sắc đẹp thâm tình nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó buông ra tay của hắn, người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui. Nhậm Phi Phàm nhíu chặt lông mày, nhưng trong lúc trước mắt, hắn cũng quyết định để cho Diệp Thần buông tay đánh cược một lần, liền cùng Phật Tổ, Diệp Tà Thần bọn người lui lại. Ngược lại tại luân hồi tinh giới địa bàn, coi như Diệp Thần chiến bại, có hắn cùng thần sắc đẹp lược trận, chỉ ít có thể cam đoan Diệp Thần sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Thiên Nữ, Ngụy Dĩnh đám con gái hai mặt nhìn nhau, tại như vậy đọng bầu không khí phía dưới, các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng vì Diệp Thần cầu nguyện, nhao nhao lui lại. Hồng Quân Lão Tổ cũng dẫn người lui lại, rất nhanh chính giữa bầu trời, cũng chỉ lưu lại Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân thân ảnh của hai người. Vẫn là muốn ta ra tay à? Diệp Thần lập tức một hồi bất đắc dĩ, đến một bước này, hắn cũng không cách nào rút lui. Trong vòng 3 chiêu, đánh giết Trùng Dương chân nhân, đương nhiên là vô cùng gian khổ, nhưng hắn vừa mới nhận được thần sắc đẹp một hôn cùng chúc phúc. Trạng thái lại khôi phục một chút, cái này cực kỳ gian nan sự tình, cũng không phải không thể nào làm được.
chỉ là, có thể khẳng định là, sau trận chiến này, hắn nhất định cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Thần sắc đẹp, ta như bị thương, người phải thay ta chữa thương. Diệp Thần quay đầu nhìn xem thần sắc đẹp, đạo. Cái này A Nai Sắc, cũng là Diệp Thần ngày xưa tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc thay đại chúa tể tìm về. Chỉ nghe ùng ùng một hồi khí lưu tiếng oanh minh, một chiếc cực lớn phương chu, phá vỡ luân hồi tinh giới không gian, chậm rãi hàng lâm xuống. Luân hồi chi chủ, ra tay đi, ta nhường ngươi tiên cơ. Thần sắc đẹp, Hồng Quân lão tổ, các ngươi đánh cược, để ta làm cái công chứng như thế nào? Chiếc này phương chu, là đại chúa tể ngày mai hào phương chu, ngày xưa hắn, tại tinh không bỉ ngạn thời điểm, chính là A Nai hạm trưởng. Hai nam tử, một già một trẻ, đứng tại phương chu đầu thuyền, càng là hoang lão hoang không bị ràng buộc cùng đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ. Thời khắc này trùng dương chân nhân, đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa bộ dáng, đơn giản chính là một tôn dữ tợn bá đạo hung mãnh cuồng thần, toàn thân lộ ra cực kỳ rầm rĩ dã sức mạnh. Nhận được thần sắc đẹp hứa hẹn, Diệp Thần tâm thần lập tức an bình rất nhiều, ánh mắt liền phóng tới trùng dương chân nhân trên thân. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền chuẩn bị động thủ, chợt nghe trên bầu trời, truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Thần sắc đẹp dịu dàng cười nói, tự nhiên, yên tâm đi. Trùng dương chân nhân cười gằn nói, hắn tự kiềm chế thân phận, nhưng cũng không muốn chiếm Diệp Thần tiện nghi, dù sao Diệp Thần trạng thái cũng không phải là toàn thịnh. Bây giờ, đại chúa tể hiển nhiên đã đem phương chu chữa trị hoàn thành, khống chế phương chu phá không mà đến, hơi có chút hăng hái bộ dáng, phương chu bên trên trừ hắn và hoang lão bên ngoài, cũng không người bên ngoài. Đại chúa tể con mắt híp lại, nhìn chăm chú lên phía dưới Diệp Thần, thần sắc đẹp, Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ, trùng dương chân nhân bọn người, thần tình lạnh nhạt. Hoang lão nhưng là một mặt ngưng trọng bộ dáng, thật sâu vì Diệp Thần cảm thấy lo nghĩ. Thần sắc đẹp ngẩng đầu nhìn đến đại chúa tể, bình tĩnh nói, đại chúa tể, hoang trưởng lão, các ngươi cũng tới. Đại chúa tể cùng hoang lão chậm rãi phi thân hạ xuống, hắn cười nói, ta làm chứng. Thần sắc đẹp nói, có thể. Hồng Quân lão tổ cũng thản nhiên nói, không sao, đại chúa tể muốn chứng kiến, ở bên quan chiến liền có thể. Đại chúa tể mỉm cười, tuần tự hướng thần sắc đẹp cùng Hồng Quân lão tổ hạ thấp người thăm hỏi, lại hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người muốn tại trong vòng ba chiêu, đánh giết trùng dương chân nhân, có thể thực không quá dễ dàng, trên người ngươi nhưng có đồ vật gì, cần trước tiên giao cho ta bảo quản. Nghe được đại chúa tể lời nói, toàn trường người đều là nghi hoặc, không biết lời này là ý gì. Diệp Thần trong lòng lại là sáng như tuyết, lấy ra một cái vuông vức tinh thể, ném cho đại chúa tể. Cái này vuông vức tinh thể, hoàn toàn là không gian pháp tắc cấu tạo mà thành, Diệp Thần ở bên trong phong ấn cốt thiên đế thi thể. Đây là chế tạo sáng sinh chi trụ cần dùng đến tài liệu. Một bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, vô cùng chân quý, đại chúa tể lần này đến đây, rõ ràng chính là muốn hỏi Diệp Thần yêu cầu bộ dạng này thi thể. Những người khác không biết, nhưng Diệp Thần trong lòng biết rõ, đây là hắn cùng nhân tổ Nam Hoa lão quân ước định. Xem ra đại chúa tể cũng cảm thấy ta thất bại, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại trước mặt mọi người hỏi ta yêu cầu. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, liền đại chúa tể cũng không coi trọng hắn, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao lấy thực lực của hắn, còn có trước mắt trạng thái, nghĩ tại trong vòng ba chiêu giết chết trùng dương chân nhân, thực sự quá khó khăn. Đại chúa tể nhìn thấy Diệp Thần quăng ra tinh thể, con mắt lập tức sáng lên, cười híp mắt nhận, cùng hoang lão lui lại mở ra. Đám người một hồi hồ nghi, nhìn đại chúa tể cùng Diệp Thần bộ dáng, hẳn là tồn tại bí ẩn gì giao dịch, nhưng trong lúc trước mắt, đại chiến sắp đến, đám người cũng không tâm tư đi suy tính sau lưng nhân quả. Luân hồi chi chủ, có thể sao? Động thủ đi. Trùng dương chân nhân chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không tin Diệp Thần có thể tại trong vòng ba chiêu giết chết hắn, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, hắn liền thắng, thiên đế kim luân chính là của hắn. Ân. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, biết trong lúc trước mắt, cũng chỉ có liều mạng. Đây là luân hồi tinh giới. Thần sắc đẹp cùng Nhậm Phi Phàm đều ở bên cạnh hắn, coi như hắn đánh đến chỉ còn lại một hơi, cũng không cần lo lắng cái gì. Độ chi mảnh vụn, luân hồi địa ngục, kính vạn hoa huyết nhãn, mở. Lập tức, Diệp Thần cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp điều động độ chi mảnh vụn ma khí, tại quanh thân huyễn hóa ra luân hồi địa ngục hư ảnh. Luân hồi địa ngục hư ảnh một khi huyễn hóa mà ra, lấy Diệp Thần làm trung tâm, không gian chung quanh liền phảng phất lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Vô tận địa ngục chi hỏa diễm cháy hừng hực,
nhưng lại rét lạnh như băng, lệ quỷ gào thét, oan hồn thút thít, vô số tu la dạ xoa đang bay múa. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, đó là vô số sinh linh oán niệm cùng cừu hận biến thành, Diệp Thần đặt mình vào tại luân hồi trong địa ngục, sau lưng đạo thiên kiếm hiển hóa, đứng sừng ở trong địa ngục. Cái này đạo thiên kiếm, bảo vệ Diệp Thần linh hồn, tránh để cho hắn chịu đến địa ngục ma khí phản phệ, vô tận địa ngục ma khí, quanh quẩn thành từng cái xiềng xích giống như, vây quanh hắn chuyển động, đều để cho hắn sử dụng. Ngô! Trùng Dương chân nhân cảm nhận được mảnh này địa ngục xâm nghiêm, biểu lộ lập tức có chút ngưng kết. Diệp Thần ánh mắt, tại lúc này cũng hóa thành màu huyết hồng, kính vạn hoa huyết nhãn mở ra, hắn trực tiếp khởi động huyễn thuật, đem chính mình hư nhược trạng thái đè xuống, cả người khí thế bão táp. Bất quá hắn cơ thể vốn là trống rỗng, còn vận dụng kính vạn hoa huyết nhãn, vậy đơn giản là liều mạng, không sai biệt lắm là tự tìm đường chết, đồng thuật vừa mở ra, hai mắt liền chảy ra huyết thủy, dị thường dữ tợn. Nhưng, vì đánh giết Trùng Dương chân nhân, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể liều mạng. Chiêu thứ nhất, thiên đấu đại đồ kiếm. Hết thảy công phu chính xác hoàn tất, Diệp Thần một tiếng hét lớn, không nói hai lời, tế ra tuyệt mệnh thiên kiếm, trực tiếp bộc phát ra chiêu thứ nhất. Nhưng một kiếm này đại giới, cũng là cực kỳ to lớn, mũi kiếm còn không có bổ trúng Trùng Dương chân nhân, Diệp Thần đã cảm thấy mình hai mắt kịch liệt nhói nhói, cơ hồ muốn mù mất, huyết thủy không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, từng sợi huyết thủy từ bờ môi rót vào trong miệng, tràn đầy ngai ngái hương vị. Trùng Dương chân nhân mặc dù né tránh tất cả kiếm thế cùng kiếm khí, thế nhưng một chút xíu sát lục kiếm ý, lại vô hình vô chất, như kim đâm, hung hăng đâm vào linh hồn hắn bên trong đi. Nam Hoa Thần Du Bộ. Oanh! Lập tức, tuyệt mệnh thiên kiếm nổ lên hừng hực địa ngục chi hỏa, có ngàn vạn lệ quỷ hư ảnh trên thân kiếm lưu động, thảm liệt gào thét, chấn nhân tâm phách, một kiếm vung ra, chính là một đạo đen như mực kiếm mang, như từ địa ngục tới, thẳng đến Trùng Dương chân nhân chém tới. Theo lý thuyết, giờ khắc này Diệp Thần, không còn suy yếu, cho nên hắn một chiêu này thiên đấu đại đồ kiếm, uy thế kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một nguồn sức mạnh mênh mông, lập tức từ trong cơ thể của Diệp Thần mãnh liệt tuôn ra, đồng thời hỗn hợp có luân hồi địa ngục năng lượng, toàn bộ quán chú đến trong tay hắn tuyệt mệnh thiên trong kiếm đi. Nhưng, Diệp Thần kiếm đạo tu vi, thực sự quá kinh khủng, mượn nhờ tuyệt mệnh thiên kiếm cùng luân hồi địa ngục, hắn một kiếm này, cuốn lấy cực kỳ đáng sợ sát lục kiếm ý. Một chiêu này Nam Hoa Thần Du Bộ, chính là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân bí kỹ, Diệp Thần chín cánh kim liên bên trong, cũng có môn này bí kỹ ghi chép. Thật mạnh kiếm thế. Trùng Dương chân nhân bây giờ mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, như đồng hóa thân trưởng thành tổ con dân, từ nơi sâu xa, như có nhân tổ chúc phúc, cũng là có thể thi triển ra môn này bộ pháp, thân như du long, nhanh nhẹn nhẹ nhàng, một chút liền né tránh Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm cái kia cường hãn kiếm thế. Mắt thấy Diệp Thần thế lớn, Trùng Dương chân nhân cũng không dám ngạnh bính, vội vàng thi triển bộ pháp, thân hình xê dịch hướng về lướt ngang tránh. Trùng Dương chân nhân lập tức hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần một kiếm này, uy thế mãnh liệt như vậy bá đạo, hắn tính sót Diệp Thần kính vạn hoa huyết nhãn, đôi mắt này vừa mở ra, Diệp Thần có thể đem tự thân tiêu cực trạng thái tạm thời đè xuống. Chỉ một thoáng, Trùng Dương chân nhân lọt vào vô tận sát lục kiếm ý đâm tới, linh hồn trong nháy mắt bị xuyên thấu phải thủng trăm ngàn lỗ, từng trận sắc bén kịch liệt đau nhức toàn tâm, hắn thất khiếu liền chảy ra máu tươi, hình dáng tướng mạo vô cùng chật vật. Tiểu tử này, kiếm đạo có 102 chư thiên, đích xác vô địch. Hồng Quân lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng là thật sâu cảm thấy Diệp Thần kiếm đạo cường đại. Đơn thuần lấy kiếm đạo nhi luận, Diệp Thần đã là không không lúc nào khoảng không đệ nhất nhân. Kiếm của hắn, sát phạt vô thượng, lăng lệ xâm nghiêm, hơn nữa dung hội quán thông, có thể đem chư pháp huyền bí, đều đúc nóng với bản thân kiếm đạo bên trong, thiên địa vạn vật đều có thể hóa kiếm. Bây giờ chỉ là chiêu thứ nhất, Trùng Dương chân nhân liền bị Diệp Thần kiếm pháp đả thương nặng, có thể thấy được Diệp Thần kiếm đạo cường hãn. Thần sắc đẹp cười nói, xem ra Trùng Dương chân nhân, hẳn là sống không qua ba chiêu. Hồng Quân lão tổ lại khẽ gật đầu một cái nói, chưa hẳn, luân hồi chi chủ trạng thái vốn là suy yếu, còn bộc phát ra mạnh mẽ như vậy một kiếm, thực sự là không muốn sống nữa, hắn một kiếm giết không chết Trùng Dương, liền không khả năng lại xuất kiếm thứ hai, hắn nhất định chịu phản phệ. Dường như là muốn kiểm chứng Hồng Quân lão tổ mà nói, Diệp Thần thi triển xong thiên đấu đại đồ kiếm sau, đã thương nặng Trùng Dương chân nhân, nhưng hắn đồng thời không thể thừa thắng xông lên, chính mình kêu lên một tiếng, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt,
hai mắt máu tươi chảy xuôi nồng nặc hơn. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, giữa ngực bụng khí tức cũng là sôi trào đến kịch liệt, ngũ tạng lục phủ giống như rào cắt đau đớn. Trùng Dương chân nhân cảm thấy được một màn này, trong lòng lập tức khẽ động, hít sâu một hơi, đè xuống linh hồn mình đau đớn, cười nói. Luân hồi chi chủ, không có cách nào lại xuất chiêu sao. Cái kia đến phiên ta. Nửa đuôi chi lực, mở. Kèm theo quát to một tiếng, Trùng Dương chân nhân trên thân thể, nổ lên từng sợi kinh khủng hắc ám khí tức, như sương mù giống như trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, cả người hắn cũng đi theo bắt đầu vặn vẹo, trong khoảnh khắc tựa như trở thành một đầu động vật chân đốt, tứ chi nằm ở trong hư không, sau lưng sinh ra một đầu đen nhung nhung cái đuôi. Đây là vĩ thú chi lực. Cửu vĩ bên trong, trước đây một đuôi bị cắt chém, Diệp Thần nhận được nửa phần, Trùng Dương chân nhân cũng có nửa đuôi. Cái này nửa đuôi chi lực, Trùng Dương chân nhân không ngừng luyện hóa, lại luyện hóa thành bản mệnh nguyên khí, lần này bạo phát đi ra, hắn giống như biến thành một đầu vĩ thú quái vật, thân thể vèo một tiếng, bạo phá hư không, hai tay như thú chảo giết ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần xé rách mà đi, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần lập tức ngạt thở, Trùng Dương chân nhân đỉnh cấp thiên đế sức mạnh, hỗn hợp có vĩ thú sức mạnh, cùng nhau bạo phát đi ra, uy thế thực sự quá kinh khủng, hắn như thân hóa hắc động. Không gian xung quanh đều bị trên người hắn tràn ngập hắc ám vĩ thú khí lôi xé nứt ra, chung quanh tràn đầy ô ô khí lưu âm thanh. Không tốt. Nhậm Phi Phàm kêu một tiếng, mắt thấy Diệp Thần muốn bị Trùng Dương chân nhân xé nát, trong lòng của hắn lo nghĩ, liền muốn ra tay ngăn cản. Đừng hoảng hốt. Thần sắc đẹp lại đưa tay ngăn lại Nhậm Phi Phàm, ra hiệu hắn không cần lo lắng, nàng đối với Diệp Thần, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Diệp Thần mắt thấy Trùng Dương chân nhân thú chảo đánh tới. Nội tâm thoáng qua muôn vàn ý niệm, biết lấy trạng thái của mình hôm nay, đủ loại thủ đoạn cũng khó khăn đối nghịch, có thể phá cục phản sát, chỉ có nhất pháp. Trụ thần quyền chui, tử thần đạo, diêm ma tài quyết liên, phá. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, trong đan điền trụ thần chủng tử bộc phát, thuộc về diêm ma tử thần quyền hành năng lượng, lập tức giống như thủy triều mãnh liệt gào thét mà ra. Oanh! Trong chớp mắt, trên thân Diệp Thần liền bộc phát ra so Trùng Dương chân nhân vĩ thú khí, còn muốn nồng đậm gấp 10 hắc sắc ma khí, đó là thuộc về diêm ma tử thần khí tức. Là trụ lực lượng của thần. Trụ thần quyền hành, thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần một chút bộc phát, liền tựa như hóa thân trở thành tử thần, chung quanh thời không lập tức dừng lại, thời không pháp tắc phảng phất đã chết đi, lấy Diệp Thần làm trung tâm, thế giới chung quanh trở thành một mảnh tử vong chân không. Trùng Dương chân nhân ngây dại, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, khó mà chuyển động. Xoát la la, chỉ thấy từng cái đen như mực xiềng xích, từ trên thân Diệp Thần phi tập mà ra, đó là ẩn chứa tử thần tài quyết sức mạnh diêm ma tài quyết liên, là diêm ma tử thần bí kỹ, có thể cân nhắc quyết định sinh tử. Từng cái đen như mực xâm nghiêm tử vong xích sắt, liền đem Trùng Dương chân nhân một mực khóa lại, coi như hắn là vĩ thú, cũng không cách nào thoát khỏi những thứ này tử vong xích sắt gò bó. Cỗ lực lượng này, không, Trùng Dương chân nhân lập tức hoảng hốt. Từ gò bó quanh thân xích sắt bên trong, hắn cảm nhận được từng cỗ không thuộc về thế giới này khí thế mênh mông, đó là trụ khí tức của thần, băng lãnh, tĩnh mịch, xâm nghiêm, chôn vùi hết thảy, phai mờ hết thảy. Đây là diêm ma sức mạnh của tử thần. Hồng Quân lão tổ lập tức động dung, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng hô, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ bộc phát ra trụ lực lượng của thần. Diệp Thần, dừng tay. Tại từng cái tử vong xích sắt buộc chặt phía dưới, hắn cảm thấy mình huyết dịch, đình chỉ di động, thể nội linh khí, đi về phía khô kiệt cùng tĩnh mịch, cơ thể da thịt cũng tại tử vong uy áp bên dưới không ngừng tiêu tụy, cả người sinh cơ cấp tốc bước về phía tử vong. Tiểu tử này điên rồi sao? Lại dám vận dụng cỗ lực lượng này, thật không sợ phần thiên đại kiếp phát tác. Nhậm Phi Phàm cũng là vô cùng chấn động, hắn biết lấy Diệp Thần trạng thái, như vậy bộc phát trụ lực lượng của thần, coi như có thể đem Trùng Dương chân nhân giết chết, tự thân phần thiên đại kiếp cũng có bộc phát nguy hiểm. Một khi Diệp Thần phần thiên đại kiếp phát tác, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Toàn trường tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ có thần sắc đẹp là bình tĩnh tư thái, nàng tựa hồ sớm dự liệu được Diệp Thần sẽ bộc phát trụ lực lượng của thần. Nàng có lòng tin như vậy, tin tưởng Diệp Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cũng là bởi vì nàng biết, Diệp Thần nắm giữ lấy diêm ma tử thần nửa đường quyền hành, cỗ lực lượng này bạo phát đi ra. Kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vong linh thiên tai kiếm. Diệp Thần cũng không có nghe Nhậm Phi Phàm khuyên can,
Tại trói buộc chặt Trùng Dương chân nhân sau, hắn tiếp tục vận dụng tử thần quyền hành sức mạnh, vô tận hắc khí tại trên bầu trời hội tụ, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tử vong khí tức, một cái đen như mực, mang theo cuồn cuộn vong hồn cùng thiên tai lợi kiếm, bắt đầu từ phía chân trời bạo sát xuống. Xong. Trùng Dương chân nhân vạn phần hoảng sợ, liều mạng điều động tự thân thiên đế khí cùng vĩ thú chi lực, điên cuồng muốn tránh thoát mở diệp thần tử vong xích sắt gò bó, nhưng hoàn toàn dẫy không mở. Nhìn xem từ thiên bạo sát xuống vong linh thiên tai kiếm, hắn sợ hãi phía dưới, vội vàng đem toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ tụ lại, ký kết thành một tòa thiên đế vĩ thú đỉnh, tính toán ngăn cản một kiếm này ám sát. Đây là chiêu thứ ba, chỉ cần ta có thể ngăn cản một kiếm này. Trùng Dương chân nhân cắn chặt răng, nội tâm suy nghĩ lấy, nhưng ý nghĩ đến một nửa, liền im bặt mà dừng, tinh thần của hắn, linh hồn của hắn, trước mắt hắn thế giới, trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối vô tận cùng băng lãnh. Diệp thần hung hăng một kiếm, đã đem Trùng Dương chân nhân thân thể xuyên qua, vong linh thiên tai trên thân kiếm cuốn theo kinh khủng khí tức tử vong, trong nháy mắt phá hủy Trùng Dương chân nhân tất cả sinh cơ, cái sau bị mất mạng tại chỗ, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên mặt dừng lại lấy kinh ngạc không cam lòng thần sắc. Ba chiêu. Vừa vặn liền ba chiêu. Diệp thần đánh chết Trùng Dương chân nhân, thế giới trước mắt cũng đi theo lâm vào đen như mực, hắn như vậy hư nhược trạng thái, còn sử dụng kính vạn hoa huyết nhãn, đối với cơ thể gánh vác quá lớn, cặp mắt hắn lâm vào tối thui ngắn ngủi, cái gì cũng không nhìn thấy. Kết thúc chiến đấu sau đó, Diệp thần liền cảm thấy toàn thân trống rỗng, trong đan điền giống như có một ngọn núi lửa muốn phun trào, đó là phần thiên đại kiếp phát tác dấu hiệu. Dựa vào tử thần quyền hành sức mạnh, Diệp thần cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, liền đem Trùng Dương chân nhân đánh giết, nhưng hắn cũng trả một cái giá thật là lớn, cơ thể lần nữa lâm vào cực đoan hư nhược hoàn cảnh, thậm chí ngay cả phần thiên đại kiếp đều có dấu hiệu muốn phát tác. Hắn vội vàng đem tất cả tử thần khí tức, thu sạch trở về, đem Trùng Dương chân nhân thi thể, cũng cùng nhau thu hồi lại, vô ý thức liền nghĩ đem thôn phệ, khôi phục nguyên khí. Soát. Lúc này, thần sắc đẹp thân thể mềm mại một cái thoáng hiện, liền đi đến bên cạnh Diệp thần, đồng thời đỡ lấy hắn, nắm chặt tay của hắn, nói, nhanh, ngươi chỉ cần làm một chuyện, vận chuyển Mỹ thần tâm kinh. Diệp thần nghe đến lời này, trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển Mỹ thần tâm kinh. Đây là thần sắc đẹp sáng tạo công pháp, là một môn phương pháp song tu, Diệp thần phía trước cùng thiên nữ tu luyện qua. Bây giờ Diệp thần vận chuyển Mỹ thần tâm kinh, trong nháy mắt, liền cùng thần sắc đẹp khí tức, thành lập được một cỗ liên lạc, thần sắc đẹp linh khí tại tư dưỡng hắn, hắn chống không cơ thể lập tức được bổ sung, trạng thái thoáng khôi phục một chút, nguyên bản mù ánh mắt, cũng khôi phục một chút quang minh. Diệp thần liền thấy, Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Nữ, Phật Tổ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng bọn người, trên mặt đều mang khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc kinh ngạc. Dù sao, Diệp thần thật sự đánh chết Trùng Dương chân nhân, hơn nữa vừa vặn chính là ba chiêu, cái này nghịch thiên một dạng sức chiến đấu. Còn có cái kia tử thần quyền hành cường đại, quả thực rung động toàn trường tất cả mọi người. Trùng Dương chết. Hồng Quân Lão Tổ ngơ ngác xuất thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, đạo tâm chịu đến trùng kích cực lớn, trong nháy mắt liền lâm vào trong tang thương, nhanh nhẹn thiếu niên lang ngoại hình già đi, đáng thương tóc trắng xinh, từng cái nếp nhăn cũng đi theo nổi lên. Thần sắc đẹp đỡ lấy Diệp thần, nhìn xem Hồng Quân Lão Tổ, bình tĩnh nói, Hồng Quân, người thua. Hồng Quân Lão Tổ lảo đảo lui lại mấy bước, ánh mắt yếu ớt, ngơ ngác nói không ra lời. Dựa theo ước định, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất thiết phải bế quan, ở thế giới quy khư phía trước, ngươi không thể trở ra. Bế quan này, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt, thế gian rất nhiều tranh đấu, ngươi không cần lại quan tâm, có thể an tâm giải quyết ác mộng nước suối phiền nhiễu. Thần sắc đẹp bình tĩnh nhìn Hồng Quân Lão Tổ, nhắc nhở hắn không nên quên ước định, lại sâu kín nói. Luân hồi chi chủ là quang chi tử, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ rõ, hắn không phải thế giới u ác tính, mà là chân chính, cũng là duy nhất cứu thế người. Hồng Quân Lão Tổ bờ môi ông động, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, phía sau hắn tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh đám võ giả đều tại nhìn hắn. Hảo, thần sắc đẹp, ta sẽ bế quan. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Hồng Quân Lão Tổ u nhiên thở dài một tiếng, ngữ khí thê lương nói, vốn là tang thương hắn. Tại thời khắc này, trở nên càng tang thương già. Nghe được Hồng Quân Lão Tổ đáp dạ, không có đổi ý, thần sắc đẹp cũng gật gật đầu. Hồng Quân Lão Tổ có thể tuân thủ ước định tốt nhất, miễn cho nàng lại cử động can qua. Dừng một chút,
Hồng Quân lão tổ biểu lộ phức tạp mà hỏi, đợi đến thế giới quy khư buông xuống, người định làm như thế nào? Người phải biết, trận này luân hồi trò chơi, đã không cách nào tiếp tục nữa, nếu như tìm không thấy con đường mới, phản thiên thế giới sẽ hoàn toàn phá diệt. 72 trụ thần đều đem chính mình tâm huyết linh hồn, ký thác vào phản thiên thế giới bên trong, một khi thế giới này tan vỡ, tất cả trụ thần cũng muốn chết, các ngươi có phương pháp giải quyết. Tại dĩ vãng, phản thiên thế giới tại thiên tổ luân hồi đạo bao phủ xuống, thời gian là có cuối, đã đến giờ phần cuối, thế giới quy khư, hết thảy đều sẽ khởi động lại, trở lại nguyên điểm, lại từ đầu bắt đầu qua. Thiên tổ dùng loại biện pháp này, duy trì phản thiên thế giới ổn định, tránh thế giới hủy diệt. Thế giới này, cũng tại thiên tổ luân hồi pháp tắc phía dưới, không ngừng luân hồi khởi động lại 10 vạn ức lần, nhưng cho tới hôm nay, trận này luân hồi trò chơi, đã không cách nào lại tiếp tục kéo dài. Bởi vì, đang không ngừng thế giới trong luân hồi, nghiệt cũng tại không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, thế giới tích nghiệt đã đạt đến cực hạn, một khi nghiệt bạo, thế giới sẽ hoàn toàn bạo diệt, không tiếp tục khởi động lại khả năng. Tại Hồng Quân lão tổ trong mắt, Diệp Thần chính là nghiệt hóa thân, là thế giới tích nghiệt mệt mỏi sinh ra quái vật, cũng là u ác tính hóa thân, là u ác tính chi tử. Dĩ vãng 10 vạn ức lần luân hồi, cũng không có Diệp Thần tồn tại, một thế này lại có hắn. Tại Hồng Quân lão tổ trong lòng, Diệp Thần xuất hiện, liền tỏ rõ lấy thế giới hủy diệt, nếu như có thể giết chết Diệp Thần mà nói, còn có trừ tận gốc nghiệt chướng, diệt trừ u ác tính, để cho thế giới kéo dài tiếp khả năng. Nhưng bây giờ, trận này đánh cược, hắn thua, con đường sau đó, hắn không cách nào lại nhúng tay. Hắn rất muốn biết, thần sắc đẹp thì có biện pháp gì, có thể hóa giải trận này thế giới hủy diệt kiếp nạn. Thần sắc đẹp nói, ta nói, Diệp Thần chính là quang chi tử. Chờ hắn thức tỉnh quang chi tử ký ức cùng sức mạnh, cái gì nguy nan đều có thể hóa giải, chúng ta cũng có thể đi theo siêu thoát, cùng một chỗ biến thành quang. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ cười nhạt một chút, nói, cùng một chỗ biến thành quang. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng, nếu như tiểu tử này không phải quang chi tử đâu. Ngươi sẽ làm thế nào? Thần sắc đẹp không nói gì, ánh mắt vô cùng kiên định, cũng không có chút nào dao động. Rõ ràng trong lòng nàng. Nàng nhận định Diệp Thần chính là quang chi tử. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy thần sắc đẹp ánh mắt kiên định kia, biết nhiều lời cũng vô ích, thở dài một tiếng, nói, thôi, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, thần sắc đẹp, người khăng khăng như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Tóm lại, ta đã vì cứu vãn thế giới này, đi ra một phần lực, ta không thẹn với lương tâm. Tương lai thế giới quy khư, chư thiên phá diệt, lại không khởi động lại, hy vọng ngươi cũng có thể cùng chính mình nói một tiếng. Người không thẹn với lương tâm. Nói đi, Hồng Quân lão tổ liền quay người rời đi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta liền bế quan không ra, chờ thế giới quy khư ngày, chúng ta gặp lại a. Đến lúc đó, ta và các ngươi cùng nhau đối mặt trận này tận thế. Trước khi đi, Hồng Quân lão tổ cuối cùng lên tiếng, âm thanh như thần trung mộ cổ, quanh quẩn tại trong luân hồi tinh giới, khiến người tỉnh ngộ. Hắn triệt để đã đi xa. Từ nay về sau, hắn đem bế quan không ra, sẽ lại không uy hiếp được luân hồi trận doanh. Tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh đám võ giả, nhìn thấy Hồng Quân lão tổ rời đi, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Trùng Dương chân nhân chết, Hồng Quân lão tổ cũng bế quan ẩn nấp, vậy sau này tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh, liền tương đương là mất đi người lãnh đạo. Bọn hắn lâm vào trong mê võng, nhưng cũng không dám dừng lại, sợ bị luân hồi trận doanh thanh toán. Nhao nhao chắp tay từ biệt rời đi. Hồng Quân lão tổ uy hiếp, cứ như vậy giải trừ sao? Luân hồi trong trận doanh, không ít người cũng là có chút điểm mộng nhiên, không thể tin được Hồng Quân lão tổ cứ vậy rời đi, bao phủ tại trên luân hồi tinh giới khói mù, cứ như vậy giải quyết hết. Nhậm Phi Phàm nói, Hồng Quân chỉ là bế quan, tương lai chờ hắn xuất quan, ân oán sẽ còn tiếp tục. Thần sắc đẹp nói, không sao, chỉ là ở thế giới quy khư phía trước. Hắn thì sẽ không lại đến quấy nhiễu các ngươi. Nhậm Phi Phàm lấy lại bình tĩnh, nói, thần sắc đẹp, đa tạ, lần này ngươi đứng ra hòa giải, ngược lại là giảm bớt ta rất nhiều phiền phức. Cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân lão tổ cũng bế quan, luân hồi trận doanh lập tức thiếu lại hai đại cường địch, áp lực lập tức rất là giảm bớt. Lần này có thể ép Hồng Quân lão tổ bế quan, thần sắc đẹp không thể bỏ qua công lao. Thần sắc đẹp mỉm cười, kéo Diệp Thần tay. Mười phần ôn nhu nhìn xem hắn, nói, cũng là Diệp Thần công lao, nếu như không phải hắn chịu liều mạng, cũng không khả năng giành được trận này đánh cược.
Trùng Dương chân nhân cũng không phải cái gì kẻ yếu, bản thân liền là tán thần tộc đại thiên tôn, người mang đại khí vận, lại nắm giữ lấy nửa đuôi chi lực, nếu như dùng đồng dạng thủ đoạn, Diệp Thần căn bản không có khả năng tại trong vòng 3 chiêu giết chết hắn, hoàn toàn là liều mạng bộc phát ra trụ thần quyền chuôi sức mạnh, mới thắng được trận này đánh cược. Hắn phần thiên đại kiếp sẽ không phát tác a. Nhậm Phi Phàm nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, tuy có thần sắc đẹp che chở lấy, nhưng Diệp Thần gương mặt tái nhợt, hai mắt chảy máu bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là 10 phần kinh khủng, làm cho người lo nghĩ. Thần sắc đẹp cười nói, có ta ở đây, sẽ không, ta sẽ cùng Diệp Thần song tu một tháng thời gian, bảo đảm hắn hoàn toàn khôi phục. Nhậm Phi Phàm nói, song tu sao? Thần sắc đẹp nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là phụ trợ hắn tu luyện, sẽ không vượt qua lôi trì nửa bước. Phật Tổ bước ra một bước, nói, sư phụ, cái kia luân hồi chi chủ an nguy, liền nhờ cậy ngươi. Thần sắc đẹp nói, thích ra, không cần bảo ta sư phụ, ngươi đối với Phật Pháp nghiên cứu tinh thâm, tương lai ngươi cơ duyên đến, vận mệnh của ngươi sẽ siêu việt ta. Phật Tổ chắp tay trước ngực nói, không dám. Thần sắc đẹp nói, tốt, ta cùng Diệp Thần đi tinh không thần chỉ bế quan, một tháng sau chúng ta tái xuất quan, thích ra, ngươi cùng mặc cho Pháp Vương xử lý tốt luân hồi trận doanh sự vụ. Tương lai ta Mỹ Thần cung cùng các ngươi luân hồi trận doanh, chính là kiên cố nhất minh hữu. Phật Tổ đạo, là. Thần sắc đẹp mỉm cười, không nói gì thêm, ôm nổi Diệp Thần, hai người thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng tinh không trên thần sơn tinh không thần chỉ bay đi. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Hoang Lão, Đại Chúa Tể bọn người, hơi có chút thất thần đưa mắt nhìn hai người đi xa. Thần sắc đẹp ôm ấp lấy Diệp Thần, đi tới tinh không thần chỉ, trước tiên rút đi hắn quần áo. Đỡ hắn vào trì, lại cởi xuống chính mình quần áo, nhẹ nhàng bước vào trong nước hồ. Hai người ngâm tại trong nước hồ, da thịt kề nhau. Thần sắc đẹp. Diệp Thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy mát mẽ tinh không thần trì, tại thần sắc đẹp ngâm sau khi đi vào, ao nước trở nên ấm áp, tựa như trở thành suối nước nóng. Phía trước Hồng Quân Lão Tổ, bố trí tại tinh không bên trong thần trì phù văn cấm chế, cũng toàn bộ bị thần sắc đẹp hóa giải. Thần sắc đẹp một lần nữa bố trí xuống từng đạo tụ linh phù văn, đem luân hồi tinh giới tín ngưỡng chi lực, tinh không thần sơn linh khí, từng sợi hấp thu tới, hóa thành linh quang, tư dưỡng Diệp Thần mệnh mạch. Tốt, ta lấy nhục thân bố thí, trong một tháng, có thể trợ ngươi hoàn toàn khôi phục. Thần sắc đẹp toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết, coi như không mảnh vải che thân, cũng như thánh nữ thuần khiết, mẫu thân giống như vĩ đại, nàng như màu anh đào cánh môi, một cách tự nhiên liền hôn Diệp Thần. Trong cơ thể nàng các loại linh khí, đều theo nụ hôn của nàng, lưu chuyển vào trong cơ thể của Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đầu lại có chút chóng mặt cảm giác, rất muốn ngủ đi, như hài đồng muốn ngủ say tại mẫu thân trong lồng ngực. Hắn rõ ràng cùng thần sắc đẹp đặc thù như thế trạng thái dính vào cùng nhau, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm tiết độc tàn niệm, chỉ có tinh khiết mỹ hảo thánh khiết ấm áp bầu không khí, trong miệng lẩm bẩm nói, linh thân bố thí sao? Thần sắc đẹp nói, ân. Ta bộ thân thể này bên trong, có vô cùng linh khí, ngươi có thể vận dụng thuật pháp cùng thủ đoạn tùy ý tìm lấy, nhưng ngươi phải chú ý, ta là thần sắc đẹp, là hoàn mỹ chi thần, không thể phá thân, bằng không ta pháp tắc muốn sụp đổ. Ngoại trừ không thể phá thân, khác ngươi muốn làm cái gì, cũng có thể, ngươi có thể đem ta xem như một tòa nguồn năng lượng bảo khố, hấp thu năng lượng của ta, tới khôi phục thân thể của ngươi, ta chịu được. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng lại là ấm áp, nói. Hảo, đa tạ. Hắn lập tức vận chuyển Mỹ Thần Tâm Kinh, thân thể cùng thần sắc đẹp thân thể linh lực hội tụ vào một chỗ. Tiếp xuống một tháng thời gian, Diệp Thần đều cùng thần sắc đẹp tại tinh không bên trong thần chỉ trải qua. Tháng này, là Diệp Thần bước vào không không lúc nào khoảng không sau, nhất là an ổn một tháng, cũng là tuế nguyệt tối qua tốt, nội tâm tối yên ổn một tháng. Cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân Lão Tổ bế quan, luân hồi trận doanh không còn hai đại cường địch. Lập tức ung dung rất nhiều, lúc Diệp Thần bế quan, Nhậm Phi Phàm liền cùng Phật Tổ trùng kiến gia viên. Diệp Thần Hồng Nhan chi kỷ nhóm, cũng tại hỗ trợ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao các loại, bất quá kỳ tưởng nhớ rõ ràng cùng Tôn Di, có chuyện quan trọng khác tại người, chỉ có thể bất đắc dĩ chào từ giã rời đi, cũng chờ không đến Diệp Thần xuất quan. Thân là Thảo Thần Tôn Di, gánh vác lấy đả tạo xâm lâm sách sứ mệnh, mà kỳ tưởng nhớ rõ ràng cũng đuổi theo vận mệnh chí cao chân lý. Hai nữ đều không thể lâu dài làm bạn tại bên cạnh Diệp Thần. Còn có thần Đồ Uyển Nhi, cũng cần xử lý ma thần cung cùng ma thần nhất tộc sự vụ. Chỉnh thể tới nói, trước mắt luân hồi trận doanh,
không khí là rất nhẹ nhàng, trước mắt tiềm tàng địch nhân, chủ yếu còn có bốn cái, chính là Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, Xấu Thần. Cái này bốn cái cường địch, bọn hắn đều riêng có điều cố kỵ, không có khả năng giống Hồng Quân lão tổ điên cuồng như vậy, vừa nhìn thấy luân hồi trận doanh phòng thủ sơ sẩy, liền liều mạng tập sát tới. Có thể nói, tại cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân lão tổ bế quan sau, luân hồi trận doanh liền thật sự tiến nhập khó được an ổn thời gian. Mà Diệp Thần danh tiếng, tại không không lúc nào giữa không trung, cũng thêm một bước hiển hách. Vốn là tất cả mọi người đều cho là, Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến sau, liền đã vẫn lạc, không nghĩ tới hắn hôm nay còn có thể vương giả trở về, thậm chí bước đi Hồng Quân lão tổ. Có càng nhiều người, càng mạnh hơn giả, càng nhiều thế lực, rung động tại Diệp Thần cường đại, nhao nhao chạy đến đi nương nhờ, như Thiên Đao gia tộc Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ, liền mang theo con của hắn Hàn Diễm tới đi nương nhờ. Ngày xưa chín thương cổ hoàng hậu duệ, đúc tinh long thần hậu duệ các loại, dứt khoát toàn bộ di chuyển tới luân hồi tinh giới, ngôi sao nhỏ cũng từ thương linh thuốc giới bên trong long thần thiên uyên đảo trở về. Nàng vốn là phụng Diệp Thần chi mệnh, tại long thần thiên uyên đảo chế tạo luân hồi sách, một mực giữ bí mật, nhưng bây giờ theo Diệp Thần trở về, luân hồi khí vận thêm một bước hừng hực, luân hồi sách bí mật cũng sắp không che giấu được, nàng dứt khoát cũng không giấu giếm, trực tiếp mang theo luân hồi quay về chuyện tới. Về sau ngay tại trong luân hồi tinh giới chế tạo cái này vĩ đại kỳ quan. Đông đảo luân hồi tín đồ tín ngưỡng chi lực, cũng có thể gia tốc luân hồi sách chế tạo. Ngày xưa thiên tổ thất giới bên trong Nam Châu Thiên, thiên tổ các thiên kim lăng thanh trúc, còn có mẫu thân nàng Lan Tâm Nhụy, cũng mang theo tiểu hoa nhài tìm tới dựa vào. Tiểu hoa nhài một thể song hồn, thể nội ở nhờ thiên đạo nữ thần cùng đấu chiến thần linh hồn, trước đó Diệp Thần đem nàng phó thác cho Nam Châu Thiên nuôi dưỡng. Bây giờ Nam Châu Thiên nuôi dưỡng một thời gian, tiểu hoa nhài khí tức đã dần dần củng cố, không tiếp tục sụp đổ nguy hiểm, thậm chí ngày xưa thiên đạo nữ thần ký ức, cũng dần dần khôi phục. Tiểu hoa nhài biết, Diệp Thần là ân nhân của nàng, cho nên chạy đến muốn cùng Diệp Thần tương kiến. Lăng Thanh Trúc hai mẹ con, mang nàng tới đi nương nhờ, không phải mẹ con hai người ý tứ, là tiểu hoa nhài quyết định của mình. Đại chúa tể cùng hoang lão nhìn thấy tiểu hoa nhài đến, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá bọn hắn còn có chuyện chờ đợi Diệp Thần xuất quan, cũng không tiện rời đi, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chờ tiếp, lại tận lực tránh đi hoa nhài, không có chạm mặt. Chủ yếu là hoa nhài thân phận, quá mức mẫn cảm, nàng là thiên đạo nữ thần chuyển thế, mà đại chúa tể cùng hoang lão, cũng là nhân tổ Nam Hoa lão quân người bên này. Hai người đã quyết ý muốn giúp Nam Hoa lão quân, chế tạo sáng sinh chi trụ, thay thế bây giờ thiên ma đạo phương. Trận này thiên đạo chi tranh. Có trời mới biết tương lai sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh huyết vũ, hết lần này tới lần khác hoa nhài vẫn là Diệp Thần bằng hữu, thậm chí bây giờ còn chỉ là một cái u mê tiểu nữ hài, hai người thực sự không tốt vạch mặt, tự kiềm chế thân phận phía dưới, càng không thể cùng một cái tiểu nữ hài tính toán quá nhiều. Các phương nhân vật tề tụ luân hồi tinh giới, Diệp Thần đang bế quan, cũng là có cảm ứng, bất quá bây giờ hắn nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể đi ra ngoài tương kiến. Như thế thời gian vội vàng, không sai biệt lắm một tháng thời gian đi qua, Diệp Thần tại thần sắc đẹp phụ trợ phía dưới, cuối cùng là hoàn toàn bình phục, cả người long tinh hổ mãnh, nhục thân, tinh thần, linh hồn, đạo tâm, các phương diện trạng thái, đều vượt qua khi xưa đỉnh phong. Mượn nhờ thần sắc đẹp trên người linh khí, hắn thậm chí chữa trị luân hồi thiên quốc, còn thuận tay đúc lại thanh liên phân thân. Mà thần sắc đẹp giúp Diệp Thần khôi phục nguyên khí sau, tự thân tiêu hao rất lớn, ngày xưa nàng nở nang dáng người. Bây giờ đã trở nên có chút gầy gò, người cũng tiểu tụy rất nhiều, cả người giống như bị Diệp Thần hút khô. Diệp Thần nhìn thấy người ấy tiểu tụy, trong lòng có chút áy náy cùng không đành lòng, lại là hết sức cảm kích, nói, thần sắc đẹp tỉ tỉ, tháng này, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thần sắc đẹp mỉm cười, nói, không sao, có thể giúp ngươi liền tốt. Diệp Thần nói, nghe nói ngươi muốn tạo sinh tử phong thần bi. Chờ ta xuất quan, có cần ta hỗ trợ chỗ, ngươi cứ việc phân phó chính là. Thần sắc đẹp nói, hảo, có ngươi tương trợ, ta Mỹ thần cung muốn chế tạo ra sinh tử phong thần bi, vậy thì trong tầm tay. Chờ sinh tử phong thần bi chế tạo ra tới, ngươi có thể nghịch chuyển sinh tử, phục sinh vũ tổ, ta cũng có thể dựa vào này bia, chấn sát hồn thiên đế. Diệp Thần trong lòng hơi động, sinh tử phong thần bi có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, phục sinh vũ tổ là thích hợp nhất, hắn hỏi. Không biết ta có thể giúp đến cái gì. Cái này sinh tử phong thần bi chế tạo, lại có cái gì quyết khiếu chỗ mấu chốt. Thần sắc đẹp cười nói,
trước tiên không vội vàng, chúng ta lại điều tức mấy ngày, tiếp đó xuất quan, ta dẫn người đi Mỹ Thần Cung, chế tạo sinh tử phong thần bi chỗ mấu chốt, tỷ tỷ đến lúc đó lại nói cho ngươi. Diệp Thần nói, hảo. Hai người bốn mắt đối lập, lòng cảm kích không cần nói thêm cái gì. Diệp Thần lúc này trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, chính là điều tức lại củng cố nguyên khí, hắn ổn định lại tâm thần, nhìn thấy luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ khí tức cũng phục hồi như cũ, nội tâm lập tức đại định. Có sụp đổ chi chủ trợ lực, hắn tương lai đối mặt hồn thiên đế, cũng có thể nhiều một phần sức mạnh. Bất quá, riêng là sụp đổ chi chủ còn chưa đủ, Diệp Thần nhìn xem ngủ say huyết long, nghĩ thầm, nếu có thể lại tỉnh lại huyết long, tương lai liền ổn thỏa nhiều. Phía trước hắn đánh chết trùng dương chân nhân, bây giờ trùng dương chân nhân thi thể, còn nằm ở luân hồi trong mộ địa, trên thi thể quanh quẩn từng sợi hắc ám sát khí, đó chính là vĩ thú sát khí, là trùng dương chân nhân thể nội nửa đuôi. Cái này nửa đuôi có linh tính trí tuệ, tại trùng dương chân nhân sau khi chết, vẫn luôn muốn chạy trốn thoát ra, nhưng nó thân ở luân hồi mộ địa, lại có sụp đổ chi chủ nhìn chằm chằm, nhưng lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Diệp Thần lúc này đi qua một tháng điều dưỡng, chính mình trạng thái hoàn toàn sau khi khôi phục, cuối cùng có năng lực xử lý cái này nửa đuôi. Tinh thần của hắn, buông xuống đến luân hồi mộ địa bên trong, ánh mắt nhìn trùng dương chân nhân thi thể. Quanh quẩn tại trùng dương chân nhân trên người nửa đuôi, nhìn thấy Diệp Thần tinh thần thân ảnh buông xuống, lập tức sợ run cả người, hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, ta cung nghênh ngươi buông xuống, ngươi uy nghi, ta bội phục rất, nguyện ý quy thuận đầu nhập, còn xin ngươi. Diệp Thần nói, không cần, vĩ thú là điên cuồng cùng hỗn loạn tạo vật, ta không tin được ngươi, nhưng có thể cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần cũng không có cùng nửa đuôi nói nhảm quá nhiều, một chiêu luân hồi thánh hồn chảm chém giết ra ngoài, ánh đao lướt qua, nửa đuôi kêu thảm một tiếng, tinh thần ý thức ngay tại Diệp Thần đao quang phía dưới, triệt để phai mờ, biến thành một đoàn hỗn độn vô ý thức năng lượng thể. Diệp Thần vận chuyển luân hồi pháp, trong lòng bàn tay hiển hóa ra một cái luân hồi bàn, cách không hút một cái, liền đem nửa đuôi năng lượng thể hút tới, ngưng kết thành một quả năng lượng màu đen cầu, đánh vào trong cơ thể của huyết long. Ngô! Ngủ say hôn mê huyết long, nhận được nửa đuôi năng lượng kích động, lập tức hừ kêu một tiếng, bất quá còn không có thức tỉnh. Diệp Thần biết, chờ qua thêm không lâu, huyết long tiêu hóa nửa đuôi năng lượng, liền có thể hồi phục, đến lúc đó, hắn có huyết long trợ lực, đối kháng hồn thiên đế liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Bây giờ cổ tinh môn đã hủy diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Diệp Thần bước kế tiếp, chính là muốn cùng thần sắc đẹp, nguyên thiên đế cùng một chỗ, đi đối phó hồn thiên đế. Hồn thiên đế cường đại, không cho phép hoài nghi, giống chín thương cổ hoàng, sụp đổ chi chủ, đúc tinh long thần nhóm cường giả, ngày xưa cũng là chết ở trong tay hồn thiên đế. Luận thế lực, hồn thiên đế trận doanh thế lực, so với cổ tinh môn hừng hực. Kinh khủng hơn là, hồn thiên đế bản thân liền là 72 trụ thần một trong, mà tinh la hầu hóa thân, đại biểu cho chí cao vô thượng tử hồn đạo pháp tắc. Nếu là hắn trụ thần lực lượng, hoàn toàn thức tỉnh mà nói, có trời mới biết sẽ có cỡ nào đáng sợ. May mắn, nguyên thiên đế cũng là trụ thần hóa thân. Bây giờ, song phương trận doanh đối kháng điểm mấu chốt, chính là sinh tử phong thần bi. Ai trước tiên chế tạo ra sinh tử phong thần bi, người đó liền có thể tại trong trường tranh đấu này, chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Lại qua mấy ngày, thần sắc đẹp khí tức cũng khôi phục một chút, nàng và Diệp Thần cuối cùng có thể xuất quan. Hai người từ tinh không bên trong thần chỉ đi ra, dậm chân bên trong hư không, Diệp Thần nhìn thấy luân hồi tinh giới thiên thanh mà thoải mái khí tượng, tâm tình rất là mở rộng, kéo lại thần sắc đẹp tay, nhiều mỹ nhân trong ngực, Giang Sơn nắm chắc thoải mái cảm giác, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mà theo Diệp Thần tiếng cười, một đạo rực rỡ tinh thuần luân hồi kim quang, cũng là từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tu vi của hắn tại thời khắc này đột phá, thuận lợi từ cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, đột phá vào 8 tầng sơ giai tình cảnh. Thần sắc đẹp nhưng là lưu luyến ôn nhu nhìn xem hắn, ánh mắt nhu tình như nước, cảm tình rất có cấp độ, giống thiếu nữ nhìn xem người yêu, giống tỷ tỷ nhìn xem đệ đệ, lại giống mẫu thân nhìn xem nhi tử, càng giống là tín đồ ngước nhìn chính mình thần minh. Thần sắc đẹp cũng không biết trong lòng mình là ý tưởng gì, một chữ tình quá mức phức tạp, nàng cũng không biết những thứ này, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần có thể giải quyết đi hồn thiên đế, nàng và Diệp Thần liền có thể an ổn ở cùng một chỗ. Mặc kệ là lấy quan hệ thế nào ở chung xuống, cũng có thể cùng một chỗ, không phân ly. Mà nhìn thấy Diệp Thần xuất quan, cùng thần sắc đẹp dắt tay đứng sóng vai, toàn bộ luân hồi tinh giới đều sôi trào,
ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong hai người, tựa như nhìn xem một đôi thần tiên quyến lữ. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao đám con gái, nhìn thấy Diệp Thần cùng thần sắc đẹp cùng một chỗ, cũng là cao hứng rất vui vẻ, cũng không có nửa điểm ghen cảm xúc. Bởi vì, thần sắc đẹp thực sự quá hoàn mỹ, chỉ là nhìn xem thần sắc đẹp cái kia yêu kiều dáng người, trong lòng các nàng liền sinh ra thân cận ưa thích chi ý, đừng nói Diệp Thần ưa thích thần sắc đẹp, ngay cả các nàng cũng vô cùng ưa thích thần sắc đẹp, nếu là Diệp Thần có thể đem thần sắc đẹp thu vào luân hồi trận doanh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Ngôi Sao Nhỏ, Tiểu Hoa Nhài chờ nhìn thấy Diệp Thần xuất quan, cũng là vui vẻ, đám người nhao nhao bay lên không, vây quanh tại bên cạnh Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp Thần, chúc mừng xuất quan, người cũng bình phục. Diệp Thần nói, ân, Nhậm tiền bối, may mắn mà có thần sắc đẹp. Tiền bối hỗ trợ. Diệp Thần vốn muốn gọi một tiếng thần sắc đẹp tỉ tỉ, nhưng ở trước mặt mọi người lại gọi không ra miệng, không thể làm gì khác hơn là xưng hô một tiếng thần sắc đẹp tiền bối. Thần sắc đẹp cười nói, không có gì, là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, người hiền tự có thiên tướng, coi như không có ta hỗ trợ, hắn sớm muộn cũng có thể khỏi hẳn. Ngôi Sao Nhỏ nâng luân hồi sách đi ra, con mắt lóe sáng, nói, ca ca, Ngôi Sao Nhỏ phía trước đều kém chút cho là ngươi chết, còn định dùng luân hồi sách cưỡng ép sửa chữa đi qua, đem ngươi phục sinh đâu, may mắn ngươi còn sống. Lúc này Ngôi Sao Nhỏ, chế tạo luân hồi sách lại có tiến triển, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, nàng đã chế tạo ra cái thứ ba huyền chữ. Nàng xem như luân hồi sách khí linh, luân hồi sách cường đại, nàng cũng đi theo cường đại, ngoại hình đã lớn lên thành một cái 18 tuổi bộ dáng thiếu nữ, dáng người thon thả thướt tha, con mắt như dấu ngôi sao xúc tích nguyệt, sáng tỏ mà thanh tịnh. Hảo, Ngôi Sao Nhỏ, khổ cực ngươi. Diệp Thần mỉm cười, hơi có điểm cương chiều vuốt vuốt Ngôi Sao Nhỏ đầu. Trong lòng của hắn biết, bây giờ luân hồi sách bí mật, không cách nào lại ẩn giấu đi, luân hồi khí thế quá mức hừng hực, người khác muốn đoán mà nói, nhất định có thể nhìn thấy luân hồi sách huyền bí. Cái kia từ đó về sau, hắn có ý định chế tạo luân hồi sách sự tình, chư thiên cường giả đều biết biết. May mắn cổ tinh môn đã hủy diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Diệp Thần áp lực đã đại đại giảm bớt, coi như bí mật công bố ra ngoài, cũng sẽ không rước lấy quá nhiều phiền phức. Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Phi Thiên nhóm cường giả, bọn hắn đều có các cố kỵ, đã không có khả năng đến tìm Diệp Thần phiền toái. Bây giờ bàn cờ này, quyền chủ động đã rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ca ca. Lúc này, Tiểu Hoa Nhài nhào tới ôm lấy Diệp Thần đùi, con mắt chớp ngẩng đầu nhìn hắn, đạo, chúng ta đã lâu không gặp, Diệp Thần ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Hoa Nhài phía trước thật sự cho là ngươi đã. Diệp Thần cười cười, nói, không có việc gì, ta còn sống, Hoa Nhài, ngươi tại Nam Châu trời sinh sống, có từng quen thuộc. Tiểu Hoa Nhài gật đầu nói, ân, ta tại Nam Châu Thiên rất tốt, Lăng Thanh Trúc tỷ tỷ đối với ta rất tốt, bất qua phía trước nghe được Vũ Tổ chết đi tin tức, ta trái tim đột nhiên cũng rất đau, đau cho tới hôm nay, bây giờ thấy ngươi, mới không có đau như vậy. Diệp Thần không nói gì, Vũ Tổ kỳ thực xem như thiên đạo người đại diện, hắn cùng thiên đạo quan hệ mật thiết, mà Tiểu Hoa Nhài là thiên đạo nữ thần chuyển sinh, Vũ Tổ vẫn lạc, dẫn đến Hoa Nhài gặp phản phệ, cũng là hiện tượng rất bình thường. Tiểu Hoa Nhài nói, Diệp Thần ca ca, ta về sau có thể lưu lại bên cạnh ngươi, ở chỗ này sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền cười nói, có thể a, ngươi nghĩ ở chỗ này, vậy thì ở chỗ này a, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi. Lúc này Diệp Thần, cùng tại Nam Châu Thiên thời đợi so sánh, đã là thoát thai hoán cốt, hắn tiếp xúc đến đại lượng trụ thần bí mật, coi như Tiểu Hoa Nhài thể nội trụ thần linh hồn khôi phục, còn có đấu chiến thần linh hồn khôi phục, hắn đều có thể ứng đối chào hỏi. Để cho Tiểu Hoa Nhài ở tại luân hồi tinh giới, về sau có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể kịp thời giải quyết. Tiểu Hoa Nhài vỗ tay một cái, vui vẻ nói, hảo a, đa tạ Diệp Thần ca ca. Mộ chủ. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo thâm trầm âm thanh, cái kia càng là thiên đấu sát thần âm thanh, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Ngươi phải cẩn thận tiểu cô nương này thể nội, ngoại trừ thiên đạo nữ thần linh hồn, còn có đấu chiến thần linh hồn, một khi đấu chiến thần khôi phục, cái kia phiền phức vô cùng. Thiên đấu sát thần âm thanh mang theo vẻ ngưng trọng, hắn cùng đấu no, Ma Sương viễn cổ song đấu, là viễn cổ thời đại kiệt xuất nhất hai vị thiên kiêu. Đấu chiến ý chí của thần, cường đại sắc bén, từng muốn đạp phá thiên đạo, lực lượng của hắn,
tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lòng Diệp Thần run lên, nhớ tới tại Nam Châu Thiên thời điểm, hắn cũng là tiêu phí giá cả to lớn, mới đưa đấu chiến thần linh hồn trấn áp. Mà đấu chiến thần mạnh mẽ quá đáng, Diệp Thần cũng chỉ là tạm thời đem hắn trấn áp, đồng thời không có thể đem hắn triệt để diệt sát. Theo lý thuyết, đấu chiến thần linh hồn, đang ngủ say tại tiểu hoa nhài thể nội, cũng không có tiêu thất, tương lai một khi hắn một lần nữa khôi phục, kết quả có thể lớn có thể nhỏ. Thiên đấu sát thần nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể giải quyết cái phiền toái này. Diệp Thần nói, a. Thiên đấu sát thần nói, chính là đem đấu chiến thần linh hồn, từ tiểu cô nương này thể nội móc ra, như vậy thì tránh khỏi tương lai phân tranh. Ta cùng đấu chiến bạn chi kỷ tình thâm dày, nếu như ngươi có thể đem linh hồn của hắn móc ra, ta có thể nếm thử đứng ra hòa giải các ngươi phân tranh, coi như không thể hóa thù thành bạn, chí ít có thể cam đoan hắn sẽ không cùng chúng ta xung đột. Diệp Thần cau mày nói, móc ra sao? Này làm sao đào? Hoa nhài một thể song hồn, nàng còn nhỏ thân thể non nớt bên trong, sống thiên đạo nữ thần cùng đấu chiến thần linh hồn, hai cỗ linh hồn lẫn nhau phối hợp, muốn đơn độc đào ra đấu chiến thần linh hồn, lại nói dễ dàng sao? Hơn nữa cũng có thể sẽ đối với hoa nhài cơ thể, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Thiên đấu sát thần nói, dùng câu chi mảnh vụn, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, câu, khóa, hình, độ, trong đó, câu chi mảnh vụn bắt pháp tắc, có thể câu bắt thế gian hết thảy sinh linh, bao quát linh hồn. Tại viễn cổ thời đại, chấp trưởng câu chi mảnh vụn người, tên là câu thiên tôn, vô luận cường đại dường nào ma thần, đều không thể đào thoát câu thiên tôn bắt. Mặc kệ thân tàng nơi nào, đều sẽ bị câu thiên tôn móc ra. Nếu là ngươi có thể cầm tới câu chi mảnh vụn, trưởng khống bắt pháp tắc, vậy phải đào ra đấu chiến thần linh hồn, hơn nữa bắt hắn, làm hắn không thể làm ác, đó cũng không phải là việc khó gì. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, câu chi mảnh vụn sao? Hắn lại lắc đầu, chỉ tiếc, ta bây giờ cũng không biết câu chi mảnh vụn tung tích, hơn nữa một điểm thiên cơ vết tích đều bắt giữ không đến. Thiên đấu sát thần nói, không vội, ngươi liền độ chi mảnh vụn đều không hoàn toàn luyện hóa, từ từ sẽ đến a, ma ngục mệnh tinh là trụ thần thi xương cốt biến thành, vốn là vô cùng kinh khủng đồ vật, muốn trưởng khống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngươi trước tiên tăng cường chính mình tu vi cũng không muộn, dù sao một chốc, đấu chiến thần cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Hơn nữa linh hồn của ta, cũng còn chưa tới hồi phục thời điểm, không thấy rõ ràng ba quỷ thần dấu vết phía trước, ta không thể dễ dàng bại lộ, bằng không quá nguy hiểm. Diệp Thần nói, ba quỷ thần là. Thiên đấu sát thần nói, chính là 72 trụ thần bên trong, quỷ dị nhất ba vị thần linh, danh xưng tam đại quỷ dị thủy tổ, một hư thối, hai nhiễu sóng, ba ác mộng, bọn hắn là 72 trụ thần bên trong, đặc thù nhất, lại tà ác nhất tồn tại. Khác trụ thần, bọn hắn quyền hành truyền thừa từ Thái Sơ Chi Quang, nhưng ba quỷ thần không phải, nghe nói bọn hắn lực lượng, bắt nguồn từ u ác tính. Diệp Thần không hiểu có chút dùng mình. Nói, u ác tính. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, chính là ký sinh tại Thái Sơ phía trên u ác tính, truyền thuyết ba quỷ lực lượng của thần, cũng là u ác tính ban cho, ta từ nơi sâu xa cảm thấy, bọn hắn hóa thân, ngay tại không không lúc nào khoảng không. Diệp Thần khiến cho dùng mình một cái, nói, tại không không lúc nào khoảng không sao. Lại cụ thể ở nơi nào, hư thối, nhiễu sóng, ác mộng, nếu như không không lúc nào khoảng không ẩn giấu ba quỷ thần. Ta không có khả năng không có chút phát hiện nào. Thiên đấu sát thần nói, ta cũng không xác định ở nơi nào, nhưng ta hoài nghi ba quỷ thần hóa thân, ngay tại Tam Đại Thánh Địa trong. Diệp Thần con mắt ngưng lại, nói, Tam Đại Thánh Địa lại là nơi nào? Thiên đấu sát thần nói, trước kia thiên đạo ba pha thần vẫn lạc, thân thể bọn họ chỗ chiều không gian, chính là Chí Cao Thánh Địa, chính là Phạn Thiên Thánh Địa, Siva Thánh Địa, Vizanu Thánh Địa, trong đó lấy Phạn Thiên Thánh Địa trọng yếu nhất. Người đã đi qua. Phía trước tại Phạn Thiên Thánh Địa thời điểm, ta liền mơ hồ cảm thấy, tại Phạn Thiên Thánh Địa nội vực, tựa hồ có một đạo quỷ thần hóa thân tồn tại. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ba quỷ thần tại Phạn Thiên Thánh Địa sao? Thiên đấu sát thần nói, không phải toàn bộ đều tại, chỉ là có một cái quỷ thần tại, ba quỷ lực lượng của thần cực kỳ khủng bố, hư thối, nhiễu sóng, ác mộng, nếu là bọn họ đồng thời xuất hiện tại một chỗ, khí tức quỷ dị sẽ thôn phệ hết thảy. Khác trụ thần cũng sẽ không cho phép một màn này phát sinh. Tiềm ẩn tại Phạn Thiên Thánh Địa quỷ thần, hẳn là chỉ có một cái, hai cái khác ở khác thánh địa, nếu ngươi về sau quay về Phạn Thiên Thánh Địa, chỉ cần cẩn thận, ba quỷ thần hóa thân thực lực, cũng là cùng Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tương đối. Diệp Thần hít sâu một hơi,
nói, cường đại như vậy sao? Thiên đấu sát thần nói, đương nhiên, đây chính là trụ thần hóa thân a. Không phải cái gì người đại diện, bọn hắn chính là trụ thần bản thân. Diệp thần trầm mặc xuống, suy nghĩ một hồi, lại hỏi, tất nhiên trụ thần năng lấy hóa thân hàng thế, làm sao còn cần dùng người đại diện? Đích thân ra tay không tốt sao? Thiên đấu sát thần nói, khác biệt, trụ thần tự mình hóa thân, chính là mang ý nghĩa bọn hắn muốn trước đem nhục thân của mình nghiền nát, lại đem tinh thần ý chí chiếu tới, không còn nhục thân, bọn hắn linh hồn mất đi ký thác, đầu tiên là muốn rơi vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp mãnh liệt gấp trăm lần đau đớn. Mà tinh thần ý chí chiếu tới sau, muốn thức tỉnh trụ lực lượng của thần, lại có cực kỳ lâu dài đường xá muốn đi, có chút một bước sai lầm, đều phải cả bàn đều thua. Diệp thần ngẩn ngơ, nhớ tới Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, tại thời điểm lúc ban đầu, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, đích xác cũng là không có nhục thân, thì ra bọn hắn không có nhục thân, là bởi vì bọn hắn là trụ thần tinh thần ý chí chiếu rọi. Nguyên Thiên Đế cũng là ở phía sau tới, mới y theo Diệp thần bộ dáng, chế tạo ra một bộ nhục thân. Nói như vậy, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế linh hồn, đều còn tại trong hủy diệt chi hải chịu khổ. Diệp thần hỏi. Thiên đấu sát thần nói, nói đúng ra, tại hủy diệt chi hải chịu khổ, là bọn hắn bản nguyên linh hồn, bọn hắn bây giờ có chính mình linh hồn độc lập, nhưng không phải bản nguyên chi hồn, cần chờ tương lai sức mạnh to lớn, mới có thể nhận về bản nguyên chi hồn, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi. Cái này rất gian khổ, ít nhất phải phi thăng tinh không bị ngạn, mới có thể làm đến, bọn hắn hẳn là tính sai, không có tính tới tinh không bị ngạn cùng không không lúc nào chống không vách tường thế giới, thế mà kiên cố đến nước này. Phi thăng thế mà trở nên gần như không có khả năng, cho nên bọn hắn cho tới hôm nay mới thôi, đều không có nhận về bản nguyên linh hồn, thuộc về mình trụ thần quyền chuôi, cũng chậm trễ không có thức tỉnh. Diệp thần tâm tư chập trùng, nói, Nguyên Thiên Đế sau lưng, là Thủy Long Vương, Hồn Thiên Đế sau lưng, là Ma Tinh La Hầu. Bọn hắn năm đó còn là trụ thần, tại sao muốn trả giá đánh đổi lớn như vậy, hạ xuống hóa thân? Không tìm kiếm người đại diện, ngược lại tự chém nhục thân. Cam nguyện tiếp nhận linh hồn rơi xuống biển ác quả, cũng muốn hạ xuống hóa thân, cái kia Thủy Long Vương cùng Ma Tinh La Hầu, nhất định là có thiên đại mưu đồ, bằng không không có khả năng làm ra hy sinh lớn như vậy. Thiên đấu sát thần nói, có trời mới biết đâu, có thể là vì Quang Chi Tử a. Diệp thần nói, Quang Chi Tử. Thiên đấu sát thần nói, ta chỉ là ngờ tới, nhưng hẳn là cũng 8-9 phần 10, thế gian này, chỉ có Quang Chi Tử cùng U Ác Tính Chi Tử. Có thể để cho trụ thần mạo hiểm hạ xuống hóa thân, ta không biết Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, là muốn thôn phệ Quang Chi Tử, vẫn là phụ trợ hắn, trụ thần tâm tư uyên thâm tựa như biển, ta cũng không cách nào ước đoán. Đến nỗi ba quỷ thần, bọn hắn hạ xuống hóa thân, đoán chừng mục đích cũng là không sai biệt lắm, hoặc là hướng về phía Quang Chi Tử, hoặc là hướng về phía U Ác Tính Chi Tử. Bất quá bọn hắn bởi vì tự thân đặc thù khí tức quỷ dị, không thể tại chủ thế giới hiện thân. Nếu không sẽ bị khác trụ thần liên thủ vây quét, cho nên bọn hắn hơn phân nửa là tiềm phục tại Tam Đại Thánh Địa trong. Năm đó ta, cùng ba quỷ thần thế lực tiếp xúc qua, nếu như ta tùy tiện hiện thân mà nói, bọn hắn một cái nguyền rủa liền có thể cách không mang cho ta vô tận kiếp phạt, cho nên ta còn không thể đi ra. Diệp thần trầm mặc, nhìn xem thiên đấu sát thần mộ bia, cái kia mộ bia yên lặng đứng sừng ở luân hồi trong mộ địa, chỉ có thiên đấu sát thần âm thanh truyền ra, linh hồn của hắn lại không thể đi ra. Ta có thể làm những gì, tiền bối? Diệp thần hỏi. Thiên đấu sát thần nói, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, thật tốt tu luyện a, chờ ngươi tương lai có thực lực thiên đế cảnh, có ngươi thiên đế thần quang che chở, ta liền không sợ ba quỷ thần nguyền rủa, đến lúc đó liền có thể hiện thân. Diệp thần biểu lộ hơi đổi, nói, thiên đế cảnh sao? Cái kia rất xa xôi. Thiên đấu sát thần trầm ngâm nói, ân, đích xác có chút xa xôi, vậy thì thông thiên cảnh a, ngươi bước vào thông thiên cảnh. Trở thành thần vương, cũng có thể ban cho ta như hải đăng một dạng che chở, mặc dù không có thiên đế chi quang cường đại như vậy, nhưng ít ra đối mặt ba quỷ thần nguyền rủa cũng có thể chống cự một hai. Chờ ngươi đến thông thiên cảnh, ta cũng có thể triển lộ chút sức mạnh đi ra, đến lúc đó chúng ta liên thủ, hẳn là có thể cùng ba quỷ thần chống lại. Trong lòng Diệp thần vui mừng, nói, vậy là tốt rồi, tiền bối, ta sẽ mau chóng tu luyện tới thông thiên cảnh. Bây giờ Diệp thần tu vi. Là cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, cách thông thiên cảnh cũng không xa, chờ hắn đến thông thiên cảnh, thiên đấu sát thần liền có thể hiện thân. Ban đêm, luân hồi tinh giới bên trong, xếp đặt buổi tiệc, Diệp thần cùng thân hữu ăn uống tiệc rượu,
rất là thoải mái. Bây giờ Diệp Thần xuất quan, hắn cũng không có lập tức liền cùng thần sắc đẹp rời đi, mà là dự định trước cùng luân hồi tinh giới đám người, đoàn tụ mấy ngày, lại rời đi cũng không muộn. Trận yến hội này, chỉ có đại chúa tể cùng hoang lão không có mặt, thân phận của bọn hắn vẫn có chút lúng túng, bọn hắn muốn khắc lập thiên đạo, liền tương đương là muốn tạo thiên đạo phản, mà thiên đạo nữ thần chuyển sinh, tiểu hoa nhài an vị tại bên cạnh Diệp Thần, bọn hắn thực sự không cách nào có mặt ăn uống tiệc rượu. Bây giờ theo đông đảo trụ thần nhân quả vết tích, tại không không lúc nào khoảng không hiện ra, đại chúa tể cùng hoang lão muốn khắc đúc thiên đạo sự tình, cũng dần dần giấu giếm không được, đã có không ít người hữu tâm bắt được nhân quả. Không cần bao lâu, thiên đạo chi tranh bí mật, thì sẽ hoàn toàn đem ra công khai. Diệp Thần, có thể hay không đơn độc tụ lại. Tại yến hội sau khi kết thúc, Diệp Thần nghe được đại chúa tể truyền âm thanh mang theo điểm bất đắc dĩ quẫn bách ý vị. Hôm nay Diệp Thần xuất quan, cùng thân hữu hồng nhan đoàn tụ, đại chúa tể thực sự không chen lời vào, đến lúc này yến hội kết thúc, đêm đã khuya, hắn mới có rảnh còn lại truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, để cho thần sắc đẹp, Hạ Nhược Tuyết, thiên nữ chư nữ, trở về tinh không thần chỉ hành cung chờ hắn, hắn thì tự mình tiến đến hội kiến đại chúa tể. Tại trong một rừng cây, Diệp Thần gặp được đại chúa tể cùng hoang lão, hai người đều là có chút trù trừ bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Thần tới, lúc này mới nhãn tình sáng lên. Đại chúa tể vội vàng nói, Diệp Thần, người đã đến. Diệp Thần nói, đại chúa tể, hoang lão, các ngươi gọi ta chuyện gì? Đại chúa tể lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi trước đây đánh giết trùng dương chân nhân, thi thể của hắn còn tại. Diệp Thần bừng tỉnh, thì ra đại chúa tể là muốn trùng dương chân nhân thi thể. Suy nghĩ kỹ một chút, trùng dương chân nhân là đỉnh cấp thiên đế. Lại là tán thần tộc đại thiên tôn, gánh vác thâm hậu khí vận, đích xác có thể làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu. Tại, còn tại, Diệp Thần liền đem trùng dương chân nhân thi thể, phong ấn tại tiện tay chế tạo ra một cái không gian trong lồng giam, lại đem lồng giam không gian áp xúc thành một khối tinh khối, cuối cùng từ luân hồi trong mộ địa lấy ra, giao đến đại chúa tể trong tay. Đại chúa tể nhãn tình sáng lên, tiếp nhận, gật đầu nói, đa tạ. Nam Hoa lão quân gọi ngươi thu thập ba bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, bây giờ đã có hai cỗ, còn kém một bộ. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, đại chúa tể, sáng tạo sáng sinh chi trụ, cần 10 bộ đỉnh cấp thiên đế hoàn mỹ thi thể a, ta coi như giúp ngươi tập hợp đủ ba bộ, vậy còn dư lại. Không không lúc nào khoảng không mênh mông vô biên, thiên đế không phải số ít, nhưng giống cốt thiên đế, trùng dương chân nhân loại này cấp bậc đỉnh cấp hoàn mỹ thiên đế, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại chúa tể nói, không sao, ta trong đạo tông có bát tổ, ta đem bọn hắn giết, thi thể liền có thể góp đủ, người tiếp tục thu thập còn lại một bộ chính là. Diệp Thần nghe được đại chúa tể lời này, lập tức dùng mình, nói, ngươi. Ngươi muốn giết chết đạo tông bát tổ sao? Này, đây thật là. Đạo tông bát tổ là đạo tông bên trong, quyền cao chức trọng tồn tại, hoàng lão cũng là đạo tông bát tổ một trong. Đạo tông bát tổ, đều từng vì đại chúa tể xuất sinh nhập tử. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, đại chúa tể thế mà hung ác như thế, muốn đem đạo tông bát tổ giết chết. Đại chúa tể thở dài một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói, ân, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, thi thể không đủ, chỉ có thể từ bên cạnh mình người hạ thủ, ta rất xin lỗi, nhưng vì càng vĩ đại sự nghiệp, có chút hy sinh cùng đại giới là cần thiết, ta sẽ ghi khắc bọn hắn hy sinh. Diệp Thần lên một thân nổi da gà, nhìn thấy hoang lão cũng là bộ dáng trầm mặc. Rõ ràng ngầm cho phép đại chúa tể cách làm, hắn không hiểu cảm thấy một trận ác tâm muốn nôn mửa, lại là cái gì sự nghiệp vĩ đại, lại là cái gì hy sinh cần thiết, giết người liền giết người, cần đánh ra như thế cao thượng ngụy trang sao. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có mở miệng chỉ trích hoặc khuyên can, bởi vì hắn biết, chỉ trích cùng khuyên can cũng là ngây thơ cùng vô dụng, thế giới chính là như vậy, hắn có thể làm, chỉ là bảo vệ mình người bên cạnh. Ta thật xin lỗi, Diệp Thần, đạo tông bát tổ bên trong. Giống như là binh tổ cùng sở kim lão tổ, đều cùng ngươi từng có giao tình, còn có quần tinh đạo tổ, ngươi chưa từng gặp qua, nhưng hẳn là nghe qua, hắn là thanh liên đạo tổ sư đệ, cũng coi như trưởng bối của ngươi, nhưng bọn hắn đều phải chết, ta cần thi thể của bọn hắn. Ta rất áy náy, Diệp Thần, nếu có những biện pháp khác, ta sẽ không làm như vậy. Đại chúa tể thở dài một tiếng, rõ ràng cũng biết, chính mình đem đạo tông bát tổ giết, thật sự là tàn khốc tàn nhẫn tuyệt tình tới cực điểm cử động. Diệp Thần trầm mặc, hắn cùng binh tổ, sở kim lão tổ, đích xác từng có giao tình, bất quá 10 phần thô thiển, hắn cũng sẽ không vì bọn hắn,
mà cùng đại chúa tể trở mặt. Bất quá đại chúa tể đặc biệt cùng hắn xin lỗi, cũng coi như cho hắn mặt mũi. Chỉ là, Diệp Thần trong lòng phiền muộn, ác tâm cảm giác, vẫn là vung đi không được, giống như bị người tại trong cổ họng nhét vào một đoàn ướt nhẹp bông. Tính toán, đại chúa tể, không cần nói. Diệp Thần lắc đầu. Hoàng lão thở dài, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a, bước vào Nam Hoa lão quân bàn cờ này, không có khả năng quay đầu lại. Trước đây Hoàng lão quay về không không lúc nào khoảng không, một đêm đắc đạo, trở thành thiên đế, chính là Nam Hoa lão quân che chở. Nam Hoa lão quân muốn khắc đúc thiên đạo, hắn khẳng định muốn ủng hộ báo đáp. Ngược lại, đại chúa tể muốn giết đạo tông bát tổ, cũng sẽ không giết đến trên đầu của hắn, hắn là ngoại lệ, hắn cũng là đại chúa tể minh hữu. Tương lai thiên đạo chi tranh. Đại chúa tể trầm ngâm nhìn xem Diệp Thần, hắn cùng Hoang lão, muốn chế tạo sáng sinh chi trụ, thay thế bây giờ thiên ma đạo phương, tương lai nhất định cùng thiên đạo nữ thần có một phen tranh đấu. Mà thiên đạo nữ thần chuyển sinh, cái kia gọi hoa nhài tiểu cô nương, ngay tại bên cạnh Diệp Thần. Đại chúa tể cũng sợ Diệp Thần ra tay, bây giờ Diệp Thần thực lực quá cường hãn, đủ để khống chế tương lai thiên đạo chi tranh thắng bại, hắn đứng tại ai bên cạnh, người đó liền có thể thắng lợi. Thậm chí ngay cả Diệp Thần chính mình, nếu có ý, hắn cũng có thể tranh đấu thiên đạo quyền hành, trở thành thế giới này chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta nói qua, ta sẽ bảo trì trung lập. Phía trước Diệp Thần ngay tại trước mặt Nam Hoa lão quân, hứa hẹn qua chính mình sẽ bảo trì trung lập. Trận này thiên đạo chi tranh, cũng không có ai là chính nghĩa một phương, thiên đạo nữ thần, Nam Hoa lão quân, đều chẳng qua là nghĩ đánh cắp phản thiên sáng thế trái cây thôi. Bất quá loại này cấp bậc tranh đấu, cũng không cách nào dùng chính nghĩa hay không đi đánh giá. Diệp Thần kẹp ở giữa, tối thích đáng biện pháp, tự nhiên là ai cũng không giúp. Nhưng, tại hoa nhài ký ức hoàn toàn thức tỉnh phía trước, các ngươi không thể gây thương hại nàng, các ngươi muốn tranh thiên đạo quyền hành, ta mặc kệ, nhưng ta muốn một cái công bằng. Diệp Thần nhìn chăm chú đại chúa tể cùng hoang lão, nặng nhiên đạo. Đại chúa tể cùng hoang lão trao đổi một chút ánh mắt, đều gật đầu một cái. Tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Thần ý chí. Đại chúa tể nói, đây là tự nhiên, bây giờ thiên đạo nữ thần, còn là một cái tiểu nữ hài, ta sẽ không hèn hạ như vậy thừa lúc vắng mà vào, nhưng nàng một thể song hồn, thể nội còn có đấu chiến thần linh hồn, vạn nhất bộc phát. Diệp Thần khoát tay một cái nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, tương lai của ta sẽ xử lý. Đại chúa tể thở phào một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Dừng một chút. Hắn lại có chút do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thần hỏi, đại chúa tể còn có lời gì muốn nói? Đại chúa tể lấy lại bình tĩnh, hơi có chút ngưng trọng nói, ngươi còn nhớ rõ muội muội ta sao? Diệp Thần nói, tự nhiên nhớ kỹ, đại chúa tể nói cái này làm gì? Chẳng lẽ Lạc Thần xảy ra chuyện? Đại chúa tể muội muội chính là Thương Thiên Lạc Nguyệt, danh xưng Lạc Thần. Ban sơ Thương Thiên Lạc Nguyệt, tại thụ thương bất lực lúc, nhận được đại chúa tể cứu chữa, từ đây nàng liền bệnh trạng giống như thích chính mình thân ca ca, là Diệp Thần lợi dụng luân hồi sách, trở lại quá khứ, sửa đổi nhân quả, thay thế đại chúa tể đi cứu trị Thương Thiên Lạc Nguyệt, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới tuyến. Thương Thiên Lạc Nguyệt không còn lưu luyến si mê đại chúa tể, chuyện này, Diệp Thần trước đây đã xử lý thỏa đáng, chẳng lẽ lúc này lại sinh biến nguyên nhân? Đại chúa tể lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Lạc Nguyệt không có xảy ra chuyện. Nhưng ta bắt được khí tức của nàng, nàng đã từ tinh không phía trên hàng lâm xuống. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh ngạc, nói, cái gì? Đại chúa tể nói, nhà đầu này vô cùng điên cuồng, trong lòng bệnh trạng vô cùng, người khi đó dùng luân hồi sách sửa chữa đi qua, đã cứu tính mạng của nàng, nàng là không tiếp tục thích ta, nhưng lại thích ngươi. Diệp Thần nói, ưa thích, ta. Đại chúa tể nói, đúng vậy, nàng đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, nhưng thiên nhân cách nhau. Nàng tại bỉ ngạn, người tại không không lúc nào khoảng không, không thể tương kiến, nàng tương tư thành bệnh, trong lòng đau đớn vô cùng, đã liều lĩnh đại giới, mạo hiểm từ tinh không bỉ ngạn bên trên phủ xuống, chỉ vì tìm kiếm ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Lạc Thần, đang tìm kiếm ta. Đại chúa tể nói, đúng vậy, ta mơ hồ trong đó có thể nghe được thanh âm của nàng, nàng buông xuống sau đó, bị vây ở một cái gọi hắc ám xâm lâm chỗ, chỗ kia thời không hỗn loạn. Nàng nhất thời tìm không thấy lộ ra tới, liền kêu gọi ta chỉ đường, nàng muốn ra tới tìm ngươi, nhưng ta là vạn vạn không dám chỉ dẫn nàng đi ra ngoài. Hắc ám xâm lâm, là không không lúc nào khoảng không một chỗ nổi tiếng hiểm địa, trong truyền thuyết,
thập đại cổ thần khí tồn tại cường hãn nhất, Thiên Mẫu nương nương chế tạo đế rơi vũ trụ, ngay tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Cái kia phiến Hắc Ám Xâm Lâm, Diệp Thần cũng đã được nghe nói, nếu như Thương Thiên Lạc Nguyệt là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá sát đi ra, nhưng nàng từ tinh không bỉ ngạn bên trên buông xuống, nhất định tiếp nhận đủ loại phản vệ đại giới, thực lực lại muốn bị thiên đạo quy tắc chế ước, 10 thành thực lực có thể không phát huy ra một thành, không đi ra lọt Hắc Ám Xâm Lâm, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vì cái gì không dám? Diệp Thần hỏi, đại chúa tể không dám chỉ dẫn Thương Thiên Lạc Nguyệt đi ra, đây là hắn không có nghĩ tới. Nếu như Thương Thiên Lạc Nguyệt thật sự yêu thích hắn, muốn tới tìm hắn, cái kia suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này là một chuyện tốt, hắn có thể mời chào Thương Thiên Lạc Nguyệt, nhận được một vị tinh không cường giả phụ trợ, luân hồi trận doanh thế lực, nhưng thêm một bước mở rộng. Đại chúa tể nói, luân hồi chi chủ, ngươi là không biết ta em gái kia tính khí a. Trước đây ngươi còn không có thay đổi quá khứ, nàng thích ta, tính khí liền bất thường vô cùng, phàm là cùng ta có tiếp xúc qua nữ tử, nàng không phân tốt xấu, hết thảy hạ xuống nguyền rủa giết chết. Nếu là nàng đi ra, nhìn thấy ngươi, lấy nàng tính khí, nàng sẽ đem bên cạnh ngươi nữ nhân, toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Nàng mức độ nguy hiểm không kém gì ngươi những cái kia đối thủ cường đại. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần đại chấn, nhớ tới ái thần tẩy mộng Yên Lam. Truyền thuyết tại đã từng, thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam, chính là đại chúa tể Hồng Nhan Chi Kỷ, về sau thần tình yêu đột nhiên vẫn lạc, cũng là bị Thương Thiên Lạc Nguyệt chú sát. Về sau Diệp Thần thay đổi quá khứ, tuyến thời gian biến động sau, thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam không có bị giết, thậm chí nàng báo đáp ân, nhục thân bố thí, cùng Diệp Thần tại trong bể tình tắm rửa qua. Thương Thiên Lạc Nguyệt dám giết thần tình yêu, nàng liền dám giết Diệp Thần nữ nhân bên cạnh. Diệp Thần có luân hồi đại khí vận, cùng hắn tiếp xúc qua nữ nhân, đều có thể nhận được hắn luân hồi chúc phúc, Thương Thiên Lạc Nguyệt nguyền rủa khó mà có hiệu lực, nhưng nếu như nàng tự mình rút kiếm ra tay, vậy hắn Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm, cũng không có mấy cái có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi dùng mình, nếu là Thương Thiên Lạc Nguyệt giết ra tới, vậy hắn nữ nhân bên cạnh, chẳng phải là đều phải gặp nạn. Đại chúa tể nói, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Ta em gái kia tính khí, cực kỳ bất thường cực đoan, lại ưa thích ghen, nàng thích ngươi, liền không cho phép bên cạnh ngươi, lại có nữ nhân thứ hai. Bất quá may mắn, nàng bây giờ bị kẹt ở Hắc Ám Xâm Lâm. Cái kia phiến Hắc Ám Xâm Lâm, truyền thuyết là vũ thần cùng trụ thần Mai Cốt Chi Địa, tràn ngập vũ thần cùng trụ thần oán khí, thời không pháp tắc vô cùng hỗn loạn, còn có rất nhiều thời không bọt khí nổi lơ lửng. Người một khi bị kẹt ở trong thời không bọt khí, có thể thiên bách kỷ nguyên, đều không thể thoát thân đi ra, mãi đến nhục thân tiều tụy mà chết. Trong thời gian ngắn, Lạc Nguyệt là không có cách nào đi ra ngoài, nhưng người phải cẩn thận, tốt nhất sớm sắp đặt phòng bị, nếu bị nàng giết ra tới, người bên cạnh ngươi đều phải chết. Trong lòng Diệp Thần run lên, gật đầu nói, hảo, đại chúa tể, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Hắn còn nghĩ mời chào Thương Thiên Lạc Nguyệt, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quá ngây thơ, nhìn đại chúa tể cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vẻ u sầu bộ dáng, liền biết vị kia lạc thần, tính khí khủng bố cỡ nào cùng cực đoan, quả thực là bệnh trạng. Bất quá hắn cũng sẽ không cho phép có người động chính mình nữ nhân. Tốt, ta phải đi, còn kém cuối cùng một cỗ thi thể. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Đại chúa tể chắp tay cùng Diệp Thần tạm biệt, sau đó mang theo Hoang Lão, đạp vào ngày mai Hào Phương Chu, chậm rãi rời đi luân hồi tinh giới. Diệp Thần nhìn xem ngày mai Hào Phương Chu, ở chân trời thu nhỏ thành một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng ngàn vạn, bấm ngón tay tính toán, bắt giữ Thương Thiên Lạc Nguyệt khí tức, quả nhiên tại vô biên xa xôi hắc ám khu vực, bắt được nàng một tia nhân quả ba động. Mà sâu xa thăm thẳm xa xôi Thương Thiên Lạc Nguyệt, tựa hồ cũng cảm giác được Diệp Thần nhìn trộm, lập tức phát tới ý niệm, Diệp Lang, là ngươi sao? Ta bị nhốt rồi, mang ta rời đi, ta thích ngươi, chúng ta cùng nhau đến bỉ ngạn đi, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn cùng một chỗ, được không? Diệp Thần nghe được Thương Thiên Lạc Nguyệt âm thanh, lập tức dùng mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt thẳng thắn bày tỏ tình cảm, lại làm cho hắn cảm thấy một hồi lạnh buốt ý lạnh. Cái kia tiếng lòng trong mang theo giống như bệnh hoạn lưu luyến si mê, cái kia là muốn độc chiếm hắn toàn bộ, không cho phép hắn có chút tự do không gian cực đoan lưu luyến si mê. Diệp Thần cơ hồ là không cần suy nghĩ, lập tức lấy tâm hóa kiếm, chặt đứt giữa hai người ý niệm liên lạc, trái tim đã là đập bịch bịch. Nữ nhân này, thực sự là thần kinh. Ta cùng nàng ở giữa cảm tình, nếu là xử lý không tốt,
tất nhiên sẽ ủ ra mầm tai vạ to lớn. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng thần suy nghĩ, tính toán đối sách. Muốn hắn từ bỏ nữ nhân bên cạnh, từ bỏ hết thảy, cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt cùng một chỗ, đó là tuyệt đối không thể nào. Lập tức kế sách, cũng chỉ có thể trước tiên làm phòng bị, về sau lại chào hỏi ứng đối, cái này hiển nhiên không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu liễm trong lòng tạp tự, trở lại tinh không thần chỉ cái khác hành cung bên trong. Hành cung bên trong, thần sắc đẹp, thiên nữ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Thần Độ Uyển Nhi, Diệp Lạc Nhi, Ngôi Sao Nhỏ, Tiểu Hoa Nhài, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên, Quẻ Thiên Đế Nữ Nhi Càn Xương Nguyệt các loại nữ tử, còn có Lôi Thần Ân Tố Chân, Thủy Thần Lạc Thanh Ly các loại, đang chờ chờ Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, chư nữ đều là vui cười chào đón. Đây là vui vẻ một đêm, Diệp Thần nội tâm lại là cất giấu một tia khói mù. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với hắn lưu luyến si mê, chuyện này nếu không giải quyết, tối nay vui sướng, sẽ trở thành tương lai vãn ca. Ba ngày sau, Diệp Thần cùng Luân Hồi Trận Doanh chư nữ, thân hữu, đoàn tụ hoàn tất, cũng là thời điểm lên đường, đi tới Mỹ Thần Cung. Luân Hồi Trận Doanh chư nữ tiễn biệt trăm dặm, sau đó Nhậm Phi Phàm lại tiễn đưa trăm dặm, nhưng Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, Diệp Thần dừng lại cước bộ, nói, Nhậm tiền bối, trở về đi. Nhược Tuyết, Ngôi Sao Nhỏ, Hoa Nhài các nàng, liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Ba ngày nay, Diệp Thần đã cùng Luân Hồi Trận Doanh đám người lời thuyết minh, Thương Thiên Lạc Nguyệt tiềm tàng uy hiếp. Sống Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Ngụy Dĩnh đám con gái, nếu là đụng tới Thương Thiên Lạc Nguyệt, địch bất quá đối phương một kiếm. May mắn, có Luân Hồi Tinh Giới che chở, chỉ cần các nàng không đi ra, vậy thì không có lo lắng tính mạng. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, yên tâm, ta cùng Phật Tổ, còn có ngươi ra ra, sẽ bảo vệ tốt gia viên, ngươi yên tâm đi giúp thần sắc đẹp chính là. Ngô, bất quá, ta cũng phải bế quan một thời gian. Diệp Thần nói, như thế nào? Nhậm Phi Phàm nói, trước đây cùng Hồng Quân tranh đấu, ta tuy là siêu thiên cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào dễ dàng trấn áp hắn, tất cả bởi vì ta đạo pháp nội tình quá mức nông cạn, hoàn toàn là dựa vào luân hồi sách sửa chữa đi qua, có được tu vi, cũng không kiên cố. Ta dự định bế quan một thời gian, thật tốt vững chắc căn cơ. Cái gọi là siêu thiên cảnh, chính là đệ thập phẩm thiên đế, đại khái có thể phân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, siêu thiên sơ giai cùng siêu thiên đỉnh phong, trên thực tế sức mạnh chênh lệch cũng không tính lớn bao nhiêu, dù sao cũng là đệ thập phẩm thiên đế, đều tại một cái cấp độ bên trong. Nhưng Nhậm Phi Phàm thân ở luân hồi tinh giới, có tuyệt đối thiên thời địa lợi tín ngưỡng trợ lực, lại còn không thể trấn áp Hồng Quân lão tổ, này liền có chút thái quá. Xét đến cùng, một cái là Hồng Quân lão tổ, át chủ bài đông đảo, đạo hạnh thâm hậu, thứ hai cũng là Nhậm Phi Phàm nội tình quá mỏng. Bây giờ cổ tinh môn đã diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Nhậm Phi Phàm cũng dự định bế quan một thời gian, thật tốt xây thực căn cơ. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, Nhậm tiền bối, vậy ngươi liền thật tốt bế quan, thế nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt. Nhậm Phi Phàm nói, yên tâm, ta sẽ lưu ý, nếu là nàng dám đến mạo phạm, ta sẽ lập tức xuất quan. Diệp Thần nói, hảo, đa tạ, ta phải đi. Lập tức. Diệp Thần hướng Nhậm Phi Phàm chắp tay từ biệt, sau đó chính là cùng thần sắc đẹp, thiên nữ một đạo, rời đi luân hồi tinh giới, đi tới Mỹ Thần Cung. Thần sắc đẹp trực tiếp xé rách hư không, dắt Diệp Thần tay, đi tới Mỹ Thần Cung lãnh địa. Thần sắc đẹp nhận định Diệp Thần là quang chi tử, cho nên nàng con dân, tín đồ của nàng, đệ tử của nàng, đều ca ngợi Diệp Thần là quang chi tử, tương lai muốn cứu vớt thế giới này. Ánh mắt của hắn quan sát tiếp, liền thấy mảnh này Mỹ Thần Thánh địa. Khắp nơi hào quang tràn ngập, tiên thụ rừng rậm kết quả, sông núi núi lớn như cẩm tú, trong hư không nổi lơ lửng từng tòa hòn đảo, bên trên có bạch long một dạng thác nước chút xuống, thủy cùng quang cùng thiên mờ mịt một thể, cực điểm mộng ảo. Diệp Thần nghe được giữa phiến thiên địa này, khắp nơi nhộn nhạo ca ngợi sử thi, nhưng không khỏi lông mày nhíu một cái, nhìn xem thần sắc đẹp, nói, thần sắc đẹp, người thật sự cho rằng ta là quang chi tử sao? Từng mảnh ngâm sướng thơ ca tụng thanh âm. Tại thần sắc đẹp thánh địa trong quanh quẩn, những thứ này ngâm sướng, ca ngợi cũng không phải thần sắc đẹp, mà là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, nhưng cẩn thận nghe tới, cũng không phải tán tụng luân hồi, mà là ca ngợi ánh sáng của bầu trời. Mỹ Thần Cung lãnh địa, liền kêu Mỹ Thần Thánh địa, Diệp Thần xuyên qua hư không, liền xuất hiện tại thần sắc đẹp trên thánh địa khoảng không. Thần sắc đẹp kéo Diệp Thần tay,
mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi chính là Quang Chi Tử, ta sẽ đuổi theo ở bên cạnh ngươi, sông cạn đá mòn, quyết chí thể không đổi, phụ trợ ngươi đăng đỉnh, trở thành Quang. Diệp Thần nói, nếu như ta không phải là Quang Chi Tử đâu, ngươi còn có thể tốt với ta sao? Thần sắc đẹp sửng sốt một chút, tiếp đó dịu dàng cười nói, nếu như ngươi không phải, ta cũng đối ngươi tốt, dù sao chúng ta cũng coi như từng có một chút đặc thù tiếp xúc, ngươi là ta đời này duy nhất công nhận người, ngươi là Quang Chi Tử tốt nhất, coi như không phải, ta cũng không rời không bỏ. Ngươi ta liên thủ, có thể trấn áp chư thiên hắc ám, thiết lập một cái hoàn mỹ thế giới, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là làm không được, thậm chí cuối cùng bị bóng tối thôn phệ, nhưng ít ra cố gắng qua, không thẹn với lương tâm, vậy liền đầy đủ. Nàng trong lúc nói chuyện, kéo Diệp Thần khoan hậu bàn tay, tại chính mình trên gương mặt ma lau, động tác mười phần ôn nhu. Diệp Thần tâm thần rung động, nhẹ vỗ về thần sắc đẹp gương mặt, ừ một tiếng. Một bên thiên nữ, nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, không khỏi trợn trắng mắt, nói, uy, các ngươi muốn làm cái gì, trở về phòng làm tiếp được không? Cố Kỵ phía dưới ta còn tại bên cạnh đâu? Nghe vậy, Diệp Thần có chút lúng túng thu về bàn tay. Thần sắc đẹp mỉm cười, nói, tốt, chúng ta hồi cung a. Nàng liền dẫn Diệp Thần cùng thiên nữ, hướng về trong thánh địa Mỹ Thần Cung bay đi. Cái kia phiến Mỹ Thần Cung, là dùng đặc thù thần thạch xây tạo tảng đá cung điện, sạch sẽ, thần thánh, thuần trắng, quang huy quanh quẩn, cung điện đường cong lấy tỷ lệ vàng chia cắt, mười phần hoàn mỹ, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí vệ sĩ tuần tra. Ngoại trừ Mỹ Thần Cung, Mỹ Thần Thánh Địa còn có mộ cung, chân lý biết tồn tại, hai cái thế lực này, là Nguyên Thiên Đế thế lực. Trước đây Nguyên Thiên Đế, đem Tinh Không Thần Sơn nhường cho Diệp Thần, chính mình di chuyển tới thần sắc đẹp lãnh địa, chủ yếu là vì cùng thần sắc đẹp cung liên hợp, chỉnh hợp tài nguyên, cùng đối kháng hồn thiên đế. Bây giờ Mỹ Thần Thánh Địa, lợi dụng Mỹ Thần Cung làm trung ương hạch tâm, chân lý sẽ cùng mộ cung phân chấn tả hữu. Toàn bộ Mỹ Thần Thánh Địa, sự vụ chủ yếu từ thần sắc đẹp tới xử lý, Nguyên Thiên Đế cực ít đứng ra, bởi vì Nguyên Thiên Đế chính là trụ thần hóa thân, hắn nhất cử nhất động, đều biết kéo theo thiên địa đại thế, dẫn phát không biết cát hung họa phúc. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Nguyên Thiên Đế sẽ không xuất thủ, thậm chí ngay cả mặt cũng sẽ không lộ. Loại này cấp bậc cao thủ, cần tận lực tránh tiếp xúc thế gian nhân quả quấn quanh càng nhiều, bọn hắn lại càng đau đớn, trụ thần phải thừa nhận phần thiên đại kiếp, nhân quả liên lụy càng nhiều, phần thiên đại kiếp lại càng mãnh liệt, thì sẽ càng đau đớn. Phanh, phanh, Diệp Thần đi theo thần sắc đẹp, đi tới Mỹ Thần Cung lúc, lại chợt nghe được hai cỗ tiếng nổ tung, liền thấy có hai cái người áo đen, từ dưới nền đất phóng lên trời. Dừng lại. Ngay sau đó, Mỹ Thần Cung rất nhiều vệ binh, tại một cô gái xuất lĩnh dưới, hướng về cái kia hai cái người áo đen truy sát mà đi. Nữ tử kia cưỡi một đầu hắc hùng, chính là lưỡi đao nữ hoàng, gấu đen kia chính là trước đó đi theo ở Diệp Thần bên người tiểu cấm yêu, khi xưa vạn yêu thiên tôn. Lưỡi đao nữ hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nắm lấy song đao, khí thế hung hăng hướng cái kia hai cái người áo đen đuổi theo. Cái kia hai cái người áo đen liều mạng chạy trốn, trên thân bốc lên nhật nguyệt quang huy, tốc độ chợt tăng vọt, lại như hóa thành hai sợi ánh sáng của bầu trời, muốn trốn khỏi mà đi. Thần sắc đẹp thấy thế, ánh mắt phát lạnh, nói, ngày hôm đó nguyệt hồn tộc. Thừa dịp ta không tại, còn nghĩ cướp ngục. Bàn tay nàng cách không đè ép, thiên địa pháp tướng hiển hóa, trên bầu trời, một cái trong suốt như ngọc, hoàn mỹ vô cùng giả thiên đại thủ, chính là gào thét lên bao phủ xuống, muốn đem cái kia hai cái người áo đen chấn sát. Nhưng không ngờ, cái kia hai cái người áo đen, thân hóa ánh sáng của bầu trời, lại từ trong thần sắc đẹp kẽ ngón tay xuyên qua, né tránh thần sắc đẹp kinh thiên một trường, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Vực sâu diệt thế chảm. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, thấy vậy tình thế, ngón tay đưa ra, cao thiên hư không băng liệt, một đạo đen như mực đao mang nộ chảm xuống, cái kia hai cái người áo đen không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, liền bị Diệp Thần trên không chém giết. Lưỡi đao nữ hoàng gặp lại sau đến Diệp Thần, lập tức kinh hỉ, kêu lên, Diệp Thần, là ngươi. Dưới háng nàng hắc hùng cự yêu, nhìn thấy Diệp Thần, cũng là kích động mừng rỡ kêu lên, nha, là phụ thân đến. Bước nhanh lao đến. Nó còn nhớ rõ Diệp Thần cái này phụ thân. Chúng vệ binh nhìn thấy thần sắc đẹp, Diệp Thần, thiên nữ ba người, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc đẹp đại nhân cùng thiên nữ thánh nữ trở về. Còn có luân hồi chi chủ cũng tới. Luân hồi chi chủ quả thật lợi hại, lại một đao liền chặt giết nhật nguyệt hồn tộc hai viên cao thủ.
Chúng vệ binh vội vàng cũng bay tới, đồng loạt khom người bái kiến, cùng kêu lên. Cung nghênh thần sắc đẹp đại nhân, luân hồi chi chủ, thiên nữ thánh nữ pháp giá. Thần sắc đẹp đại nhân uy nghi vô song, tiên tư diệu thiên, luân hồi chi chủ chiếu sáng nhật nguyệt, vĩnh hằng bất hủ. Diệp thần gặp những vệ binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, liền tiếng ca ngợi đều chỉnh tề hợp nhất, trong lòng âm thầm gật đầu. Thần sắc đẹp bình tĩnh nói, tốt, không cần đa lễ. Chúng vệ binh đáp, là, liền khom người thối lui, tại tứ phía vây quanh Diệp thần, thần sắc đẹp bọn người. Diệp thần, người có thể tính tới. Lưỡi đao nữ hoàng ngược lại là không có cái gì khách khí, rất cởi mở hướng Diệp thần hô. Diệp thần cười nói, ân, đã lâu không gặp, tiền bối. Lưỡi đao nữ hoàng cũng cười cười, nhưng chợt bắt giữ Diệp thần khí tức trên người, mặt nàng cho liền một hồi ảm đạm, nói, chín thương cổ hoàng bệ hạ hắn. Diệp thần thở dài, chín thương tiền bối đã tiêu tan mất đi, tương lai của ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn phục sinh. Lưỡi đao nữ hoàng, chín thương cổ hoàng, cũng là lục đạo cổ thần một trong, chín thương cổ hoàng là hạch tâm, bây giờ cảm giác được chín thương cổ hoàng tan biến, lưỡi đao nữ hoàng trong lòng cũng là có chút buồn bã. Lưỡi đao nữ hoàng thở dài, ai, muốn phục sinh cổ hoàng bệ hạ, cũng không phải cái gì chuyện dễ, trừ phi có thể chế tạo ra sinh tử phong thần bi. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ngươi lưu lại Mỹ thần cung, là vì hỗ trợ chế tạo sinh tử phong thần bi sao? Lưỡi đao nữ hoàng lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta cùng lớn từ thụ hoàng trước đây tới Mỹ thần cung gặp thần sắc đẹp, về sau cũng không có gì chỗ có thể đi, liền ở lại nơi này, thần sắc đẹp đối đãi chúng ta rất tốt, bây giờ chúng ta xem như Mỹ thần cung khách khanh. Đến nỗi chế tạo sinh tử phong thần bi, ta ngược lại thật ra muốn giúp đỡ, đáng tiếc cái kia kỳ quan, không phải ta cùng đại từ cây hoàng có thể chế tạo. Bây giờ ta cùng đại từ cây hoàng, chính là hỗ trợ trông coi u tù lao. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người tới cướp ngục, may mắn ngươi ra tay, nếu bị bọn hắn chạy trốn, chúng ta Mỹ thần cung thế nhưng là mất hết mặt mũi. Diệp thần nói, cướp ngục, bọn hắn muốn kiếp ai? Lưỡi đao nữ hoàng nói, ngươi hỏi thần sắc đẹp a, ta đi xử lý cái kia hai cái hồn tộc thi thể của người, đi trước. Nàng rất là ngay thẳng, cũng không có qua nhiều khách sáo, liền cưỡi hắc hùng cự yêu, đi xử lý vừa mới Diệp thần chém giết hai cái hồn tộc thi thể của người. Hồn tộc là hồn thiên đế dưới quyền chủng tộc, là hậu duệ của hắn con dân, thế gian có 9 đại hồn tộc, trước mắt có thể uy hiếp được Mỹ thần cung, cũng chỉ có thứ hai hồn tộc Nhật Nguyệt hồn tộc cùng đệ nhất hồn tộc tổ rồng hồn tộc, những thứ khác có thể bỏ qua không tính. Vừa mới Diệp thần chém giết hai người, đều đến từ ngày Nguyệt hồn tộc. Hồn tộc trên thân, rất có thể mang theo đặc thù hắc ám khí tức, cho nên thi thể nhất thiết phải xử lý thỏa đáng, bằng không ô nhiễm đại địa, vậy thì không ổn. Trong lòng Diệp thần rất là hiếu kỳ, quay đầu hướng thần sắc đẹp hỏi, người ở đây giam giữ có hồn tộc cao thủ. Ta như thế nào từ nơi sâu xa, cảm thấy một tia không hiểu xúc động, giống như người giam giữ người, cùng ta có cực lớn quan hệ. Diệp thần cau mày, trong mơ hồ, bắt được một tia mịt mờ khí tức, bị thần sắc đẹp giam giữ trong lòng đất u tù lao bên trong người, hắn rất có thể nhận biết. Từ nơi sâu xa, hắn có thể bắt được một tia nhân quả liên lạc ba động. Thần sắc đẹp lại khẽ gật đầu một cái nói, không phải hồn tộc, là hắc ám huynh đệ hội người. Diệp thần chấn động trong lòng, nói, hắc ám huynh đệ hội. Đây chính là hắc ám nữ thần dưới quyền thế lực A. Khi nghe đến thần sắc đẹp lời nói sau, luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ cũng bị xúc động, đôi mắt tinh mang lấp lóe, nói, là sư muội ta. Mộ chủ, các ngươi không thể gây thương tính mạng nặng. Cái gì, đó là ngươi sư muội. Diệp thần khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Thần sắc đẹp nói, ta trước tiên dẫn người đi u tù lao xem, vị kia tù phạm, cũng là chúng ta áp chế hồn thiên đế, chế tạo sinh tử phong thần bi chỗ mấu chốt. Diệp thần trong lòng hơi động, ân một tiếng, liền đi theo thần sắc đẹp, hướng phía dưới hạ xuống, thiên nữ thì cáo từ trước rời đi. Thần sắc đẹp mang theo Diệp thần, hướng về dưới nền đất u tù lao đi đến. Một tòa ẩm ướt âm u địa hạ lao ngục. Lộ ra ở trong mắt Diệp thần, từng gian trong phòng giam, nhốt rất nhiều hình dáng tướng mạo hung ác tù phạm, có ngục tốt đang thực hiện trọng hình, nhưng lại không có một tù nhân tiếng hừ kêu rên. Cả tòa khổng lồ u tù lao, chỉ có quất roi âm thanh, thiêu đốt da thịt âm thanh, trượng lên tiếng các loại, cũng không ngửi phạm nhân chu lên, chúng tù phạm tâm tính chi cứng cỏi, làm cho người chấn động. Diệp thần nhìn thấy những tù phạm này, trên thân đều mang hồn tộc khí tức, rõ ràng cũng là hồn thiên đế đệ tử.
mỗi một cái đều là xương cứng, lượt chịu chư hình mà không có nửa điểm kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm, chỉ có thâm thúy vắng lặng trầm mặc. Thần sắc đẹp đại nhân, người đã đến. Lao tù chỗ sâu, một cái nữ tử áo đen dậm chân đi ra, nhìn thấy thần sắc đẹp sau, liền lập tức khom mình hành lễ vấn an. Cô gái mặc áo đen này, tướng mạo lại cùng thần sắc đẹp giống nhau y hệt, nhưng hai đầu lông mày quanh quẩn thâm trầm chi khí, hình như có vô tận bi thương quá khứ, làn da tái nhợt như tuyết, dáng người sánh bằng thần càng hót một chút, bó sát người áo đen phác họa ra gần như hoàn mỹ đường cong, tóc như xương trắng như tuyết, đôi mắt lại là trong suốt đỏ tươi màu sắc như máu, bên hông liếc phác lấy một thanh trường đao. Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ đánh giá nàng, nữ tử này, áo đen, tóc trắng, mắt đỏ, dung mạo giống như thần sắc đẹp tuyệt lệ, nhưng khí chất lại hết sức thê lương, mờ mờ ảo ảo có sát khí vần quanh, cùng thần sắc đẹp cái kia cỗ như mộc xuân phong, ôn nhu cùng thiện khí tức, đó là khác hẳn tương phản. Ân, Hoàng Tuyền, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Luân Hồi Chi Chủ Diệp Thần. Thần sắc đẹp gật gật đầu, hướng cô gái áo đen kia giới thiệu. Tên là Hoàng Tuyền nữ tử áo đen, hướng Diệp Thần khom mình hành lễ, kêu lên, Hoàng Tuyền gặp qua Diệp đại nhân. Thần sắc đẹp mỉm cười, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, nàng gọi Hoàng Tuyền, là ta một đạo hóa thân. Diệp Thần sững sờ, nói, hóa thân. Thần sắc đẹp nói, ân, tại viễn cổ thời đại, ta vì tẩy luyện đạo tâm, tại vô lượng thọ bên trong, hóa thân ngàn vạn, lượt lịch hồng trần ra khổ, về sau ta đem rất nhiều hóa thân thu hồi, nhưng phát hiện có một đạo hóa thân, đã đản sinh ra bản thân ý thức, ta cho nàng đặt tên gọi Hoàng Tuyền, hứa nàng tự lập, chính là trước mắt người vị cô nương này. Hoàng Tuyền không nói gì, khoanh tay đứng ở một bên, như pho tượng giếng cổ không gợn sóng. Thần sắc đẹp đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo Hoàng Tuyền tay, ôn nhu ma lau lấy, nói, nàng nhận qua rất nhiều khổ sở, từng bị giam giữ tại Luân Hồi Sư Trưởng Đạt Vạn Thế Kỷ Nguyên, nhận hết địa ngục ra khổ, về sau Hắc Ám huynh đệ hội công diệt địa ngục, nàng mới thoát thân đi ra, đã biến phải giống như Tu La hung lệ điên cuồng vặn vẹo thị sát, ta lấy bản nguyên chi lực, trấn áp nàng sát khí, đem nàng thu về dưới trướng. Bây giờ, nàng là ta Mỹ Thần Cung ngũ đại hộ pháp đứng đầu, Diệp Thần, người về sau có nhu cầu gì, có thể nói rõ với nàng. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Tuyền, không nghĩ tới nàng còn có nặng nề như vậy quá khứ, thậm chí từng bị giam giữ tại luân hồi trong địa ngục, nhận hết địa ngục tất cả khổ sở dày vò. Mà Hoàng Tuyền nghe thần sắc đẹp ôn thanh tế ngữ, một nhóm huyết lệ liền từ trong mắt chảy xuống. Thần sắc đẹp nói, Hoàng Tuyền, tên phạm nhân kia thế nào, có thể chịu nói ra Côn Luân Đao tung tích. Nghe vậy, Hoàng Tuyền lấy lại tinh thần, huyết lệ từ trên gương mặt bốc hơi, nghiêm mặt nói, hồi bẩm thần sắc đẹp đại nhân, cái kia phạm nhân vẫn luôn không chịu mở miệng, thuộc hạ dùng hết rất nhiều hình phạt, nhưng vẫn là không cậy ra miệng của nàng. Thần sắc đẹp nói, mang ta đi xem. Hoàng Tuyền nói, là, nàng liền ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Thần cùng thần sắc đẹp, hướng sâu trong u tù lao đi đến. Đi tới u tù lao chỗ sâu, Diệp Thần lại nhìn thấy tại một gian chật hẹp phòng giam bên trong, nhốt một thiếu nữ. Thiếu nữ kia hình dáng tướng mạo kỳ dị, toàn thân làn da càng là màu đen, nhưng cũng không âm u, giống như đêm tối thâm thúy, như bảo thạch sáng long lanh, toàn thân trên dưới cũng là đen, như một cái ám dạ tinh linh, một đôi mắt xanh đậm như biển. Trên người nàng áo tù, đã bởi vì hình phạt dày vò, trở nên nát như phá toái, lộ ra mảng lớn bóng loáng da thịt. Phía trên hiện đầy đủ loại quất roi thiêu đốt hình phạt vết tích, vết thương chồng chất, nhưng nàng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, khuôn mặt giống như bầu trời giống như biển cả thâm thúy đạm nhiên, nhìn thấy Diệp Thần, thần sắc đẹp, Hoàng Tuyền ba người tới, nàng mới ngẩng đầu. Tại nhìn thấy Diệp Thần sau, nàng cái kia thâm thúy lạnh nhạt khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn động, cổ họng bởi vì chợt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, phát ra ách ách âm thanh. Mộ chủ, là sư muội ta, a, à, nàng. Nàng vậy mà trở nên bộ dáng như thế. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ nhìn thấy cái này đen nhánh thiếu nữ, cũng là vô cùng chấn động, lại là thở dài. Nàng là, Nhược Mộng, nếu Tường Vi muội muội, Nhược Mộng. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt bắt được thiên cơ, trước mắt cái này đen nhánh thiếu nữ, cùng như Tường Vi ở giữa, có quan hệ lớn lao. Diệp Thần còn nhớ rõ, nếu Tường Vi có hai cái muội muội, một cái gọi Như Huỳnh, một cái gọi Nhược Mộng. Trước kia, nếu Huỳnh cùng Nhược Mộng, từng cướp đi độ chi mảnh vụn, nhưng hai người không biết độ chi mảnh vụn lợi hại, tay không tiếp xúc, trực tiếp lọt vào ma khí ăn mòn, cơ thể sinh ra biến dị. Nếu Huỳnh bị ma khí ăn mòn sau, toàn thân trở nên thuần trắng,
nàng đã bị Diệp Thần trấn áp, trước mắt còn giam giữ tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp. Trước mắt cái này đen nhánh thiếu nữ, Diệp Thần rõ ràng nhìn ra, nàng chính là Như Tường Vi một cái khác muội muội, gọi Nhược Mộng không tệ. Sụp đổ chi chủ là Hắc Ám huynh đệ hội khi xưa đại sư huynh, luận bối phận, nếu huynh cùng Nhược Mộng cũng là sư muội của hắn, trước đây nếu như không phải sụp đổ chi chủ cầu tình, Diệp Thần có thể liền đem Như huynh giết chết. Bây giờ nhìn thấy Nhược Mộng, sụp đổ chi chủ liền có chút chấn động, Nhược Mộng hình dáng tướng mạo trở nên toàn thân đen như mực, quái dị như vậy bộ dáng, hiển nhiên là gặp địa ngục ma khí ăn mòn dấu hiệu. Siêu. Đột nhiên, trong phòng giam Nhược Mộng, giống như một cái báo cái vội xông đi ra, ngũ quan vặn vẹo gầm to, hướng Diệp Thần đánh tới. Lần này nổi lên biến cố, thần sắc đẹp cùng Hoàng Tuyền đều kinh hãi. Hoàng Tuyền phản ứng cấp tốc, một cái thủ pháp cầm nã, bắt được Nhược Mộng cổ, đem nàng gắt gao đè xuống đất. Nhược Mộng trên da có dấu từng đạo cấm chế phù văn, tại rất nhiều cấm chế phù văn hạn chế phía dưới, nàng nội công không cách nào phát huy, tự nhiên cũng làm ầm ĩ không nổi. Hoàng Tuyền bấm quyết một tiếng ngâm sướng, cấm chế kia phù văn lóe lên tia sáng, Nhược Mộng chịu đến thiêu đốt đau đớn, a a kêu to lên, tay chân loạn vũ, giống như điên dại, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, giống như ác quỷ kêu lên. Nếu huynh không cho phép ngươi tổn thương Như huynh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nguyên lai là nàng bắt được Như huynh khí tức, cảm giác được Như huynh bị Diệp Thần trấn áp, lúc này mới nổi điên. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, không nói gì không nói. Thần sắc đẹp nói, ngươi biết nàng là ai à? Diệp Thần nói, ân, Hắc Ám huynh đệ hội, Nhược Mộng. Tỷ muội của nàng ta đều biết, ta nghĩ không đến ngươi nói thủ phạm, lại chính là nàng. Thần sắc đẹp nhìn xem giống như chó chết, bị Hoàng Tuyền gắt gao đè xuống đất Nhược Mộng, nói, Diệp Thần, ngươi có từng chấp trưởng thiên hình pháp tắc? Diệp Thần nói, cái gì thiên hình pháp tắc? Thần sắc đẹp thở dài, chính là ma ngục mệnh tinh thiên hình pháp tắc, từ hình chi trong mảnh vỡ lưu truyền tới vô thượng pháp tắc, mang theo chư thiên tối cường hình phạt chi uy, nếu là ngươi nắm trong tay thiên hình pháp tắc, sự tình thì dễ làm. Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm, nói, ta như trưởng khống thiên hình pháp tắc, lại có thể làm những gì? Thần sắc đẹp đôi mắt lướt qua một vòng lãnh ý, nhìn xem Nhược Mộng, nói, nữ tử này, nàng biết Côn Luân đao tung tích, ta nghĩ buộc nàng nói ra, nhưng Hoàng Tuyền dùng hết rất nhiều hình phạt, cũng không thể cậy mở miệng của nàng, ta nghĩ thế gian này, cũng chỉ có thiên hình pháp tắc, có thể buộc nàng mở miệng. Nhược Mộng hừ một tiếng, cả giận nói, nghĩ bức ta nói ra Côn Luân đao tung tích. Các người đây là người si nói mộng. Các ngươi giết ta chính là, hà tất lại nhảy đấy dài dòng. Thần sắc đẹp lông mày nhíu một cái, một bên Hoàng Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên Nhược Mộng hai tay, một chút cài lại, răng rắc một tiếng, liền bẻ gãy xương cánh tay của nàng. Nhược Mộng ánh mắt như mẹ con báo giống như lạnh lẽo, lại là hừ cũng không hừ một tiếng, nói, điểm ấy hình phạt dày vò, lại coi là cái gì. Các ngươi sớm làm hết hy vọng a. Diệp Thần nói. Côn Lôn đao là, thần sắc đẹp nói, là hồn thiên đế lợi hại nhất hồn khí, người có từng nghe qua chín đại hồn khí truyền thuyết. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, ân, ta biết, trước kia hồn thiên đế sử dụng tới đủ loại binh khí pháp bảo, lợi hại nhất chín kiện, liền bị xưng là chín đại hồn khí. Ta nghe nói cái này chín đại hồn khí, hồn tộc chiếm giữ bốn kiện, xấu thần tộc cũng cướp đi bốn kiện, còn thừa lại một kiện là vật vô chủ, chẳng lẽ cái này Côn Lôn đao? Chín đại hồn khí truyền thuyết, Diệp Thần đã sớm biết được. Cái này chín đại hồn khí, xấu thần tộc chiếm giữ bốn kiện, trước đây xấu thần từng có ức vạn đạo phân thân, bị Diệp Thần đều bạo sát, chỉ còn lại bốn đạo, cái kia bốn đạo phân thân, liền phân biệt sống nhờ tại trong bốn kiện hồn khí. Chỉ cần cái kia bốn kiện hồn khí bất diệt, xấu thần linh hồn phân thân, sẽ không phải chết. Đến nỗi hồn thiên đế dưới quyền hồn tộc, cũng có bốn kiện hồn khí, Diệp Thần được chứng kiến một kiện. Gọi Hoàng Đồ Kiếm, từng sâu xé Hoàng Đồ tinh thần bất tỉnh âm dương, hắn còn có ấn tượng. Thần sắc đẹp gật đầu nói, không tệ, cái này Côn Lôn đao, chính là trong chín đại hồn khí tồn tại cường hãn nhất, cũng là hồn thiên đế trước kia binh khí mạnh nhất. Chín đại hồn khí, hồn tộc cùng xấu thần tộc, đều chiếm thứ tư, còn lại một kiện, cũng là chân quý nhất tồn tại, chính là Côn Lôn đao. Côn Luân, Côn vì ngày, Luân vì nguyệt, Côn Luân chính là nhật nguyệt ý tứ. Cái thanh kia Côn Lôn đao, ký thác hồn thiên đế muốn phi thăng tinh không bỉ ngạn, trưởng khống nhật nguyệt pháp tắc tâm nguyện. Chỉ có bước vào tinh không bỉ ngạn, hắn trụ thần lực lượng, mới có hoàn toàn khả năng khôi phục. Thần sắc đẹp hướng Diệp Thần giảng giải Côn Lôn đao huyền bí,
càng là cùng nhật nguyệt pháp tắc có liên quan. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, cái này Nhược Mộng, nàng biết Côn Luân Đao tung tích. Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, Hồn Thiên Đế cùng Hắc Ám huynh đệ hội có hợp tác, hắn ủy thác Hắc Ám huynh đệ hội giúp hắn tìm kiếm Côn Luân Đao, cái này Nhược Mộng chính là phụng mệnh người, nàng cũng tra được Côn Luân Đao tung tích. Nếu là bị Hồn Thiên Đế nhận được Côn Luân Đao, cái kia cực kỳ không ổn, một đao nơi tay, hắn có thể khôi phục đỉnh phong thời điểm sức mạnh, đến lúc đó, hắn có thể nhẹ nhõm chân áp chúng ta, từ đó trước một bước chế tạo ra sinh tử phong thần bi, vậy ta cùng ngươi, còn có họ chủ phụ, đều chỉ có một con đường chết. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc đẹp âm thanh cũng là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này Côn Luân Đao, quá trọng yếu, là trong chín đại hồn khí tồn tại cường hãn nhất, cũng là Hồn Thiên Đế cường hãn nhất thần binh lợi khí. Một khi Hồn Thiên Đế trọng trưởng, thế cục sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Diệp Thần đại khái hiểu rồi, nói, cho nên các người bắt ở Nhược Mộng, chính là muốn vì tranh đoạt Côn Luân Đao. Cây đao này thực sự quá mấu chốt, hoàn toàn có thể ảnh hưởng bây giờ phức tạp thế cục. Phải đao giả, tất thắng. Thần sắc đẹp nói, không tệ, may mắn Hoàng Tuyền bắt được Nhược Mộng, bây giờ quyền chủ động tại trên tay chúng ta. Nhược Mộng nói, phi, các người bắt ở ta. Nhiều nhất bất quá đem ta giết chết, muốn từ ta trong miệng moi ra đầu mối gì, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, đi ra phía trước, bàn tay lăng không ấn xuống lấy Nhược Mộng đỉnh đầu, nhắm mắt muốn điều tra nàng thức hải, bắt giữ cùng Côn Luân Đao tương quan nhân quả, nhưng lại phát hiện, mình có thể cảm nhận được, chỉ có bóng tối vô biên, đồ vật gì đều bắt giữ không đến. Thần sắc đẹp nói, vô dụng, nàng là hắc ám trong huynh đệ hội người, có đặc thù pháp môn, có thể ngăn cách siêu hồn tìm tòi, trừ phi nàng tự mình mở miệng, bằng không chúng ta không có khả năng từ trên người nàng đào ra cái gì manh mối. Diệp Thần cao mày nói, nghĩ không ra hắc ám huynh đệ hội, thế mà cùng hồn tộc liên hợp. Thần sắc đẹp cười nói, ta cũng cùng ngươi hợp tác a, đại gia cũng vậy. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng phải, nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Thần sắc đẹp nghiêm nghị nói, Côn Luân Đao can hệ trọng đại, ta Mỹ Thần Cung cùng hồn tộc, ai có thể cầm tới Côn Luân Đao, người đó liền có thể trước tiên chế tạo ra sinh tử phong thần bi, cho nên không dùng được giá tiền gì, đều phải cậy mở miệng của nữ nhân này. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn xem Nhược Mộng cái kia băng lãnh ánh mắt oán độc, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Nhược Mộng gương mặt, nói, nếu Mộng cô nương, nếu là ngươi chịu mở miệng, nói ra Côn Luân Đao tung tích, ta có thể thả ngươi. Lại thả ngươi tỉ muội như huỳnh, để các ngươi tại trong ta thiên quốc vĩnh hằng hưởng phúc, như thế nào? Dùng cường ngạnh thủ đoạn không được, Diệp Thần định dùng mềm. Nhược Mộng nghe được Diệp Thần lời ấy, thần sắc ngẩn ngơ, tiếp đó đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hướng Diệp Thần bàn tay táp tới. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, đưa bàn tay rút về. Hoàng Tuyền răng rắc một tiếng, đem Nhược Mộng đứt gãy hai tay xương cốt, lại ngược lại vặn vẹo nghiền nát. Nhược Mộng nghiến răng nghiến lợi nói, Luân hồi chi chủ, uổng cho ngươi tự xưng là chính đạo, ngươi xem một chút ngươi bộ dạng này hèn hạ bộ dáng. Côn Luân Đao tung tích, ta chết cũng sẽ không nói, ngươi đừng có hy vọng a. Diệp Thần nói, ta hèn hạ sao? Các ngươi trước kia công diệt luân hồi địa ngục, sát phạt vô số, như vậy tính là gì? Thiên tổ cùng Hắc Ám huynh đệ hội tranh đấu, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu, đều là ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Cũng là liên quan đến không không lúc nào khoảng không tương lai vận mệnh tồn tại. Tại cái này trước mắt, bất luận cái gì nhân từ cũng là mềm yếu ngu xuẩn, Diệp Thần cũng không có bị Nhược Mộng lời nói lay động, hắn không có khả năng thả người, cũng sẽ không dễ dàng để cho Nhược Mộng chết đi. Luân hồi trong mộ địa sụp đổ chi chủ, cũng là thần sắc buồn bã, không nói gì thêm, cũng sẽ không cầu tình. Hắn biết, đến lúc này, nếu như Nhược Mộng còn cố chấp không mở miệng, cái kia Diệp Thần dùng hết thảy thủ đoạn. Cũng là phải làm. Bằng không mà nói, bị Hồn Thiên Đế lấy được Côn Luân Đao, chế tạo ra sinh tử phong thần bi, Mỹ Thần Cung cùng luân hồi trận doanh, đều phải hôi phi yên diệt, hậu quả khó mà lường được. Nhược Mộng không nói gì với nhau, chỉ cắn răng căm tức nhìn Diệp Thần. Thần sắc đẹp bình tĩnh nói, muốn gọi nữ nhân này mở miệng, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, hình chi mảnh vụn, thiên hình chi phạt. Thần sắc đẹp nói, không tệ. Thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận thiên hình chi phạt dày vò, nếu là ngươi có thể trưởng khống hình chi mảnh vụn, chỉ cần hơi thi trừng trị, nữ nhân này xương cốt lại cứng rắn, cũng không khả năng ngăn cản.
đến lúc đó, chúng ta liền có thể tra hỏi ra Côn Luân Đao tung tích. Nghe được thần sắc đẹp lời nói, Nhược Mộng thân thể mềm mại một hồi run rẩy, vốn là vô cùng hung hãn kiêu hoành nàng, tại nghe thấy thiên hình chi phạt sau, trong mắt cũng là toát ra sợ hãi kinh dị chi sắc. Trước đây nàng tiềm phục tại luân hồi địa ngục, tự nhiên là tận mắt chứng kiến qua thiên hình chi phạt kinh khủng, địa ngục bốn đại đô thống, Câu Thiên Tôn, Khóa Thiên Thần Quân, Hình Thiên Chủ, Độ Ách Chân Quân, liền lấy Hình Thiên Chủ địa vị cao nhất, uy nghiêm tối hừng hực. Bởi vì, Hình Thiên Chủ chấp trưởng hình chi mảnh vụn, tay cầm thiên hình chi phạt, đánh bắn ra ngón tay, bộc phát ra thiên hình sát phạt tai kiếp, cũng không phải là người có thể ngăn cản. Ma Ngục Mệnh Tinh là Diêm Ma Tử Thần thi hài chế tạo mà thành, Diêm Ma Tử Thần khi còn sống chịu đủ loại dày vò khổ sở, phần thiên đại kiếp, chiến đấu tổn thương các loại hình thành đau đớn oán nghiệp, toàn bộ đều hội tụ đến cái kia hình chi bên trong mảnh vỡ, thiên hình chi phạt buông xuống, tựa như phần thiên đại kiếp, trụ thần tâm ma cùng nhau buông xuống, đừng nói không không lúc nào chống không võ giả, coi như tinh không bị ngạn cường giả tới, cũng ngăn không được thiên hình chi phạt dày vò. Cái này hình chi mảnh vụn, liền lợi hại đến nước này, thiên hình chi phạt vừa ra, đầy trời thần Phật đều phải quỳ xuống, đều tại phủ phục tại luân hồi địa ngục uy nghiêm phía dưới. Hình chi mảnh vụn, cũng là luân hồi địa ngục hạch tâm nhất tồn tại, chỉ có lôi đình hình phạt thiên uy, mới hiển lộ ra uy nghiêm, có thể trấn áp điên cuồng, lệnh kiêu ngạo nhất bá đạo cuồng ngạo ma thần, đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhược Mộng rất rõ ràng, một khi thiên hình chi phạt buông xuống, vậy coi như nàng đạo tâm cường hãn gấp trăm lần, cũng vạn vạn không chống chịu được. Các ngươi một đám tiểu nhân hèn hạ, nghĩ đối với ta dùng thiên hình chi phạt. Chỉ sợ các ngươi chính mình trước tiên bị cắn trả. Nhược Mộng cắn răng chửi bới nói. Hình chi mảnh vụn khí tức, cực kỳ khủng bố, ẩn chứa trong đó đủ loại thiên hình kiếp nạn, thiên đế chạm đến đều muốn bị dày vò thành cho tàn, trước kia liền xem như hình thiên chủ, cũng không thể luyện hóa hình chi mảnh vụn, thậm chí không thể hoàn toàn chấp trường, chỉ là có thể điều động hình chi mảnh vụn bộ phận sức mạnh thôi. Chính là điều động bộ phận này sức mạnh, năm đó hình thiên chủ, đã là uy chấn chư thiên nhân vật kinh khủng, vô số ma thần vừa nghe đến danh hào của hắn, liền toàn thân phát run, không dám đối nghịch. Mà tới được hôm nay, luân hồi địa ngục đã sớm băng diệt, đã mất đi luân hồi địa ngục địa mạch căn cơ, muốn trưởng khống hình chi mảnh vụn, kia liền càng khó khăn. Diệp Thần đương nhiên biết, Ma Ngục Mệnh Tinh bốn khối mảnh vụn, mỗi một khối cũng không dễ dàng trưởng khống, nhưng nếu có hình chi mảnh vụn tung tích, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thần sắc đẹp, người biết hình chi mảnh vụn tung tích? Diệp Thần hỏi. Tất nhiên thần sắc đẹp nhắc đến hình chi mảnh vụn, vậy nàng rất có thể biết được bí mật phía sau. Ra ngoài lại nói. Hoàng Tuyền, người cũng đi ra. Thần sắc đẹp không cùng Nhược Mộng dây dưa quá nhiều, nàng có kế hoạch của nàng, lúc này mang theo Diệp Thần ra ngoài. Hoàng Tuyền sát phạt quả đoán, vừa Nhược Mộng toàn thân xương cốt đánh gãy, lại bỏ vào phòng giam bên trong sau, cũng đi theo thần sắc đẹp cùng Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần quay đầu trông thấy Nhược Mộng, nàng tứ chi đã bị bẻ gãy vặn vẹo, cả người như là một cái bể tan tành búp bê vải, lại hình như là một loại nào đó chân đốt quái vật, trên mặt đất tràn đầy huyết thủy, nàng giống như là điên dại giống như ha ha cười lớn. Ba người ra giam cầm lao, Diệp Thần bên tai cuối cùng thanh tĩnh. Hình chi mảnh vụn tung tích, kỳ thực ta đã sớm biết ở nơi nào, nhưng, chỗ kia, quá nguy hiểm. Muốn đi cướp đoạt mảnh vụn, cửu tử nhất sinh. Thần sắc đẹp khẽ gật đầu một cái, một tiếng thở dài. Thì ra nàng lại đã sớm biết hình chi mảnh vụn tung tích. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, ở nơi nào? Không không lúc nào khoảng không các nơi, coi như nguy hiểm đi nữa, bằng vào ta thực lực, cũng có thể xông vào một lần. Thần sắc đẹp vẫn là lắc đầu, nói, chỗ kia, vô cùng đặc thù, là hai vị trụ thần Mai Cốt Chi Địa, không không lúc nào khoảng không bất luận cái gì cấm địa, cũng không thể so sánh cùng nhau. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, hai vị trụ thần Mai Cốt Chi Địa. Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, chỗ kia chính là Hắc Ám Xâm Lâm, là 72 trụ thần bên trong, Vũ Thần cùng trụ thần Mai Cốt Chi Địa. Diệp Thần a một tiếng, toàn thân chấn động, nói, Hắc Ám Xâm Lâm sao? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hình chi mảnh vụn sở tại chi địa, lại chính là Hắc Ám Xâm Lâm. Hắn trước đây đã nghe qua quá nhiều lần địa phương này. Đại Chúa Tể nói qua, muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, đã buông xuống đến không không lúc nào khoảng không, trước mắt liền bị vây ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Thần sắc đẹp nói, Vũ Thần cùng trụ thần, là một đôi song tử, trời sinh như hình với bóng, bọn hắn xem như huynh muội, cũng có thể nói là vợ chồng, trụ thần quan hệ rất phức tạp.
không thể theo lẽ thường nhân luân mà định ra, tóm lại bọn hắn là song sinh trụ thần, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn đều vẫn lạc, thi hài rơi xuống chỗ, diễn sinh ra vô tận hắc ám, cuối cùng hóa thành hắc ám xâm lâm. Diệp thần trầm mặc, ngưng thần suy nghĩ, âm thầm suy tính tương lai đi hắc ám xâm lâm phúc họa. Tiếp đó hắn liền phát hiện, quả nhiên là cửu tử nhất sinh, hung hiểm tới cực điểm. Hắc ám xâm lâm, cũng là đế rơi vũ trụ vị trí. Còn có, Diệp thần nhớ không lầm, võ tổ Hồng Nhan Chi Kỷ, đã từng tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, danh hiệu ma nữ cường đại tồn tại, vẫn lạc chuyển sinh sau, trở thành một cái gọi Bùi Vũ Hàm cô nương, hắn trước đó cũng tiếp xúc qua. Bùi Vũ Hàm cùng vĩ thú bên trong sáu đuôi, tình cảm thâm hậu, sáu đuôi cũng tại hắc ám xâm lâm. Còn có huyền yêu, cũng bị kẹt ở hắc ám xâm lâm đế rơi trong vũ trụ. Chỗ kia, đủ loại nhân quả mạch lạc, vận mệnh sợi tơ xen lẫn liên lụy, hết sức phức tạp. Diệp thần dự cảm đến, nếu là mình bây giờ đi hắc ám xâm lâm mà nói, đó là thật cửu tử nhất sinh, hắn suy tính đến tương lai, hoặc là mình bị Thương Thiên Lạc Nguyệt giết chết, hoặc là bị thức tỉnh Bùi Vũ Hàm giết chết, hoặc bị đế rơi vũ trụ thôn phệ, hoặc lọt vào hình chi mảnh vụn thiên hình chi phạt phản phệ, thậm chí khả năng bị vũ thần cùng trụ thần đoạt xá, hay là bị vây ở trong vô biên thời không bọt khí, không thoát thân được. Hắn thấy được chính mình 100 loại cách chết, nhưng sinh lộ cơ hồ không nhìn thấy, trong đó hung hiểm, quả thực là mây đen áp đỉnh, khói mù bao phủ, không thấy mảy may ánh dạng đông. Thần sắc đẹp tiếp tục nói, Diệp thần, lúc ngươi cùng Nhậm Phi Phàm, còn chưa tới không không lúc nào trống không, ta liền tự mình đi qua hắc ám xâm lâm, muốn tìm hình chi mảnh vụn. Bất quá, ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ biết là hình thiên chủ hòa hình chi mảnh vụn, đều bị đế rơi vũ trụ thôn phệ. Cái kia đế rơi vũ trụ, là thiên mẫu nương nương tạo vật, thập đại cổ thần khí bên trong, tồn tại cường hãn nhất, bị cái kia phiến vũ trụ thôn phệ, cơ bản liền không khả năng đi ra, chỉ có thể dần dần bị tuế nguyệt cùng tinh hà ăn mòn thành cho. Diệp thần cao mày nói, ngô, cái kia hắc ám xâm lâm, đích xác nguy hiểm, nhưng tất nhiên hình chi mảnh vụn ở bên trong, ta không có khả năng bỏ lỡ. Đối với Diệp thần tới nói, thắp sáng ma ngục mệnh tinh, là nhất định phải làm được sự tình. Mà muốn chút hiện ra ma ngục mệnh tinh mà nói, hình chi mảnh vụn ắt không thể thiếu. Nếu như có thể thắp sáng ma ngục mệnh tinh, Diệp thần thậm chí có thể đem trong cơ thể mình ẩn núp phần thiên đại kiếp, chuyển rời đến ma ngục mệnh tinh phía trên, từ đó tránh phần thiên đại kiếp bộc phát dày vò. Cái này ma ngục mệnh tinh, với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu, so long đằng mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh các loại cộng lại, còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Cho nên, nếu biết hình chi mảnh vụn tung tích, coi như biết rõ hung hiểm, Diệp thần cũng sẽ không không công buông tha. Thần sắc đẹp thở dài một tiếng, nói, nếu có thể cầm tới hình chi mảnh vụn, tự nhiên không thể tốt hơn, coi như từ cái kia nhược mộng trong miệng, ép bức vấn bất xuất Côn Luân đao tung tích, người chấp trưởng thiên hình pháp tắc, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh, phụ trợ ta chế tạo ra sinh tử phong thần bi, không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta Mỹ thần cung cùng hồn thiên đế trận doanh. Song phương đều tại cướp tạo sinh tử phong thần bi, tài nguyên là miễn cưỡng đầy đủ, song phương thiếu chút nữa là một hơi, một chút khí thế. Cho nên, ta không thể để cho hồn thiên đế cầm tới Côn Lôn đao, bằng không hắn khí thế dậy rồi, cản cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, nếu như chúng ta lấy được hình chi mảnh vụn, khí thế đề thăng, hồn thiên đế cũng ngăn không được. Bây giờ hai chúng ta bên cạnh, tranh chính là tranh một hơi.